Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 14. Quân đết không còn gì để bàn cãi, tên này chính là một kẻ điên. Vậy là mọi người đều biết người tôi muốn nhắc đến nhỉ. Lúc đầu, tôi không ủng hộ kế hoạch diệt quân, bởi vì tôi dám khẳng định tên đó sẽ không ngồi yên chờ chết. Yuri vừa nói vừa thở dài, bổ sung, có điều tôi không ngờ tên này lại là người đầu tiên ra tay báo thù chúng tan. Sau khi câu nói kết thúc, mọi người đồng loạt nhìn về phía Bruce. Bởi lẽ kế hoạch diệt quân chính là đề xuất của Bruce, ông ta sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc này. Qua một thoáng trầm ngâm, Bruce nhếch mép cười khẩy, chúng ta là quốc gia có thực lực mạnh nhất thế giới. Từ trước đến nay luôn là người khác nhìn vào, sắc mặt của chúng ta để hành xử. Xong, kể từ vụ việc bom thông minh kiểu mới, lại có kẻ dám hất tay trên của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao? Nghe xong, mọi người cùng thấy ngậm ngùi. Mặc dù Yuri nói rất có lý nhưng hành động của Bruce cũng vô cùng chuẩn xác. Thân là bá chủ thế giới, bọn họ không thể chấp nhận cho bất cứ kẻ nào khiêu khích quyền uy của mình, huống hồ người ta còn đánh cắp những thứ vốn thuộc về họ. Bruce hống hách nói, Harden cũng được, quân đế cũng xong. Chúng ta phải cho đám đạo trích ấy biết, kẻ dám cả gan đối đầu với chúng ta chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chết. Bộp bộp bộp. Philip là người đầu tiên vỗ tay. Những người còn lại tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nổ tràng pháo tay theo. Nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên như sóng chiều. Gương mặt Bruce để lộ chút thái độ đắc chí. Yuri muốn quy trách nhiệm của chuyện này cho Bruce chịu, nhưng rõ ràng là Yuri đã không thành công. Tướng quân Bruce, hình như ông và mọi người đều đang hiểu sai ý tôi. Yuri bình tĩnh nói, tôi đâu có nói ta cần nhân từ nương tay với kẻ thù. Chẳng qua là ta không nhất thiết phải sử dụng vũ lực để xử lý chúng. Trong chớp mắt, tất cả lại tò mò nhìn về phía Yuri. Bruce nhíu mày hỏi, tôi không hiểu rõ ý của Bộ trưởng Yuri, dù sao tôi vẫn cho rằng cách thức trực tiếp nhất để đối phó với kẻ thù chính là tiêu diệt chúng. Tiêu diệt cũng không nhất thiết phải dùng vũ lực. Thấy trán Bruce nổi đầy gân xanh, hoàn toàn không hiểu dụng ý của mình. Yuri bỗng có cảm giác tú tài gặp phải nhà binh, có lý lẽ mà không thể thông não người ta. Ở Metroid Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Philip hết sức hiếu kỳ, hỏi thăm thay mọi người, Bộ trưởng Yuri, chúng tôi muốn biết phương pháp không sử dụng mà ông nhắc đến là gì. Cách giải quyết này rất đơn giản. Cũng giống như lần quân đế được tiến sĩ trừ đi mất, chúng ta có thể đàm phán nói lý với quân đế trước rồi mới động binh gây áp lực. Chúng ta nên dùng tình dùng lý để hắn trả tiến sĩ trừ trở về chứ không phải tiến hành uy hiếp hắn ngay từ đầu. Xét cho cùng, mọi người đều biết tính tình tên đó mà, hắn chính là một kẻ điên chuẩn không cần chỉnh. Một khi kẻ điên bị chọc tức, hắn sẽ chỉ càng điên cuồng hơn thôi. Nói đến đây, Yuri đưa mắt nhìn mọi người, hỏi, bây giờ tất cả đều đã thấy rồi nhỉ? Mọi người im lặng không đáp, ngay cả kỳ đài của Nhà Trắng cũng dám cho nổ, mặc dù không gây ra thương. Vong nhưng tính chất của chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Harden ném bom vào tháp canh của bọn họ khi xưa. Bruce nhún vai, cười lạnh, Bộ trưởng Yuri, ông nói rất có lý, nhưng hiện tại chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với quân đế rồi. Cho dù hắn chịu trả tiến sĩ trừ về thì chúng ta cũng phải dồn toàn lực tiêu diệt hắn, nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho nhân dân. Thể diện quốc gia bị người ta cho ăn vả, nếu không giết chết quân đế, bọn họ ắt sẽ trở thành trò cười của toàn thế giới. Dân chúng cũng sẽ cảm thấy bất mãn với họ. Chỉ khi giết chết quân đế, bọn họ mới có thể vớt phát mặt mũi, xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Tướng quân Bruce nói có lý, phải tiêu diệt quân đế. Quân đế phải chết. Toàn bộ người đang có mặt ở đây đều ủng hộ quan điểm của Bruce. Yuri Sue, các vị bình tĩnh, chớ nóng vội. Không khí trong phòng họp dần hòa hoãn trở lại. Đương nhiên. Tôi cũng hiểu cái chết của quân đế sẽ là dấu chấm hết cho chuyện này, nhưng tôi vẫn cho rằng không nhất thiết phải sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Yuri nhếch môi cười lạnh. Tôi có một cách, có thể khiến kẻ khác chủ động đưa quân đế đến chỗ Trung A. Qua sự điều tra kỹ lưỡng tỉ mỉ, chúng tôi đã xác định phần tử chủ mưu tập kích khủng bố là một người nước hại. Hy vọng nước hạ sẽ không bao che cho thủ phạm, giao nộp người này cho. Chúng tôi tiến hành trừng trị hắn. Nếu nước hạ vẫn khăng khăng bao che, có lối suy nghĩ lệch lạc, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quân sự cần thiết. Đây là phát ngôn của người đứng đầu FBI là Naloni đưa ra trong buổi họp báo công khai.
Hoàng Thành, Phủ Long Chủ, bảy ông lớn góp mặt, Tô Cẩn Hoa là chủ tọa, ai nấy đều mang vẻ mặt u ám. Dầm. Ninh Trạch Bình đập tay lên bàn hội nghị, không thể kiềm chế lửa giận, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sau khi Nhà Trắng bị oanh tạc, toàn thế giới đều đổ dồn sự chú ý lên nước Mỹ, nhưng không ai ngờ nước Mỹ lại trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía nước Hạ. Nếu các người dám không giao người, chúng tôi cũng dám xuất binh. Đây là một lời đe dọa trần trụi. Lão Ninh, lúc này chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Đúng vậy, càng trong tình hình nguy cấp thì chúng ta càng không thể mất kiểm soát, cần ứng phó. Một cách bình tĩnh, mọi người lần lượt khuyên nhủ, Ninh Trạch Bình tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nói, người ta đã coi chúng ta như quả hồng mềm dễ nắn, bình tĩnh kiểu gì bây giờ, cứ trực tiếp khai chiến với bọn chúng là được. Tuyệt đối không nên, khai chiến là đi ngược với kế hoạch phát triển của chúng ta. Tôi cảm thấy đề nghị của Lão Ninh cũng được lắm, chúng ta đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi. Đây là lúc ta phô bày sức mạnh với toàn thế giới. Các ông lớn của hai phe chủ chiến và phe chủ hòa thi nhau nêu lên ý kiến của mình. Tô Cẩn Hoa gõ ngón tay lên bàn hội nghị, định thần lại sau một hồi suy nghĩ sâu xa, nói, tạm thời chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, không nên ứng chiến. Lão Tô, chẳng lẽ chúng ta phải giao nộp người hả? Ninh Trạch Bình cau mày, nói, chưa cần nhắc đến ông cụ Lý và Định Quốc. Chính bản thân Trạch Vũ cũng đã lập rất nhiều công lao to lớn cho Tổ quốc. Không chờ Ninh Trạch Bình nói hết câu, Tô Cẩn Hoa đã xua tay ngắt lời, tôi có nói tôi muốn giao người à? Ông kích động làm gì? Ặc, Ninh Trạch Bình lập tức im miệng. Tô Cẩn Hoa nhíu chặt mày, không ngừng nhả khói thuốc. Nhìn cũng biết ông đang lo lắng thế nào. Cùng lúc đó, ở khoa học kỹ thuật Vân Dương, Trần Thanh Tuyết vẫn đang vùi đầu vào công việc. Két, cộp cộp, giờ mồ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trần Thanh Giao tất tả chạy vào. Có chuyện gì mà em vội vàng hốt hoảng thế? Trần Thanh Tuyết nhăn mày. Xong, Trần Thanh Giao chưa kịp lên tiếng thì đã lại có một cô gái tiến vào. Diệp Khuynh Thành. Trần Thanh Tuyết không hiểu vì sao em gái lại đi cùng Diệp Khuynh Thành. Chị, xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Thanh Giao có chút sốt ruột, nói, anh rể đang gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải giúp đỡ anh ấy. Anh ấy làm sao? Nghe thấy là chuyện có liên quan đến Lý Trạch Vũ, Trần Thanh Tuyết lập tức trở nên căng thẳng. Trần Thanh Giao nhìn sang Diệp Khuynh Thành, Diệp Tiểu Thư, hay là cô nói đi. Diệp Khuynh Thành gật đầu, đồng thời nhìn đón nhận ánh mắt của Trần Thanh Tuyết, cô biết chuyện Nhà Trắng bị đánh bom chưa? Đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết hơi co lại, cô đừng bảo với tôi chuyện này là do tên kia làm. Là do anh rể làm. Trần Thanh Giao chen miệng vào. Hiện giờ bên phía nước Mỹ đang gây áp lực cho nước Hạ ta, đòi chính phủ nước ta chủ động giao nộp anh rể. Soạt, nghe vậy, Trần Thanh Tuyết sốt ruột đứng bật dậy. Diệp Khuynh Thành bổ sung, phía Long chủ đan gánh chịu áp lực rất lớn, ông nội tôi nói. Bọn họ rất có thể sẽ giao nộp Lý Trạch Vũ. Anh ấy đã đổ máu và hy sinh rất nhiều cho quốc gia, tại sao Long chủ có thể hành xử bạc bẽo vô ơn như thế được? Trần Thanh Tuyết siết chặt nắm đấm, vừa nhìn đã biết cô đang vô cùng bất mãn. Diệp Khuynh Thành xua tay, trấn an đối phương, cô đừng nóng ruột quá, hiện tại chính phủ vẫn chưa đưa ra câu trả lời, chứng tỏ là chuyện vẫn có thể xoay chuyển được. Diệp Tiểu Thư, cô xuất thân từ nhà quyền thế, cô có nhiều hiểu biết về vấn đề này, cô thấy chúng ta nên làm gì để giúp người ấy? Trần Thanh Tuyết sốt ruột đến độ bối rối như tơ vò. Diệp Khuynh Thành động viên, trước hết, người ấy từng lập được rất nhiều công lao. Và lại còn có ông cụ Lý và ông nội Lý nữa. Phía Long chủ chắc chắn sẽ không giao người một cách dễ dàng đâu, nhưng mà... Nói đến đây, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, thở dài, chỉ e nước Mỹ bên kia sẽ tiếp tục gây áp lực, chính phủ cuối cùng cũng không chống chịu nổi áp lực đó. Nước Mỹ thật quá vô sỉ. Trần Thanh Giao nổi giận, nói với vẻ bất bình, chị, sau này công ty chúng ta sẽ không hợp tác với người Mỹ nữa. Trần Thanh Tuyết xua tay ra hiệu cho em gái im lặng, rõ ràng đây không phải là lúc đề cập đến chuyện này. Tiếp đó, cô nhìn sang phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Tiểu Thư, theo cô thì chúng ta nên làm gì để giúp người ấy? Vừa nãy Thanh Giao nói đúng đấy. Diệp Khuynh Thành nghiêm mặt nói, khoa học kỹ thuật Vân Dương cần phải lập tức cắt đứt mối hợp tác với tất cả doanh nghiệp Mỹ, lấy chuyện này ra để khiến các doanh nghiệp đó đi tạo sức ép với nước Mỹ. Chuyện này khả thi chứ? Trần Thanh Tuyết nửa tin nửa ngờ. Trần Thanh Giao lập tức đồng tình, chị, được hay không thì cũng phải thử rồi mới biết. Nghe vậy, Trần Thanh Tuyết cũng cảm thấy hợp lý, vì vậy ra quyết định ngay. Chiều tối hôm đó,
Khoa học kỹ thuật Vân Dương tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp Mỹ, sự việc này lập tức làm dấy lên sự hỗn loạn trong giới thương nghiệp. Trong cùng một thời gian, 4 trong số 10 gia tộc tài phiệt hàng đầu thế giới đồng loạt hủy bỏ hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp. Những người nhạy bén phát hiện những doanh nghiệp bị các thế lực lớn trong giới thương nghiệp chấm dứt hợp tác cùng có một điểm chung, bọn họ đều đăng ký địa chỉ ở nước Mỹ. Hiệu ứng cánh bướm đem lại hiệu quả rất nhanh. Hơn 100 doanh nghiệp kia hợp sức gây sức ép trở lại, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với áp lực cực lớn. Bên trong phòng họp Nhà Trắng, sắc mặt của Yuri trở nên tương đối khó coi. Vì ông ta chính là người đề nghị tạo áp lực lên chính phủ nước Hạ, khiến nước Hạ chủ động giao nộp quân đế cho nước Mỹ xử lý. Vậy mà bây giờ lại bị người ta lấy gậy ông đập lưng ông, lúc này họ lại là bên chịu sức ép. Bộ trưởng Yuri, tôi thấy cách của ông còn kém lắm. Bruce là người duy nhất phản đối việc tạo áp lực cho nước Hạ. Không hẳn là vì Bruce có thiện cảm với nước Hạ, ông ta chỉ muốn lấy công chuộc tội, đích thân giải quyết chuyện của quân đế, sau đó về hưu một cách vẻ vang. Yuri trầm giọng đáp, không chỉ bọn họ có thể gây áp lực thương mại, chúng ta cũng thế. Yuri vừa nói vừa nhìn về phía Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau đây, ông hãy tìm gặp và bàn bạc với các gia tộc tài phiệt của nước ta, yêu cầu họ lập tức dừng hợp tác với các doanh nghiệp nước Hạ. Rõ. Bộ trưởng Bộ Tài chính gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngay đêm hôm đó, nước Mỹ cũng ra đòn phản kích, các doanh nghiệp nước Mỹ chấm dứt tất cả mối quan hệ làm ăn với các đối tác nước Mỹ. Xong, khoa học kỹ thuật Vân Dương lại một lần nữa phát động đòn đáp trả khác, liên tục đánh úp các doanh nghiệp Mỹ trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp nước Mỹ không ngồi im chờ chết, các sói giả phố Wall cũng ùn ùn xuất trận. Nếu là mấy năm trước, giới thương nghiệp nước Hạ chắc chắn sẽ không đủ trình đối đầu với doanh nghiệp Mỹ. Nhưng, cùng với sự trỗi dậy và đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh của khoa học kỹ thuật Vân Dương, các doanh nghiệp nước Hạ hiện giờ đã có đủ tiềm lực cạnh tranh với phương Tây rồi. Mấy ngày sau, nước Hạ tổn thất không nhỏ, nhưng nước Mỹ cũng chẳng khá khẩm gì. Khi các doanh nghiệp nước Hạ dưới sự lãnh đạo của khoa học kỹ thuật Vân Dương đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, bên phía nước Mỹ đưa ra một quyết định khiếp tất cả bàng hoàng. Nước Mỹ sẽ xuất binh tấn công nước Hạ. Thương trường như chiến trường. Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ, chỉ sau một đêm, vô số doanh nghiệp nhỏ ở nước Hạ và nước Mỹ tuyên bố phá sản. Lúc này, nước Mỹ không thể ngồi yên, tuyên bố sẽ xuất binh tấn công nước Hạ. Hoàng Thành, nước Hạ. Tô Cẩn Hoa được mời triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm, 7 vị đại lão của Kim Tự Tháp quyền lực và tất cả các đại lão của Phủ Tổng quân đều đến tham dự. Trong cuộc họp, phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh cãi gay gắt. Một phe chủ hòa, phù hợp với ý niệm của nước Hạ. Còn phe chủ hòa, cho rằng nước Hạ đã nhịn nhiều năm, đã đến lúc phải ra tay. Tất cả im lặng, Tô Cẩn Hoa vừa mở miệng, mọi người đồng loạt im lặng. Đây là uy quyền của Long Chủ, không ai có thể khiêu khích. Tô Cẩn Hoa nhìn về phía Lý Định Quốc, người im lặng không nói lời nào, lão Lý, chuyện này ông thấy thế nào? Phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Định Quốc. Lão Lý, ông nói một câu đi. Một vị tướng phe chủ chiên ủng hộ, đó là cháu trai của ông, dù thế nào. Cũng không thể giao ra, cùng lắm thì liều mạng với trộm cắp đó. Lão Lục đừng nói nữa. Tô Cẩn Hoa quát lớn, bây giờ tôi không hỏi ông. Vị tướng kia bĩu môi, cuối cùng cũng nuốt lại lời nói vào trong. Lý Định Quốc hút một hơi thuốc, lại vẩy tàn thuốc, từ tốn nói, chuyện này tôi giữ thái độ trung lập, tôn trọng ý kiến của mọi ngư. Nghe vậy, lông mày Tô Cẩn Hoa nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, nhưng mọi người đều muốn nghe ý kiến của ông. Đúng vậy, lão Lý ông nói vài câu đi. Nói ra suy nghĩ của ông. Mọi người lời qua tiếng lại. Lý Định Quốc dập tắt tàn thuốc, nghiêm mặt, nếu mọi người muốn nghe, vậy tôi nói hai câu. Bắt đầu từ chuyện tư trước vậy, những năm qua nhà họ Lý chúng tôi đối với nước Hạ không có công lao cũng có khổ lao đúng không? Trạch Phú là độc đinh của nhà họ Lý, nếu giao nó ra, Lý Định Quốc tôi còn mặt mũi nào về gặp cha tôi? Sau này chết rồi, xuống dưới tôi còn có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Lý? Cho nên không cần hỏi, tôi chắc chắn không muốn giao đứa cháu trai duy nhất này ra. Khi Lý Định Quốc nói đến đây, hầu như mọi người đều không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Nhà họ Lý mấy thế hệ có công lao hiển hách với nước Hạ, nếu giao độc định nhà họ Lý ra, thì làm sao xin lỗi với người trong nhà. Chuyện tư đã xong, vậy giờ nói đến chuyện công đi. Lý Định Quốc lại châm một điếu thuốc cho mình, rít mạnh vài hơi.
Bọn cường quốc phương Tây lòng lang dạ sói, lần này chúng tạo áp lực để chúng ta thỏa hiệp, vậy có biết lần sau chúng sẽ dùng lý do gì để gây áp lực nữa không? Ngoại trừ Lý Trạch Vũ là cháu trai tôi, nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, liệu chúng ta có giao người ra không? Nước Hạ đã tồn tại 5.000 năm, có người ở thời kỳ nào đánh mất cốt cách không? Ba câu hỏi liên tiếp của Lý Định Quốc khiến những đại lão của phe chủ hòa không nói nên lời. Bọn chúng muốn đánh, chúng ta đánh, muốn đánh bao lâu không cần chúng ta quyết định, cứ để Ilip, Yuri quyết định. Muốn đánh bao lâu thì đánh, chúng ta sẽ đánh đến cùng. Đây là ý kiến và quan điểm cá nhân của tôi, quyết định cuối cùng như thế nào, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của các vị. Lý Định Quốc nói xong liền đứng dậy, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, bước những bước mạnh mẽ ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng dáng Lý Định Quốc biến mất, Tô Cẩn Hoa hít một hơi thật sâu, các vị, biểu quyết nào. Đánh, đánh, đánh. Trong phòng họp, hiếm khi phe chủ chiến và phe chủ hòa có cùng quan điểm. Bịch, Tô Cẩn Hoa kết luận, ngang ngược nói, vậy đánh đi. Hai ngày trôi qua, thấy nước Hạ vẫn không chịu thỏa hiệp, nước Mỹ cuối cùng đã ra tay thật. Đầu tiên là hai con thuyền, đang ở nước ngoài đồng thời thay đổi quỹ đạo, tiến về phía nước Hạ. Tiếp theo, một số căn cứ quân sự được bố trí ở phương Đông đã chuyển sang trạng thái chiến tranh. Vài quốc gia đóng vai trò là tay sai của Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi, đều lên án nước Hạ trên trường quốc tế và tuyên bố sẽ liên minh với nước Mỹ ra quân. Bầu không khí chiến tranh lan rộng khắp thế giới. Nhiều quốc gia cho rằng, nước Mỹ bày ra loại chiến tranh này, nước Hạ 89 phần 10 sẽ chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc người sáng suốt đều nhìn ra được. Một khi chiến tranh nổ ra, nước cha không cơ hội chiến thắng. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hạ quốc điều động 10 vạn quân từ 4 lãnh thổ rộng lớn Đông Nam Tây Bắc, phủ tổng quân lại điều động 20 vạn binh lính, tổng cộng 60. Vạn quân đã sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ vậy, ba thuyền chiến đang phục vụ đã lần lượt quay trở lại vùng biển cửa ngõ để tuần tra, toàn quốc bước vào trạng thái chiến tranh cấp 1. Hạ quốc sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh. Nhưng trước mặt chiến tranh cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hạ quốc bày tỏ thái độ tới toàn thế giới. Nhà Trắng, nước Mỹ. Philip dõng dạc nói, thật không ngờ Hạ quốc lại cứng rắn như vậy. Vậy thì chiến đấu. Bruce cười lạnh nói, hãy cho họ mở mang một chút sức mạnh chiến tranh của bá chủ thế giới. Không được. Yuri lập tức phủ nhận và nói, trận chiến này không thể đánh được. Bruce bất mãn nói, bộ trưởng Yuri, người muốn xuất binh là ông. Bây giờ người không muốn cũng là ông, rốt cuộc là ông muốn cái gì? Yuri cau mày đáp, trước đây, tôi đề nghị xuất binh chỉ là muốn tạo áp lực HCO nước Hạ, chứ không phải vì muốn khai chiến với nước Hải. Tôi cũng thấy không thể đánh, dù sao không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Philip bày tỏ thái độ, cho dù muốn đánh, cũng không thể để chúng ta ra tay. Mọi người đều đồng ý với quan điểm này, dù sao nếu thực sự khai chiến, chắc chắn sẽ phải đốt rất nhiều tiền. Nhóm đại lão mở cuộc họp kéo dài 6 tiếng đồng hồ, mãi đến khi trời sáng mới kết thúc. Philip đi ra khỏi tòa nhà, lập tức có một chiếc Lincoln xuất hiện trước mặt ông A. Tài xế rất hiểu chuyện, chủ động xuống xe mở cửa cho ông ta. Một lúc sau, xe rời khỏi Nhà Trắng. Luther, sao anh lái ngược hướng vậy? Philip liếc mắt đã nhận ra đây không phải là đường về nhà. Luther không quay đầu lại mà trả lời, chủ tịch nghị viện, ông họp cả đêm chắc hẳn rất mệt mỏi. Tôi đưa ông đến một nơi có thể thư giãn. Tôi không cần thư giãn, mau đưa tôi về nhà. Philip có dự cảm không lành, theo bản năng muốn lấy điện thoại. Kít kít, chiếc xe dừng hẳn bên lề đường. Ngay lập tức, một họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Philip, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ tịch nghị viện, mong ông đừng làm khó tôi. Chỉ thấy Luther một tay nắm vô lăng, tay kia cầm khẩu súng. Luther, anh có bị điên không? Anh biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Lời còn chưa dứt, Philip như ý thức được điều gì, vẻ mặt đột nhiên kinh hãi, cậu. Cậu không phải Luther, lẽ nào cậu là quân đết? Nhếch miệng cười, lấy tay xé một lớp mặt nạ ra người trên mặt, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Lý Đại Đương ra. Lão già, không ngờ ông phản ứng nhanh như vậy. Đường Delaney, thành phố New York, xe Chet Lincoln lại khởi động, Philip là người lái xe. Quân đế. Tôi nghĩ chúng ta nên từ từ nói chuyện. Philip cố gắng giữ giọng điệu thân thiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến người ngồi bên cạnh là kẻ điên khét tiếng, ông ta không thể nào bình tĩnh được. Hít, hà. Lý Trạch Vũ dí một hơi thuốc, nhẹ giọng nói,
từ giờ trở đi, nếu ông còn nói một chữ, tôi sẽ tát ông một phát. Quân. Bốp. Philip dường như không tin, kết quả vừa mở miệng đã bị tát một cái. Farco. Thân là chủ tịch đại hội đồng của quốc gia làm bá chủ thế giới, đây là lần đầu tiên ông ta bị tát vào mặt, lập tức ông ta bùng nổ tức giận. Đáng tiếc là vô dụng. Bốp bốp bốp. Lý Trạch Vũ ra tay rất nhanh, chưa đầy một giây đã tát Philip ba phát, cuối cùng hắn nói xin lỗi, tôi không kiềm chế được nên đánh ông nhiều hơn một cái, như vậy đi, ông có thể nói thêm một chữ, tôi không đánh ông. Cậu, Philip một tay nắm chặt vô lăng, một tay lại ôm hai má bỏng rát, nói xong một chữ liền vội vàng che miệng lại. Đối với kẻ điên thì không có đạo lý gì để nói. Bởi vì bạn căn bản sẽ không bao giờ biết được khi nào đối phương sẽ nổi điên. 10 phút sau, Seth Lincoln xuất hiện bên ngoài một câu lạc bộ xa hoa ở trung tâm thành phố. Nếu ông cho rằng ông có năng lực chạy trốn dưới con mắt của tôi thì ông cứ thử xem. Nói xong, Lý Trạch Vũ xuống xe trước. Sau một lúc do dự, Philip cắn răng đi theo. Trong lòng ông ta hiểu rằng dù được nữ thần may mắn phù hộ cũng không thể trốn thoát trước mặt quân đế. Một lúc sau, Lý Trạch Vũ đưa Philip lên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Cửa phòng mở ra. Khung cảnh bên trong có thể miêu tả là cực kỳ xa hoa. Hơn 30 cô gái gầy, béo xung quanh, có người da vàng, da trắng, da đen, các loại màu da khác nhau, tất cả đều mặc bikini. Lang Vương cởi chân bên trái ôm bên phải ấp, những cô gái này tranh nhau dựa vào người ông ta. Ngồi đối diện với Lang Vương là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, xăm kín lưng, không kiêng nể gì mà sàm sỡ mấy cô gái đẹp. Dai, chơi vui không? Khi Lý Trạch Vũ xuất hiện cùng Philip, căn phòng ồn ào lập tức im lặng. Ồ, tôi chơi vui lắm. Giai trả lời, sau đó liếc nhìn Philip phía sau Lý Trạch Vũ, nhất thời giật mình, cha, sao chấm sao cha lại ở đây? Philip vẻ mặt u ám, hoàn toàn không ngờ con trai mình quen biết quân đế. Chỉ là, đứa con này xem ra rất hòa thuận với quân đế, ít nhất không như ông ta, đã bị ăn mấy cái tát. Philip, Lý Trạch Vũ cười đùa. Vừa này tôi nói với ông là đưa ông đi thả lỏng một chút, tôi không lừa ông đúng chứ? Quân, Philip vừa định nói thì đã vội vàng ngậm miệng lại, theo bản năng lấy tay bảo vệ má. Hiển nhiên, mấy cái tát kia đã trở thành bóng ma tâm lý của ông ta. Bây giờ ông có thể mạnh dạn nói rồi. Lý Trạch Vũ ra hiệu mời ngồi. Philip nhìn con trai mình một cái, rồi lo lắng ngồi xuống, quân đế, nói ra mục đích của cậu đi. Ông ta từ một luật sư có thể ngồi lên vị trí chủ tịch đại hội đồng như giờ, ông A là người có trí tuệ phi thường. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Lý Trạch Vũ và Lang Vương đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão già nhà ông gặp may rồi. Cánh tay to hơn cả đùi người thường của Lang Vương quàng lấy Philip, giống như người lớn ôm trẻ con. Philip muốn giấy giụa nhưng sức lực không đủ, vẻ mặt âm u nói, rốt cuộc các người muốn làm gì? Lý Trạch Vũ lên tiếng. Còn vài ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử chủ tịch đại hội đồng, tôi muốn tặng cho ông một món quà lớn. Nghe được ba chữ tổng tuyển cử, đồng tử Philip đột nhiên co rút lại. Ông ta rất tự tin sẽ tiếp tục tái đắc cử, nhưng nếu hai kẻ trước mặt này muốn phá hoại thì... Nghĩ đến đây, giọng điệu của Philip đột nhiên cao lên, quân đế, người muốn đối phó với cậu là Yuri và Bruce, từ đầu đến cuối tôi không hề có ác ý với cậu. Tôi biết, ông đừng kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Trạch Vũ nở nụ cười thân thiện, tôi vừa nói rồi, hôm nay tôi tìm ông là để tặng ông một món quà lớn, để cảm ơn ông đã cử đội đặc nhiệm siêu đến hỗ trợ U Linh trước đây. Ngay lập tức, đồng tử của Philip lại co lại thành hình kim. Đương nhiên, ông ta không ngờ việc mình bí mật sắp xếp lại bị Lý Trạch Vũ biết. Quân đế, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ ông ý. Lang Vương ngang ngược cắt ngang lời Philip. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, ông thật sự cho rằng chúng tôi sẽ không tra ra được sao? Philip ấp úng, không dám nói thêm nửa lời. Hai anh, các anh có phải có hiểu lầm gì với cha tôi không? Giai thấy vẻ mặt lo lắng của cha mình, không khỏi an ủi nói, cha đừng lo lắng, họ đều là anh em tốt của con. Anh em, Philip thực sự muốn tát cho đứa con trai ngốc nghếch này một cái. Anh Lang, Lang Vương không cho Giai cơ hội nói hết, quát lớn, câm miệng. Bây giờ không đến lượt cậu nói chuyện. Anh Lang. Giai ngơ ngác, không hiểu sao hai người tối hôm qua còn gọi nhau là anh em với mình, sao hôm nay lại đột nhiên trở mặt. Tuy nhiên, cậu ta cũng không phải là kẻ ngốc, đột nhiên như nghĩ ra điều gì,
liền liếc nhìn Lý Trạch Vũ và Lang Vương, các anh biết cha tôi là ai không? Dám lớn tiếng với hai cha con chúng tôi, các anh không muốn sống nữa đúng không? Câm miệng! Philip quát lên, đừng nói nữa. Chát! Tao bảo mày câm miệng! Philip lại tức giận mắng. Giai chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám thở mạnh. Lý Trạch Vũ lập tức an ủi Philip, ông đừng lo lắng, tuy tôi là người hay thù Giai, nhưng trí nhớ lại không tốt lắm, chỉ cần vui vẻ là có thể quên hết những chuyện không vui. Quân đế, nói thẳng điều kiện của cậu đi. Philip có thể khẳng định Lý Trạch Vũ và Lang Vương không muốn giết ông ta, nếu không thì vừa nãy đối phương có thể trực tiếp ra tay, không cần phải tốn công sức đưa ông ta đến đây. Lý Trạch Vũ gật đầu, nói, tốt, tôi thích người nói chuyện thẳng thắn. Tiếp theo, hắn đổi chủ đề, cuộc tổng tuyển cử chủ tịch vài ngày nữa tôi có thể đảm bảo ông tiếp tục tái đắc cử, nhưng ông phải đáp ứng tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Philip vội vàng hỏi, tìm cách khiến Bruce và Yuri mất chức chức. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Mặc dù hắn có hàng trăm cách để hạ gục Bruce và Yuri, nhưng hai người này thân phận không tầm thường, nếu trực tiếp ra tay, nước Mỹ chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng nếu Bruce và Yuri trở thành người bình thường, họ sẽ như cá nằm trên thớt, tùy hắn sâu xét. Philip dường như cũng đoán được ý đồ của Lý Trạch Vũ, lập tức cau mày hỏi, nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ làm gì? Giết tôi sao? Lý Trạch Vũ nhún vai, sau đó lấy một chiếc USB trong người ném lên bàn. Không có nếu, sau khi xem thứ này, tôi nghĩ ông nhất định sẽ đồng ý. Mặc dù Philip có dự cảm không lành nhưng ông ta vẫn lấy can đảm cầm USB trên bàn. Ngay lúc đó, Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói, ông có thể đi rồi. Philip sửng sốt, cậu nói thật à? Cho ông đi thì đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Lang Vương không kiên nhẫn thúc giục. Philip gần như không chút do dự, nằm lấy cánh tay con trai bỏ chạy, dường như sợ Lý Trạch Vũ và Lang Vương sẽ đổi ý. Thấy hai người đi, Lang Vương nhìn Lý Trạch Vũ, khóe miệng ông ta nở một nụ cười tà ác, khiến hắn thấy sởn gai ốc. Tên này thật quá âm hiểm. Lang Vương thấy rất may mắn khi mình và Lý Trạch Vũ là anh em, nếu có một kẻ thù như vậy, có lẽ ông ta sẽ không ngủ yên giấc. Ngay lúc đó, một người phụ nữ trưởng thành mặc trang phục công sở bước vào, Boss, đã đón bạn của ngài rồi, bây giờ có dẫn họ lên không? Dẫn lên đi. Lý Trạch Vũ gật đầu đồng ý. Vâng. Người phụ nữ cung kính lui ra. Lang Vương tò mò hỏi, ai vậy? Sau này ông sẽ biết. Lý Trạch Vũ lấp lửng khiến ông ta tò mò. Cùng lúc đó, cùng với tiếng thang máy mở ra, hai cha con Philip và Giai chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, suýt va phải một ông già mặc đồ đen và hai thanh niên đi ngược lại. Chạy nhanh thế, vội đi đầu thai à? Phú Quý, ông già kia có vẻ quen mắt, à? Tôi nhớ ra rồi, là chủ tịch đại hội đồng Mỹ Philip. Vật tương vong chợt bừng tỉnh. Cậu nói gì, Philip? Cậu Phú Quý nghe vậy, lập tức quay người đuổi theo. Vật tương vong có chút bối rối, không biết cậu Phú Quý đuổi theo hai người kia làm gì, nhưng vẫn để lại lời nhắn cho ông già áo đen bên cạnh, lão nam, tôi đi xem, ông ở đây chờ đừng đi lung tung. Sau đó gã đuổi theo cậu Phú Quý. Nam Cung Thạc ngậm điếu thuốc, hơi lo lắng nói, hai người phải nhanh trở về đấy, đám quỷ già đấy nói chuyện ta nghe không hiểu. Nơi đất khách quê người, không hiểu ngôn ngữ, trong lòng đại hộ pháp rất hoảng sợ. Một lúc sau, cậu Phú Quý và vật tương vong quay trở lại, tay áo hai người đều sắn lên, vẻ mặt vui vẻ. Chúng ta đánh bại lão già kia, sẽ không gây rắc rối cho thiếu gia. Tôi nghe lão gia nói, mấy người do lão già kia cầm đầu muốn bắt thiếu gia, chúng ta thay thiếu gia chút giận, anh ấy vui còn không kịp. Qua cuộc trò chuyện với hai người có thể nghe rằng cha con Philip mới từ hang hổ trốn ra không may lại bị hai con sói này chỉnh đốn. Ba vị, Boss mời mọi người lên. Người phụ nữ mặc trang phục công sở bước ra khỏi thang máy. Lão Nam, sắp được gặp thiếu gia, ông thấy phấn khích không? Đương nhiên phải phấn khích nha. Lời nói của đại hộ pháp trái với lương tâm. Ông đây ở nhà đọc báo uống trà, tận hưởng tuổi già, đang yên đang lành phải chạy đến nơi xa xôi như này đánh đánh giết giết, còn hỏi ông đây có phấn khích không? Phấn khích cái rắm. Tinh. Cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ dẫn ba người vào phòng. Thiếu gia, hu hu hu, cuối cùng cũng gặp lại anh, em nhớ anh quái. Thiếu gia, một ngày không gặp, như cách ba thu, về sau chúng ta đừng xa nhau nữa. Cậu Phú Quý và vật tương vong vừa mới gặp lại đã tranh giành lòng trung thành.
Cũng may Lý Trạch Vũ cũng đã quen với tính cách của hai người tùy tùng này, nếu không thể nào hắn cũng thấy ghê tởm đến mức nôn hết cơm hôm qua ra. Hắn biết nhưng Lang Vương không biết. Mẹ nó, hai người đến từ hành tinh nào vậy, đây là lời đàn ông nói sao, khiến ông đây nổi hết da gà. Mẹ nó, ông là ai? Quỷ già, muốn đọ sức không? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong có thể không tức giận với Lý Trạch Vũ nhưng nếu người khác dám làm càn trước mặt họ, xem bọn họ có đánh không? Phác, các người có biết ta là ai không? Ngoại trừ Lý Trạch Vũ, không có ai dám ở trước mặt Lang Vương hung hăng như vậy. Vậy ông có biết chúng tôi là ai không? Vật Tương Vong càng hống hách, Cẩu Phú Quý đã xắn tay áo, bộ dạng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Im miệng hết cho tôi. Lý Trạch Vũ hét lớn. Phút chốc, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều đứng thẳng, không dám thở mạnh. Lang Vương cũng bĩu môi, thu hồi khí thế. Sao hai người lại ở đây? Lý Trạch Vũ chỉ thông báo cho một mình Nam Cung Thạc đến, cũng không bảo cặp Long Phương này đi theo. Từ gốc, Ngọa Long Phượng Sồ chỉ ra Cát Lược, Bàng Thống trong Tam Quốc diễn nghĩa, đây là từ lưu hành trên mạng, mang ý nghĩa chế giễu thực lực hai người yếu kém. Nam Cung Thạc bất lực lắc đầu, Lý Thiếu, cái này không thể trách tôi, là hai người họ mặt dày đi theo tôi. Lão Nam, ông chẳng thú vị gì cả, rõ ràng chính ông sợ không hiểu tiếng nước ngoài, cố ý mời chúng tôi tới. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt của trách Nam Cung Thạc. Nghe ba người cãi nhau, Lý Trạch Vũ tức giận nói, được rồi, đừng nói nữa. Rồi lại hỏi Nam Cung Thạc, đồ tôi muốn ông có mang đến không? Ở đây này. Vật Tương Vong lấy hộp gỗ ở trên lưng xuống, hai tay đưa qua. Hộp gỗ mở ra, rõ ràng là kiếm Trường Thiên. Ke ngồ. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh như tiếng rồng gầm. Kiếm tốt. Kể cả Lang Vương không có kiến thức về vũ khí nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được độ sắc bén của thanh kiếm này. Ồn ào. Lý Trạch Vũ thu kiếm Trường Thiên, đép lên người, sau đó ra lệnh cho Lang Vương, mấy ngày nay, ba người bọn họ sẽ đi theo ông. Đến lúc quan trọng có thể giúp ông một tay. Lang Vương từ chối thẳng thừng, cậu muốn tìm người giỏi cho tôi không ý kiến nhưng giao ba người già yếu cho tôi không phải là tăng thêm gánh nặng cho tôi sao? Ông nói gì? Người già yếu? Cẩu Phú Quý vỗ vai Nam Cung Thạc nói, lão Nam, ông ta nói ông không được kìa, cho ông một cơ hội chứng minh. Nam Cung Thạc nhìn Lý Trạch Vũ với ánh mắt dò hỏi. Lần này Lý Trạch Vũ không ngăn cản, trực tiếp ngầm đồng ý. Phú Quý, nói với con quỷ già này, tôi chấp ông ta 10 chiêu. Nói xong Nam Cung Thạc tiến lên một bước. Cẩu Phú Quý lập tức dịch lời nói của ông ta sang tiếng Mỹ. Muốn chấp tôi 10 chiêu? Ha ha ha, chỉ với ông. Lang Vương cười khẩy khinh thường. Nhưng ngay sau đó ông ta không thể cười nổi. Đôm đốp. Xương ngón tay của Nam Cung Thạc vang lên tiếng đôm đốp. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo va chạm của quyền trưởng. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết ai ya của Lang Vương. Chỉ trong thời gian một tách trà, khuôn mặt vốn bất phàm của Lang Vương bầm dập, máu mũi chảy ra như suối. Phục chưa? Đại hộ pháp hăm hở hỏi. Kinh khủng. Lang Vương lau máu mũi, sau đó giơ ngón tay cái lên, nói bằng tiếng nước. Hạ lơ lớ, nước hạ là nơi ngọa hổ tàng long, đúng là danh bất hư truyền. Hừ, nếu không phải vì nể mặt ông là bạn của Lý Thiếu, tôi sẽ không nương tay đâu. Câu nói này của Đại Hộ Pháp không hề khoác lác, chẳng qua thực lực của Lang Vương chỉ có ở cảnh giới chiến hoàng, chỉ tương đương võ giả trong cảnh giới võ thánh, sao có thể là đối thủ của Đại Hộ Pháp, một cường giả trong cảnh giới thiên nhân. Philip và con trai trở về nhà với khuôn mặt bầm tím, không quan tâm đến sự lo. Lắng hỏi han của gia đình, đầu tiên đi vào phòng sách. Ông ta nóng lòng muốn biết trong USB có gì. Rất nhanh. Trên màn hình máy tính sách tay xuất hiện hình ảnh một phụ nữ trẻ gợi cảm. Là Monroe. Giai nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là vợ mình. Philip lập tức đóng máy tính lại. Cha, sao không xem tiếp ạ? Giai tỉnh lại một chút sau con say, truy hỏi Philip vì sao lại tắt máy tính. Philip hít một hơi thật sâu nói, không cần xem nữa, quân đế chắc chắn muốn dùng người nhà để uy hiếp bố. Hừ, bố sẽ không cho cậu ta được toại nguyện. Đối với lý do từ chối này, Giai nửa tin nửa ngờ, bởi vì anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của cha mình một tia hoảng sợ. Con mau liên lạc với Naloni, bảo anh ta tăng cường bảo vệ gia đình chúng ta. Cha, sao ngẩn ra đó là gì, đi mau. Philip ra lệnh một cách không thể chối cãi. Giai không dám trái lời,
chỉ đành mang theo sự hoang mang rời khỏi phòng sách. Bất giác, trên trán Elip lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi, quân đế làm thế nào mà điều tra ra được chuyện ông ta gian díu với con dâu. Video trong USB là chuyện xảy ra vào tháng trước, khách sạn đó là sản nghiệp của thân tín ông ta, mà thân tín đó không thể nào phản bội ông ta được. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho thân tín. Chủ tịch nghị viện. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Elip cau mày, Groth đâu? Chồng tôi vẫn đang ở trong ICU, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Người phụ nữ vừa nức nở vừa trả lời. ICU. Nghe vậy, Elip lập tức cúp điện thoại. Ông ta không cần phải đoán, đã có thể kết luận, quân đế đã đe dọa tra tấn thân tín của ông ta, vì thế mới có đoạn video này. Nhưng, mặc dù tra tấn đe dọa, nhưng đoạn video cũng là của Groth. Rõ ràng, tên thân tín này cũng muốn thu thập nhược điểm của ông ta. Người đâu? Lão gia. Quản gia bước vào. Tìm người xử lý Groth đi. Elip ra lệnh với vẻ mặt hung tợn. Vâng. Quản gia lui ra. Elip châm một điếu thuốc, cố gắng dùng nicotine để bình tĩnh lại. Ngay sau đó, ông ta lại mở máy tính, tua nhanh video. Video dài 2 tiếng, trước sau có 6 người phụ nữ xuất hiện, mỗi người đều là chim hoàng yến mà ông ta bao nuôi bên ngoài. Ngoài ra còn có một người đàn ông xuất hiện, chính là người của một gã tài phiệt đã hối lộ ông ta khi ông ta mới nhậm chức chủ tịch đại hội đồng vài năm trước. Elip cau mày, mồ hôi chảy như mưa. Nếu đoạn video này bị phát tán, đừng nói đến chuyện tái đắc cử chức chủ tịch đại hội đồng, có lẽ quãng đời còn lại ông ta sẽ phải sống trong tù. Nghĩ đến đây, Elip không thể ngồi yên, lập tức rút điện thoại gọi cho Lý Trạch Vũ. Tôi đồng ý với cậu, sẽ cố gắng hết sức để giải quyết chuyện Bruce và Yuri, nhưng cậu phải xóa sạch video. Có phải ông nhầm lẫn gì không, bây giờ là ông đang cầu xin tôi, thái độ cầu xin người khác của ông như thế này sao? Giọng điệu trêu chọc của Lý Trạch Vũ truyền đến. Elip hít một hơi thật sâu, giọng điệu vô cùng chân thành nói, quân đế, trước đây là do tôi sai, từ nay về sau cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy, tôi sẽ là người hầu trung thành nhất của cậu. Người hầu, no. Lý Trạch Vũ cười khẩy, tôi chỉ cần một con chó biết nghe lời. Nghe vậy, tuy trong lòng Elip rất tức giận nhưng trên mặt lại nở nụ cười nói, đúng đúng đúng, tôi là con chó của ngài. Lý Trạch Vũ hài lòng nói. Chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời, ông vẫn sẽ là chủ tịch đại hội đồng của nước Mỹ. Trong lòng Elip không khỏi có chút vui mừng thầm. Bởi vì hàm ý của Lý Trạch Vũ chính là, chỉ cần ông ta ngoan ngoãn, ông ta sẽ tiếp tục tái đắc cử. Trước đây, Elip có thể nghi ngờ năng lực của quân đế, nhưng nếu đối phương có thể nắm được top của ông ta, thì hắn cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với các đối thủ cạnh tranh của ông ta. Như vậy, việc ông ta tái đắc cử là điều chắc chắn. Nghe nói nước Mỹ các ông đã xuất binh sang nước Hạ, tôi cần phải về nước Hạ chờ người của các ông đến bắt tôi sao? Lý Trạch Vũ bất chợt hỏi một câu. Ngay lập tức, Elip vội vàng đáp lại, không cần, chuyện này tôi sẽ lập tức giải quyết. Hy vọng ông có thể khiến tôi hài lòng. Lý Trạch Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Elip hít một hơi thật sâu, soi gương chỉnh trang lại quần áo rồi vội vã bước ra ngoài. Cùng lúc đó... Lý Trạch Vũ tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm một chén trà phổ nhĩ thượng hạng. Cuộc sống, đáng lẽ phải như thế này. Nhưng chiếc điện thoại vừa mới cúp máy lại reo lên. Trạch Vũ, cậu vẫn còn ở nước ngoài à? Là Tô Cẩn Hoa gọi đến. Lý Trạch Vũ cười đùa nói, tôi ở đâu không quan trọng. Nói thật, lần này anh ta vô cùng bất mãn với hành động của chính quyền nước Hạ. Nhà họ Lý nhiều thế hệ có công với đất nước. Ngay cả bản thân hắn cũng đã lập nhiều chiến công hiển hách cho nước Hạ, thậm chí còn được trao tặng huân chương Tử Kinh vinh dự nhất. Nhưng trước sức ép của nước Mỹ, nước Hạ lại có thái độ lấp lửng, dao động. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy trái tim nguội lạnh. Cậu đừng hiểu lầm. Có lẽ nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của Lý Trạch Vũ, Tô Cẩn Hoa lập tức an ủi, tôi chỉ muốn cậu trở về. Lý Trạch Vũ trêu chọc hỏi, trở về để các ông giao tôi cho nước Mỹ à? Thằng nhóc thối. Nếu tôi giao cậu ra, ông nội cậu chắc chắn sẽ bắn tôi. Hiếm khi Tô Cẩn Hoa dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, về đi, cho dù là ai muốn động đến cậu, nước Hạ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu, nếu chiến tranh thực sự xảy ra, không thể lãng phí một nhân tài như cậu, mau về đi.
Cho đến lúc này, Tô Cẩn Hoa đã nói 3 lần yêu cầu Lý Trạch Vũ quay về, điều này cho thấy lão thực sự lo lắng cho sự an nguy của hắn. Yên tâm đi, sẽ không có chiến tranh đâu. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ tuy bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sự tự tin. Sau khi cúp điện thoại, Tô Cẩn Hoa ở nước Hạ xa xôi vẫn đang suy nghĩ. Long chủ, nhân viên cảnh vệ chạy vào với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Tô Cẩn Hoa thấy vậy, tim như nhảy lên cổ họng, lo lắng hỏi, có chuyện gì? Lão hiểu rõ cảnh vệ của mình, bình thường chuyện nhỏ không thể khiến anh A hoảng hốt như vậy. Nước Nhật Bản. Nghe 3 tiếng nước Nhật Bản, sắc mặt Tô Cẩn Hoa lập tức căng thẳng. Ai cũng biết, Nhật Bản là tay sai của Mỹ. Lần này Mỹ hung hăng tới, Nhật Bản rất có khả năng sẽ liên minh xuất binh. Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ liên minh với chúng ta để chống lại quyền bá chủ của Mỹ. Cái gì? Nhân viên cảnh vệ vừa nói xong, Tô Cẩn Hoa suýt ngã ngửa. Tự nhiên nước Nhật Bản quay sang giúp đỡ nước Hạ. Mặt trời mọc đăng Tây rồi. Tuy nhiên, sự kinh ngạc trong lòng lão còn chưa tan biến, một tin tức khác lại truyền đến. Mỹ rút quân. Không chỉ vậy, họ còn tuyên bố trước đây đã hiểu lầm nước Hạ, và chính thức xin lỗi Hạ Quốc. Hít, ha, Tô Cẩn Hoa hút mấy điếu thuốc vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hiện tại trong đầu lão toàn là lời nói tràn đầy tự tin của Lý Trạch Vũ. Đừng lo, không có chiến tranh đâu. Tiếp theo nước Nhật công khai tuyên bố xuất binh chỉ viện nước Hạ, người dân trên toàn thế giới kinh ngạc đến há hốc mồm. Dù gì thâm thù đại hận của hai nước láng giềng này cũng không phải là bí mật. Tuy nhiên nỗi kinh ngạc trong lòng của mọi người còn chưa tiêu tan, nước Mỹ mới đi được nửa đường đã rút về, còn chưa đặt chân tới hạm đội Đông Hải. Phát động tập kích khủng bố Nhà Trắng e là một người khác, chúng tôi chân thành xin lỗi nước Hạ. Người phụ trách của FBI Naloni lại lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Làm to chuyện để xuất quân đi lại thất vọng rút quân về, mấy ngày nay, tất cả hành động của nước Mỹ giống như một trò hề. Tại bên trong phòng hội nghị ở Nhà Trắng, Bruce và Yuri cùng với một đám lãnh đạo đồng loạt hướng ánh mắt nhìn Elip. Bởi vì hành động rút quân này là do Elip một mình đề nghị lên Nhà Trắng, hơn nữa còn đưa ra 10 mấy ý kiến không thể xuất quân đánh nước Hạ, cuối cùng quân đội nhận được mệnh lệnh rút quân từ Nhà Trắng. Elip, ông đây là có ý gì? Sắc mặt Yuri có chút khó coi. Elip cười nhẹ nhàng, nói, các vị, nguyên nhân tại sao tôi phải rút quân đã trình bày rất rõ ràng rồi, nếu như chúng ta thật sự phát động tấn công nước Hạ quy mô lớn tạo nên chiến tranh, nước Hùng Nga nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì đã làm sao? Bruce lạnh lùng cười nói, liên bang của chúng ta cũng đâu có ít hơn nước Hạ, trái lại, nếu như liên bang của chúng ta mà bắt tay cùng nhau, có thể trực tiếp đánh tan tành nước Hạ và nước Hùng Nga. Philip gật đầu một cái, coi như đồng tình với cách nói của Bruce, tiếp theo hỏi ngược lại nói, sau đó thì sao? Phát động thế chiến thứ 3, lại lần nữa để vũ khí hạt nhân tung bay khắp bầu trời, cuối cùng cả thế giới cùng nhau diệt vong. Mấy câu nói lạnh lùng đã khiến cho tất cả mọi người ở hội nghị im miệng. Bọn họ rất hy vọng có thế chiến diễn ra, bởi vì chỉ cần có chiến tranh thì bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà, bọn họ lại không hy vọng mấy con cá sấu lớn tham chiến. Như vậy một khi phát động chiến tranh, cả thế giới chắc sẽ không còn, lúc đó cần tiền để làm gì nữa. Nói đến liên bang, hừ. Philip lạnh giọng nói, nếu như không nhờ lần này xuất quân, chúng ta còn không biết nước Nhật lại nham hiểm gian xảo như vậy. Không sai, chữ tín của người nước Nhật từ trước đến nay đều không đáng. Tin, mấy tên khốn nạn này bên ngoài thì ủng hộ chúng ta, nhưng lại ngấm ngầm muốn đâm sau lưng chúng ta một dao. Thiệt là, trong chốc lát, cả hội nghị đều căm phẫn. Mọi người đề nghị, quân đội còn chưa về tới thì không cần rút về đây, trực tiếp. Đổi đối tượng tấn công thành nước Nhật, nhân đây cảnh báo những liên bang khác. Cả gan dám bội tín bội nghĩa với bọn họ, vậy thì điều chờ đợi kẻ phản bội sẽ là bị báo thù. Đề nghị này phút chốc đã nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người. Kết quả là, quân đội đang chuẩn bị quay đầu về nước Mỹ liền thay đổi hướng đi, trực tiếp tiến thẳng đến vùng biển biên giới nước Nhật. Sau khi hội nghị kết thúc, mấy lãnh đạo tham gia hội nghị lần lượt ra về, chỉ có 3 người Elip, Bruce, Yuri ngầm hiểu ý ở lại. Elip, bọn họ dễ bị lừa bịp không đồng nghĩa hai chúng tôi cũng dễ bị lừa bịp đâu, hy vọng ông cho chúng tôi một lời giải thích mà chúng tôi vừa ý. Bruce mở miệng nói trước. Yuri hút xì gà, trầm mặt không vui, nhưng suy nghĩ của Yuri và Bruce giống y chang nhau. Elip nhún vai một cái, cười khổ nói. Tôi biết sẽ không thể lừa nổi hai người mà,
đành vậy, nói thật với hai người cũng tốt, trước đây sở dĩ tôi yêu cầu rút quân nguyên nhân là vì tôi bị uy hiếp. Uy hiếp? Yuri và Bruce bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cau mày. Philip có địa vị cỡ nào chứ? Trên đời này có ai dám uy hiếp ông ta? Đợi đã. Hình như còn có một người dám. Quân đế. Trong đầu Yuri và Bruce không hẹn mà cũng nghĩ đến một người. Hai người đoán đúng rồi, chính là quân đế. Cái thằng đó một mình lẻn vào. Nhà tôi, lấy sinh mạng của người nhà tôi ra uy hiếp tôi. Philip không dám nói ra sự thật, dù gì điểm yếu đó cũng không vinh quang gì. Đừng thấy Yuri và Bruce bên ngoài hòa bình, nhưng chỉ cần có cơ hội, hai người này sẽ không do dự mà đạp ông ta một cái. Yuri và Bruce tràn đầy nghi ngờ. Quân đế lại có thể uy hiếp được Philip, vậy thì cũng có khả năng sẽ uy hiếp được bọn họ. Dầm. Bruce tức đến đập bàn hội nghị, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, thằng đó thật là coi trời bằng vung. Sắc mặt Philip điềm nhiên, nói, tôi cảm thấy cần khởi động lại, kế hoạch diệt quân, nhưng mà lần này nhất định phải tiến hành trong âm thầm. Yuri gật đầu đồng ý nói, không những thế, chúng ta cũng cần tăng cường bảo vệ an toàn của bản thân. Để Carol ra tay đi. Bruce đề nghị nói, Carol là dị năng vương số một thế giới, năng lực có thể sánh ngang với người mạnh nhất của chiến thánh cảnh. Theo như ông ta thấy, thần chết này mà chịu ra tay, quân đế sẽ chết chắc. Có thể, chỉ có điều tôi có một yêu cầu. Philip đột nhiên khéo léo chuyển chủ đề nói, chuyện này tôi không thể tham gia vào, bởi vì quân đế đã uy hiếp đến tôi, nếu như tên đó biết tôi tham gia vào chuyện này, người nhà của tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đối với yêu cầu này thì Yuri và Bruce rất vui vẻ đồng ý. Bớt đi một người tham gia, đến lúc đó cũng sẽ bớt đi một người chia sẻ công lao. Buổi chiều hôm đó, Philip lết cái thân mệt mỏi quay về nhà, đã một đêm không ngủ, ông ta gần như ngã lên giường là ngủ. Nhưng đúng ngay lúc này, ông ta phát hiện ra phòng ngủ của mình có thêm một người. Quân đế, Philip bất chợt không còn buồn ngủ nữa. Lý Trạch Vũ cười tâu toét nói, không hoan nghênh tôi ư. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Philip nói những lời trái với lương tâm. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, không ngờ hiệu suất làm việc của ông không tồi. Nha! Philip biết cái hắn muốn nói chỉ là chuyện rút quân không đánh nước Hạ, tiếp đó lại cẩn thận rụt rè nói, hiện giờ đế quân có thể xóa video gốc rồi chứ? Có phải là tôi xóa video đi rồi, ông chuẩn bị không làm con chó cho tôi sai khiến nữa đúng không? Lý Trạch Vũ cười hỏi ngược lại nói. Philip lập tức lắc đầu, hứa hẹn đảm bảo nói, xin cứ yên tâm, dù cho cậu có xóa bỏ video, sau này cần tôi làm gì, tôi cũng đều tận sức hoàn thành. Lời nói quỷ quái này đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Lý Trạch Vũ nhìn thấu nhưng không vạch trần, sau đó sắc mặt trầm lại, nghiêm giọng nói, Philip, ông cũng to gan lắm. Hải Philip bị dọa nhảy cẳng lên, tôi làm sao? Làm sao ư? Lý Trạch Vũ cười khẩy, nói. Ông thật sự cho rằng tôi không dám phát tán video đi đúng không? Không, không phải. Mồ hôi lạnh trên trán Philip đổ xuống, thấp thỏm nói, quân đế, tôi không hiểu ý cậu là gì. Sát khí trong đôi mặt của Lý Trạch Vũ hiển lên, nói, không hiểu ư. Hờ hờ, kế hoạch diệt quân, có phải lại khởi động rồi đúng không? Trong chốc lát, Philip chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta không dám tin Lý Trạch Vũ lại biết được chuyện này và làm sao hắn biết được chứ. Dù gì lúc đó chỉ có ông ta và Bruce, Yuri ba người họ ở đó, và ông ta có thể xác định hai tên kia sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ quân đế biết bói toán, biết trước được tương lai? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Có phải là ông nghĩ không ra tại sao tôi lại biết được chuyện này đúng không? Lý Trạch Vũ cười hỏi, Philip thật thà gật đầu. Giờ đây trên mặt Lý Trạch Vũ lộ ra vẻ cao thâm khó đoán. Bởi vì tôi bấm tay tính toán và rồi tôi đã đoán được. Bấm tay tính ra là gạt người thôi, Bruce và Yuri sẽ không bán đứng Philip. Sở dĩ Lý Trạch Vũ chắn chắn Philip sẽ khởi động lại, kế hoạch diệt quân, là dựa vào thói quen của người khác mà phán đoán ra. Dù gì Philip sẽ không cam tâm chịu khống chế, nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ Lý Trạch Vũ. Nhưng ông ta lại không thể để đối phương biết mình có cái suy nghĩ này, chỉ còn cách bí mật khởi động lại kế hoạch diệt quân. Ban nãy Lý Trạch Vũ chỉ là đoán mò, sau khi thấy phản ứng của Philip, hắn liền biết phán đoán của mình không hề sai. Chỉ cần tôi xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, mấy video liên quan đến ông sẽ công bố đến mọi ngày lập tức.
Nói đến đây Lý Trạch Vũ thâm sâu nở nụ cười, nói, không tin ông có thể thử xem L. Nghe vậy Elip bị dọa đến mồ hôi đầm đìa. Điều duy nhất tôi có thể đồng ý với ông là, khi tôi giết chết Bruce và Yuri, video trong tay tôi sẽ được xóa vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Nói xong Lý Trạch Vũ liền rời khỏi. Elip bất lực ngồi trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng áo ngủ. Từ giờ trở đi, ông ta đã hoàn toàn trở thành một con chó an phận bên cạnh Lý Trạch Vũ. Màn đêm buông xuống, sân bay quốc tế thành phố New York. Một người phụ nữ mặc một chiếc đầm, đi giày cao gót đen, toàn thân toát lên khí chất cao quý đi ra khỏi sân bay. Theo sát sau lưng là hai người tuổi tác xấp xỉ người phụ nữ kia, khí chất cũng cao quý như nhau. CC, một chiếc xe thương vụ xa hoa dừng trước mặt ba người. Tài xế lập tức xuống xe, cung kính nói, công chúa, cô Lucy, cô Kelly, xin mời lên xe. Cô gái được gọi là công chúa không ai khác chính là Angela vừa mới từ bán đảo Grandview đi vội đến New York. Louis và Kelly là cháu gái của thân vương tộc bất tử, thân phận cũng rất cao quý. Tuy quan địa phương nước Anh và tộc bất tử từng có giao ước, bọn họ sẽ định kỳ cung cấp máu tươi, tộc bất tử khi không có sự đồng ý của bọn họ thì không được tự ý tiến vào khu vực của loài người. Ước định này có một sự trói buộc nhất định, nhưng cũng chỉ là đối với những người bình thường của tộc bất tử. Euro ó rất nhiều lãnh đạo của tộc bất tử phái người du nhập vào khu vực của loài người, mục đích chính là để kiếm tiền. Bởi vì nơi sinh sống của tộc bất tử cũng không khác loài người là mấy, cũng thích mặc những trang phục đẹp, trang sức, xe sang và biệt thự. Những thứ này đều cần tiền. Đã một năm rồi tôi không đi ra ngoài, thật là hoài niệm mài. Angela kéo cửa kính xe xuống nhìn ngọn đèn xanh đỏ chói sáng, tâm trạng vô cùng tốt. Lucy cười nói. Lần này chúng ta ra ngoài nhất định phải cười cho đã. Angela lắc đầu nói, lần này tôi ra ngoài không phải để chơi. Lucy gật đầu, cười khúc khích nói, tôi biết cô là vì không yên tâm cái tên bạc tình kia, lần này tôi và Kelly nhất định sẽ giúp cô bắt lấy hắn. Kelly cười kỳ dị một cái, tôi không tin tên đó có thể chạy thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Nghe vậy, Angela cau mày, tên đó không dễ đối phó đâu, chúng ta không được lơ là xem thường. Không sao, thành phố New York có rất nhiều người trong tộc của chúng ta. Dáng vẻ Lucy như nắm chắc phần thắng trong tay. Sáng sớm hôm sau, cốc cốc cốc, Lý Trạch Vũ đang ngủ ngon, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Duỗi lưng một cái, hắn đứng dậy mở cửa, Lang Vương đứng ở bên ngoài cửa hút thuốc phun khói phì phò. Chuyện gì, Lý Trạch Vũ bực bội nói. Lang Vương cười hi hi nói, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Tin xấu trước đi. Lý Trạch Vũ trả lời qua loa. Lang Vương có chút huệ oải nói, con cáo giả Yuri tương đối giảo hoạt, ra ngoài có cả đống hộ vệ đi theo, chúng tôi theo Yuri một ngày một đêm cũng không tìm được cơ hội để ra tay. Tin này đối với Lý Trạch Vũ không phải là tin xấu gì, dù gì hắn cũng đoán được Elip sẽ tiết lộ chuyện của mình cho Bruce và Yuri biết, hai thằng đó chỉ cần có hơi coi trọng mạng sống, cũng sẽ tăng cường biện pháp bảo vệ. Tin tốt là gì? Lý Trạch Vũ lại hỏi. Lang Vương làm ra vẻ bí hiểm, nói, cậu đoán xem ai đã đến thành phố New York. Đừng có vòng vo nữa, nói nhanh, Lý Trạch Vũ có chút thiếu kiên nhẫn. Lang Vương vội thu lại nụ cười trêu ghẹo, nghiêm túc nói, người của tôi đã nhìn thấy công chúa nhỏ của bọn quái vật kia. Trời má, cái này được coi là tin tốt khỉ gì. Trong chốc lát, Lý Trạch Vũ lập tức không còn muốn ngủ nữa. Mẹ nó, xem ra bà Tám không nghe khuyên, cứ thích đùa với lửa. Lý Trạch Vũ bĩu môi hừ một tiếng, nói, phái người đi thăm dò phương hướng của bọn họ, tra ra được thì lập tức báo cho tôi. Lang Vương nhún vai, nói, không cần tra, bọn họ hiện đang ở khách sạn Nai phòng Tổng thống 1808. Soạt soạt soạt, Lý Trạch Vũ thay quần áo một cách thuần thục, nhanh chóng, Lang Vương chỉ thấy trước mắt lóa lên cái, sau đó đã thấy Lý Trạch Vũ ra ngoài. Cẩu Phú Quý đi đến vỗ vai Lang Vương, tiểu Lang, thiếu gia của chúng ta đi đâu vậy? Lang Vương liếc hắn một cái, tức giận nói, đã nói biết bao lần, gọi tôi là Lang Vương. Được thôi tiểu Lang. Cẩu Phú Quý lặp lại câu hỏi, nói, thiếu gia của chúng ta đi đâu vậy? Không biết đâu má. Lang Vương hừ một tiếng, muốn quay về phòng mình. Tiểu Lang. Lúc này Nam Cung Thạc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Có đây, anh Nam có việc gì muốn chỉ bảo? Chỉ thấy dây trước còn sụ mặt, giờ Lang Vương đã đổi vẻ mặt vui vẻ. Xu Nịnh lấy lòng đi đến bên cạnh Nam Cung Thạc. Khụ khụ,
Nam Cung Thạc đắc ý nhìn Cẩu Phú Quý. Kiểu như đang nói, thấy chưa, thể diện của lão phu đây rất nhiều. Tiếp đó ông ta mới mở miệng nói, thiếu gia Lý đi đâu vậy? Quân đế đi gặp tình nhân cũ của cậu ấy. Tình nhân cũ? Vật Tương Vong kinh ngạc. Thiếu gia của chúng ta ở nước Mỹ cũng có phụ nữ. Nhanh kể nghe chơi, mấy người kìm lòng không đậu muốn hóng chuyện. Kết quả là, Lang Vương dưới áp bức của Nam Cung Thạc, không thể không kể một đoạn sử ký phong lưu của Lý Trạch Vũ. Ôi trời, thiếu gia đỉnh vậy, ngay cả con gái của quỷ hút máu cũng nếm rồi. Vật Tương Vong chỉ cảm thấy cách nhìn của anh hùng đều giống nhau, phụ họa nói, tôi cũng muốn thử. Nam Cung Thạc về phương diện này không có suy nghĩ gì, chỉ là khi nghe nói tộc bất tử có thể trường sinh bất tử, con mắt sáng lên lấp lánh. Tiểu Lang, có biết ở đâu có loại quái vật này không? Anh Nam cũng muốn thử phụ nữ của tộc bất tử hả? Lang Vương lo lắng nhắc nhở, nói, mấy quái vật đó không dễ dây vào đâu, một khi bị bọn chúng quấn quýt, muốn thoát thân là điều rất khó. Nam Cung Thạc cười nói, lão phu đâu có như mấy cậu trai trẻ các cậu, nhàn nhã rảnh rỗi, lão phu đây chỉ hiếu kỳ về thể chất của bọn họ mà thôi. Tiểu Lang, cậu dẫn chúng tôi đi mở mang chút được không? Cẩu Phú Quý xoa xoa tay, xem ra nôn nóng lắm rồi. Tôi có thể dẫn mọi người đi mở mang một chút, có điều phải đồng ý với tôi, ngàn vạn lần đừng trở mặt với bọn quái vật đó, tôi không muốn bị bọn chúng nhằm vào. La Ninh Vương hơi do dự, rốt cuộc vẫn đồng ý. Vật Tương Vong đảm bảo nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức xuất phát. Hiện giờ không được, mấy quái vật đó chắc còn đang ngủ. Lang Vương ra hiệu đợi đến tối mới được. Tối thì tối vậy, chúng tôi đợi là được. Nam Cung Thạc muốn bắt vài người của tộc bất tử qua đây làm nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng chính vì hành động này mà đã đem lại phiền phức cực lớn cho Lý Trạch Vũ. Thời gian nghỉ ngơi của người tộc bất tử và loài người hoàn toàn trái ngược nhau, ban ngày khi loài người đi làm, thì là thời gian ngủ của người tộc bất tử. Bên trong phòng tổng thống lộng lẫy tại khách sạn Nai, màn cửa che chắn kín mít cả cửa sổ, một tia nắng cũng không thể chiếu rọi vào trong. Angela nằm trên giường không có chút cảm giác buồn ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô ấy lại xuất hiện bóng hình cái tên khốn đó. Đinh đính, đinh đong, tiếng chuông cửa êm tai vang lên, Angela lập tức cau mày. Lúc này Lucy và Kelly đều đang ngủ, mà cô ấy cũng đã dặn dò nhân viên khách sạn không được tới quấy rầy cô ấy. Người bên ngoài có thể là ai? Angela hiếu kỳ đi đến trước cửa, cô ấy trước tiên thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Hả? Mắt mèo bị che lại. Angela ngay lập tức cảnh giác, hỏi, là ai? Đinh đinh, đinh đong. Người ngoài cửa không nói lời nào, lại lần nữa nhấn chuông cửa. Soảng. Angela mở cửa ra. Cô ấy phải coi thử là thằng khốn nào dám cả gan quấy rầy mình, còn về an toàn thì cô ấy một chút cũng không lo lắng. Ai dám làm hại cô ấy, vậy thì phải hứng chịu cơn giận toàn tộc bất tử. Là anh, nhìn rõ khuôn mặt người đến. Vẻ mặt Angela tràn đầy khó tin. Tiếp theo tâm trạng cô ấy từ phẫn nộ biến thành mừng rỡ, sau cùng lại thành phẫn nộ. Không ngờ người đến là ông đây chứ gì. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười một cái, rồi không cần ai cho phép tự ý vào phòng còn tiện tay khóa trái cửa. Angela trợn mắt nhìn thẳng hắn hỏi, nói, anh lại dám chủ động xuất hiện trước mặt tôi hả? Lý Trạch Vũ ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, vừa đốt xì gà, vừa nói, ông đây cả cô còn dám ngủ. Thì có gì mà không dám làm. Khốn nạn. Con người màu lam nhạt của Angela hiện lên cơn giận không thể che đậy, tâm trạng đang trong trạng thái muốn nổi khùng. Hít, hà, qua đây ngồi đi. Lý Trạch Vũ hời hợt mời gọi nói. Angela giận điếng người, nhưng mà ma xui quỷ khiến như nào cô ấy vẫn qua đó ngồi đối diện hắn. Biết bao lần cô ấy hoang tưởng, khi gặp lại kẻ bạc tình này thì cô ấy sẽ làm gì? Đánh hắn thừa sống thiếu chết. Sau đó dùng chân giẫm nát mặt hắn, rồi cao cao tại thượng mà quát, mày nghe rõ cho bà, không phải mày bỏ bà, mà là bà đây méo cần mày. Hoặc cách giải quyết nhanh nhất, một dao giết chết đối phương. Hay là, tiến tới ôm cái ôm đã lâu không cho nhau, rồi cho đối phương nụ hôn nóng bỏng, cuối cùng là. Cô đến thành phố New York là bởi vì tôi đúng không? Đang nói chuyện Lý Trạch Vũ nhìn cô ấy một cái, rồi mắng, nước Hạ chúng tôi có một câu nói. Chính là một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa vậy mà cô lại. Muốn giết chết ông đây. Quân đế, câu này được nói ra từ miệng anh, bản thân anh không thấy nực cười sao? Angela không chút sợ hãi đón ánh nhìn của anh. Mỗi khi nhớ tới mình không ngừng níu giữ,
nhưng Lý Trạch Vũ vẫn cái thái độ tuyệt tình đó, cô ấy hận không thể bâm thay hẳn ra. Được rồi, chúng ta không nói chuyện cũ. Lý Trạch Vũ có chút chột dạ, khéo léo chuyển chủ đề nói, tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ở đâu tới thì về đó, hai là, cô tiếp tục đi theo cái đám ô hợp kia. Và tham gia kế hoạch diệt quân, đến lúc đó tôi xử luôn cô và cái đám đó. Xử tôi ư, Angela bị uy hiếp nhưng không sợ hãi, hừ, tôi cứ ở đây, anh dám làm gì tôi, mẹ kiếp. Lý Trạch Vũ đứng dậy nhảy đến bên cạnh Angela, không đợi đối phương kịp phản ứng đã khóa chặt hai cánh tay của đối phương. Angela không thể động đậy, kinh hoàng nói, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng có làm bừa, nếu như anh dám làm hại tôi, ông nội tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Cusson hoàng đế của huyết tộc, ông đây thật sự muốn lĩnh giáo một trận. Bốp! Đang nói chuyện Lý Trạch Vũ giơ tay đánh cái chát lên mông cô ấy. Phút chốc Angela ngây ra. Trong ký ức của cô đây là lần đầu tiên bị đánh. Chát chát chát! Liên hoàn tát lại tiếp tục xuất hiện. Lý Trạch Vũ không chút lưu tình, dùng mắt thường cũng nhìn thấy rõ mông của cô ấy từ từ sưng phồng lên. Úi một tiếng kêu thét, miệng Angela lộ ra một cặp răng nanh. Quân đế, tôi phải cắn chết anh. Bốp! Dù cho trong nháy mắt cơ thể của Angela bộc phát sức mạnh kinh người, thì vẫn như cũ bị Lý Trạch Vũ nhấn chặt xuống sofa, mặc cho cô ấy phản kháng giấy. Dụa như thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc. Hu hu hu, khốn nạn, hu hu hu. Dần dần Angela nhìn không được bị đánh khóc nức lên, răng nanh trong miệng cũng thu lại. Tay của Lý Trạch Vũ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đã không đánh xuống. Rời khỏi New York ngay, nếu không lần sau không phải đơn giản chỉ là đánh mông vậy đâu. Để lại một câu, Lý Trạch Vũ dứt khoát xoay người rời đi, xoảng. Cửa lại lần nữa được mở ra rồi khép lại. Lý Trạch Vũ lại lần nữa đốt một điếu thuốc, hút vài hơi tâm trạng mới bắt đầu bình ổn lại được. Đối với Angela người con gái có thân mật ra thịt qua với hắn, quả thật hắn không thể nhẫn tâm xuống tay giết chết. Trong phòng VIP, Angela cảm thấy vô cùng oan ức. Tuy ban đầu cô ấy muốn tham gia kế hoạch diệt quân nhưng từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng nghĩ sẽ giết chết Lý Trạch Vũ. Thậm chí, cô ấy cũng nghĩ nếu như Lý Trạch Vũ thật sự gặp nguy hiểm, vào giây phút then chốt cô ấy có thể ngay lập tức giúp đỡ hắn. Nhưng cô ấy không ngờ được cái tên này lại vô tình như vậy, gặp lại không hề xin lỗi, không an ủi, còn trực tiếp ra tay đánh cô ấy. Cơn giận này làm sao cô ấy có thể nuốt xuống? Càng nghĩ càng tức, Angela lấy điện thoại ra, gọi vào một số quen thuộc. Cháu gái cưng của ông, chẳng lẽ không biết lúc này ông nội đang nghỉ ngơi sao? Một giọng nói già nua truyền đến. Ông nội, có người ăn hiếp cháu. Angela vừa khóc thút thít vừa nói. Là ai? Giọng nói lạnh lẽo âm trầm, cách một màn hình điện thoại cũng cảm thấy cơn giận ngút trời của đối phương. Angela đột nhiên có chút hối hận. Bởi vì cô ấy rất hiểu ông nội của mình đáng sợ đến mức nào. Một khi biết có người ăn hiếp mình, thì ngày tận ngày cuối cùng của đối phương sắp đến rồi. Thế là cô ấy lập tức ngừng nức nở, thay đổi nói, chính là một tên khốn, cháu đã tìm hắn trả thù rồi, ông nội nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho cháu. Nói sau thì cô ấy vẫn yêu sâu sắc Lý Trạch Vũ, dù có thế nào cũng không hy vọng đối phương gặp nguy hiểm. Bán đảo Grandview. Hoàng đế Gusson của tộc bất tử đưa điện thoại cho nữ quản gia, đồng thời lạnh giọng nói, Dean, Angela có phải lại chạy ra ngoài chơi rồi đúng không? Dean gật đầu nói, hôm qua công chúa nhỏ đã rời đi rồi ạ. Tôi cảm thấy giờ nó đang rất đau lòng. Gusson giọng điệu lạnh lẽo dặn dò nói, ngay lập tức cho người điều tra, bất luận là ai dám làm cho cháu gái cưng của tôi buồn đều phải trả cái giá thê thảm. Đau đớn. Nghe vậy, Dean có chút nhíu mày lại. Hoàng đế, tôi đại khái có thể đoán được ai làm công chúa nhỏ đau lòng. Em giọng Gusson rét lạnh, đối phương là ai? Quân đế. Quân đế. Gusson mơ hồ cảm thấy cái tên này đã nghe ở đâu đó. Nin hiểu ý liền giải thích, tên đó là một trong tứ đế của thế giới hắc ám phương Tây. Tôi nhớ ra rồi, thời gian gần đây chiến đội Lausister của Boseman bị người A tiêu diệt, hình như là do cái tên đó làm. Gusson nhướng mày, xoay chuyển chủ đề. Cho người dẫn thằng nhỏ đó về đây, tôi muốn xem thử cái thứ loài người cả gan dám ăn hiếp cháu gái của tôi có phải là có ba đầu sáu tay. Quán ba, ra là một trong những câu lạc bộ đêm cao cấp nhất ở thành phố New York. Chất lượng của mấy cô em gái ở đây rất tốt, và cũng không thiếu mấy loại bình hoa di động nhiều tiền. Mà thật ra thì hai loại người này có liên quan tới nhô.
Các em gái tới đây là muốn câu mấy thằng đàn ông có tiền mà ngu ngốc, còn loại ngu ngốc giàu có kia thì muốn chơi những em gái chất lượng cao nên lựa chọn nơi này. Cũng chính vì điều này mà ngưỡng cửa của quán bar, ra cao hơn bình thường, phải có thư mời mới được vào. Lang Vương có thân phận gì kia chứ? Bây giờ ông ta đang là một trong hai vị vua của thế giới hắc ám, sở hữu gia tài bạc triệu, những cô gái cực phẩm muốn bỏ lên giường ông ta nhiều vô số kể. Căn bản là ông ta không tới mấy nơi cấp thấp như vậy nên. Ông ta không có thư mời. Tiểu Lang, bản lĩnh khoác lác của ông cũng không vừa nhỉ. Cái gì mà vương giả kiểm soát thế giới hắc ám, ngay cả một cái quán bar cũng không thể bước vào nổi. Cẩu Phú Quý khít mũi coi thường, dở giọng châm biếm. Lang Vương hừ một tiếng, nói, các người nhìn cho kỹ đi. Dứt lời, Lang Vương lấy một tấm thẻ ngân hàng màu vàng mà chỉ giới siêu giàu ở phương Tây mới có, sau đó ông ta vẫy nó trước mặt mấy tên đàn ông đang đứng canh ngoài cửa lớn. Trong chốc lát, ánh mắt của mấy tên đàn ông kia thẳng lăng. Dạ thưa ngài, mời ngài vào trong. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến ngài vì sự vô lễ trước đó của chúng tôi. Sau đó, đám người Lang Vương được mời vào quán bar với những lễ nghi trang trọng nhất. D. Di loạn xì ngậu cùng với những ánh đèn lóa mắt, khiến đám thanh niên trai gái trên sàn nhảy vặn vẹo cơ thể một cách điên cuồng. Chậc chậc, đây là vũ trưởng cao cấp nhất sao? Quá lâu. Quả thực là không bùng nổ bằng câu lạc bộ ở Hoàng Thành chúng ta. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đều là những người từng thấy trứng đại xà lõm, họ lập tức đưa ra đánh giá cực kỳ thấp cho hộp đêm này. Lang Vương liếc hai người một cái, nhếch môi nói, các cậu tới đây không phải để chơi, quan tâm mấy cái này làm gì. Nam Cung Thạc cũng gật đầu nói có lý lắm, Tiểu Lang, ông mau tìm mấy con quái vật ra đây đi, ông đây không có hứng thú với mấy nơi thế này. Anh đẹp trai. Có muốn uống với em một ly không? Một cô gái trang điểm đậm dựa vào người Cẩu Phú Quý, cô ta dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình. Lượn đi, cậu đây không có hứng thú với cô. Cẩu Phú Quý phất tay, ý bảo đối phương có thể rời đi. Giả vờ thanh cao ở đây là điều rất vô nghĩa. Cô gái không hề tức giận, ngược, lại còn nhiệt tình hơn trước. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể tới một nơi không người làm ván bài poker. Cẩu Phú Quý đã theo Lý Trạch Vũ trà trộn vào hộp đêm nhiều năm, phụ nữ đẹp mà hắn từng gặp nhiều đến mức đếm không xuể. Dù nhan sắc của cô gái trước mắt không tệ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thu hút ánh mắt hắn. Cẩu Phú Quý đang định bảo cô gái kia cút đi lần nữa nhưng bị Lang Vương xua tay ngăn cản. Người đẹp, có hứng thú làm một ván bài poker với tôi không? Lang Vương vừa nói vừa vỗ ngực, tỏ vẻ rằng mình rất mạnh. Người phụ nữ nọ đánh giá ông ta mấy lượt, lắc đầu đáp. Tôi không có hứng thú với những người to con. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Lang Vương đang chuẩn bị đuổi theo nhưng bị Vật Tương Vong cản lại. Tiểu Lanh, vừa nãy chính ông nói chúng ta tới đây không phải để chơi, mới đó ông đã quên rồi à? Mẹ nó chứ, sao tôi quên được? Lang Vương trợn trắng mắt, tức tối nói, cô gái vừa rồi là người tộc bất tử. Cái gì, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong giật mình. Đôi mắt Nam Cung Thạc bỗng sáng rực. Ông ta lập tức tìm kiếm bóng lưng người phụ nữ kia, sau đó lợi dụng thân pháp mạnh mẽ để đuổi theo. Vật Tương Vong là người thứ hai phản ứng lại, gã lập tức đuổi theo bước chân của đại hộ pháp, hai người lần lượt đuổi về phía cô gái kia. Bốp, Nam Cung Thạc vỗ vai cô gái. Các người muốn gì nữa? Cô gái cau mày. Đại hộ pháp không hiểu tiếng nên đã nhờ Vật Tương Vong phiên dịch lại lời của mình, nói với cô ta là tôi muốn chơi một ván bài poker với cô ta. Ách, Vật Tương Vong chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau phiên dịch lại đi. Nam Cung Thạc thúc giục. Vật Tương Vong cố nén cười, hỏi, lão Nam, cơ thể ông ổn chưa vậy? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết thực lực của ông đây à? Không phải chỉ là đánh bài poker thôi sao? Cậu coi thường ai vậy? Dường như đại hộ pháp rất tự tin vào kỹ năng đánh bài của mình. Được rồi. Giây tiếp theo. Vật Tương Vong quay đầu nói với cô gái, người đẹp, vị này muốn hẹn cô tìm một nơi không người làm ván bài poker, giá cả không thành vấn đề. Ha ha ha, cô gái cho rằng vẻ đẹp của mình có thể khiến một ông già si mê, miệng cười tươi rói, thưa ông, thật ngại quá, tôi sợ đánh được nửa ván bệnh tim của ông lại. Tái phát, vậy nên bỏ đi. Đúng là người của tộc bất tử thích máu tươi, nhưng họ vẫn thích những người trẻ tuổi hơn chút, phù hợp với gu thẩm mỹ riêng của mỗi người bọn họ. Còn về phần một ông già, cô ta thật sự không há miệng được. Lão Nam, cô ta châm biếm, nói ông không được. Dứt lời, Vật Tương Vong tỏ thái độ chế nhạo. Hừi,
Bao lâu rồi đại hộ pháp mới bị người ta khinh thường, ông ta thẹn quá hóa giận, ra tay điểm nhẹ mấy cái lên người cô gái. Phác, ông làm gì tôi vậy? Cô gái phát hiện cơ thể mình không thể động đậy, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt cô ta. Phật Tương Vong ở bên cạnh lên tiếng trấn an, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm cô tổn thương, chúng tôi chỉ muốn nghiên cứu cơ thể cô chút mà thôi. Bấy giờ Lang Vương và cậu Phú Quý cũng đuổi tới. Có chuyện gì vậy? Lang Vương cau mày hỏi. Nam Cung Thạc xua tay nói, không sao, ông đây muốn cô gái này, chúng ta đi thôi. Lão Nam, tôi cũng muốn nếm thử quỷ hút máu nữ, một người làm sao đủ được. Cậu Phú Quý ngỏ ý phải bắt thêm mấy người nữa. Nhưng đúng lúc này, cô gái kia cất giọng tàn nhẫn, cảnh cáo, nói cho các người biết, nếu không muốn chết thì thả tôi ra ngay. N.S. Bốp. Phật Tương Vong thẳng tay tát cô ta, dám uy hiếp chúng tôi, cô có bao nhiêu cái mạng hả? Các người chết chắc rồi. Cô gái giận dữ quát mắng. Mặc dù âm nhạc trong quán bar rất chói tai, nhưng động tĩnh bên phía bọn họ vẫn thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Không lâu sau, một chàng trai có vẻ ngoài hào hoa phong nhã dẫn theo vài tên to con tới, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Helen thiếu gia, cứu em với. Cô gái kêu cứu. Lang Vương nhìn ấn ký hình con bướm đen trên cổ chàng trai trẻ đi đầu, lập tức nhận ra đối phương cũng là người của tộc bất tử. Đừng làm lớn chuyện, e là nơi này có rất nhiều người của tộc bất tử. Nếu không phải vì lý do bất đắc dĩ, Lang Vương thật sự không muốn trêu chọc những con quái vật đó. Nam Cung Thạc khẽ vỗ vai ông ta, nói, không sao, có tôi đây rồi, ông không cần sợi. Đúng vậy, có lão Nam ở đây, ai dám làm càn. Cậu Phú Quý rất tin tưởng vào khả năng của đại hộ pháp, hắn không hề lo sợ rằng mình sẽ bị người khác ức hiếp ở nơi này. Các người là ai? Mau thả Lakkani ra cho tôi. Một người đàn ông trong số đó nói với giọng như ra lệnh. Lang Vương muốn một điều nhịn là chín điều lành, vì thế ông ta ghé vào tai đại hộ pháp, thấp giọng nói, anh Nam, giờ cứ thả người ra trước đi đã, đợi lát nữa chúng ta lặng lẽ tìm một người tộc bất tử đi riêng lẻ sau. Thả người ư? Nam Cung Thạc khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thịt đã đưa tới miệng sẽ không nhả ra. Giờ chúng ta đưa người phụ nữ này đi. Ông đây muốn xem kẻ nào không sợ chết, dám ngăn cản. Helen không ngờ rằng ở đây lại có người dám không nể mặt mình, ngọn lửa giận bỗng bùng cháy trong cơ thể anh ta. Quăng bọn họ ra ngoài cho tôi. Rõ, vài tên to con tiến lên định xuống tay. Làm gì có chuyện Vật Tương Vong và cậu Phú Quý ngồi không chờ chết, hai người ra tay cùng lúc. Rầm rầm. Đám khách xung quanh bắt đầu thấy hoa mắt. Mấy tên to con vừa nhìn đã biết là không dễ chọc kia lần lượt ngã xuống đất, miệng không ngừng kêu rên. Mặc dù Helen cũng đang hoảng loạn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, các người thật sự muốn chết đúng không? Muốn chết ư, Vật Tương Vong giơ tay tung một quyền. Bởi vì tốc độ của Vật Tương Vong quá nhanh nên Helen hoàn toàn không chống đỡ được, cơ thể rắn chắc bị trúng một đòn. Bịch, một Helen vốn nhẹ nhàng phong độ té ngã trên nền đất, nhìn anh ta lúc này có vẻ hơi chật vật. Động tĩnh ở chỗ bọn họ đã thu hút rất nhiều ánh mắt, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong chắp tay khắp bốn hướng. Trời ơi, đây là võ công của nước Hạ sao? Thật là thần kỳ, nhưng, mấy người này cũng to gan thật, dám ra tay với ngài Helen. Mọi người cảm thấy khiếp sợ trước khả năng đánh đấm của hai người cậu Phú Quý, nhưng trên hết, họ bội phục lòng can đảm của bọn họ hơn. Chúng ta đi thôi, Nam Cung Thạc vẫy tay, dường như ông ta cũng không muốn làm to chuyện. Bắt một người về nghiên cứu là đủ rồi. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng chẳng có hứng thú mấy, vì vậy họ đã vui vẻ đồng ý rời đi. Cô gái kia bị Lang Vương xách lên như xách một con gà. Đoàn người nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Helen được người khác đỡ dậy, trông sắc mặt anh ta u ám đến đáng sợ, nhưng anh ta cũng không đuổi theo mà biến mất giữa đám đông rất nhanh. Ở một diễn biến khác, đoàn người Nam Cung Thạc lái xe rời đi. Lang Vương cầm vô lăng, điện thoại di động trong túi bỗng đổ chuông, sau khi nghe máy xong, hàng lông mày của ông ta cau thành hình chữ xuyên. Có chuyện gì vậy? Vật Tương Vong thấy biểu cảm ông ta không đúng lắm nên tò mò hỏi. Lang Vương quay đầu liếc nhìn cô gái kia, thấp giọng hỏi, cô là người của công tước Adam. Ha ha ha, bây giờ đã biết sợ rồi sao? Lúc này cô gái kia hoàn toàn không hoảng loạn nữa, cũng không sợ hãi, cô ta cười nói. Mấy tên khốn nạn có mắt không tròng như các người cứ đợi đến lúc trở thành bữa tối của chúng tôi đi. Dứt lời, cô ta còn dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng với nét mặt vô cùng chờ mong. Tiểu Lang,
lai lịch của cô ta hiển hách lắm sao? Cẩu Phú Quý hỏi một câu. Lang Vương thở dài rồi nói, không có việc gì, tôi sẽ giải quyết. Giải quyết, cô gái cười nói với giọng khinh thường, ân nghĩ ông là ai hả? Đến chúng tôi mà cũng dám chọc vào, đúng là không biết chữ chết viết kiểu gì mài. Bốp, bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, Lang Vương nổi cáu, thẳng tay tát cô gái kia một bạt tai. Mẹ nó chứ, cô có biết ông đây là ai không? Ông đây là Lang Vương, đừng nói là bắt cô, ngay cả khi tôi ích cô, sau đó lấy mạng cô ngay trước mặt Adam cũng. Vậy, cô có tin là không ai dám ra mặt giúp cô không? Khi Lang Vương vừa dứt lời, cái nét mặt không sợ trời không sợ đất của cô gái dần biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi thấu tận trời. Mặc dù người tộc bất tử bọn họ không trà trộn vào thế giới hắc ám, nhưng cái danh Lang Vương thì tựa như sấm vang bên tai vậy. Cô ta có thể chắc chắn Lang Vương không hề mạnh miệng, bởi vì cô ta chỉ là huyết tộc bình thường, sẽ chẳng có ai vì cô ta mà đi đắc tội với vua của thế giới hắc ám. Nửa tiếng đồng hồ sau, đoàn người quay lại biệt thự ban đầu, cô gái bị Nam Cung Thạc đưa vào phòng. Còn về chuyện ông ta muốn nghiên cứu như thế nào thì người khác không thể hiểu hết được. Bởi vì ông ta khóa cửa, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào. Cậu nói thử xem, liệu lão Nam có lột hết quần áo trên người cô gái kia ra không? Đó là chắc chắn rồi, nếu không thì nghiên cứu kiểu gì? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong uống rượu vang đỏ, hút thuốc, ghé đầu thì thầm. Lang Vương ngồi trên sân phơi, dường như ông ta đang chờ đợi điều gì đó. Ô ô ô, tiếng gầm rú của một chiếc xe thể thao truyền đến. Lang Vương đứng dậy nhìn lại, ba bốn chiếc xe thương vụ dừng bên ngoài biệt thự, mười mấy người đàn ông mặc áo đuôi én lần lượt bước xuống xe. Người cầm đầu không phải ai xa lạ, chính là Helen, người bị bọn họ đánh trong quán bar, ra trước đó. Cùng lúc ấy, hơn 20 thành viên của Điện Lang Nha lần lượt hiện thân, cản đường đám người Helen. Xử lý bọn họ, Helen đúng kiểu kẻ ác không nói nhiều. Khoan đã, Lang Vương nhảy từ sân phơi trên tầng 2 xuống, ông ta đáp đất một cách vững vàng, thong dong bước tới trước mặt mọi người, xin tự giới thiệu, tôi là Lang Vương. Lang Vương, đồng tử của Helen bỗng co rụt lại, ông chính là Lang Vương. Nếu cậu cũng biết tôi thì chuyện dễ giải quyết rồi. Khí thế của Lang Vương không hề suy giảm, ông ta nói, chuyện ở quán Ba As vừa nấy chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ các người có thể đi rồi. Đi ư, ha ha. Helen cười khẩy rồi nói, dù ông là Lang Vương thì có làm sao? Ông có biết tôi là ai hay không? Lang Vương khẽ gật đầu, nói với giọng bâng quơ, tôi biết, công tước Adam là cha cậu đúng không? Nếu đã biết tôi là ai, sao các người vẫn dám đánh tôi? Helen càng nghĩ càng tức. Bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Nếu anh ta không trả lại cục tức này thì có khác nào trở thành trò cười cho đám người ở tộc bất tử? Lang Vương thấp giọng hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Sao hai thằng nhãi dám đánh tôi ra đây, ngoài ra phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi? Helen cười khẩy, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần 100 triệu đô la Mỹ là được. 100 triệu đô la Mỹ ư? Chút tiền ít ỏi ấy vốn chẳng là gì với Lang Vương, nhưng rõ ràng đối phương đang coi ông ta là kẻ coi tiền như rác. Hơn nữa, sao ông ta có thể giao Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ra chứ? Không còn cái khác để thương lượng sao? Lang Vương cau mày hỏi. Helen không chịu nhượng bộ, anh ta nói với thái độ kiên quyết, giao người và 100 triệu đô la Mỹ ra đây, nếu thiếu một xu, tôi sẽ khiến các người không thể bước ra khỏi thành phố New York. Tôi có thể cho cậu 100 triệu đô la Mỹ, nhưng tôi sẽ không giao bạn bè của tôi ra. Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện đêm nay là do lỗi của họ nên Lang Vương vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Có điều, sự nhượng bộ của Lang Vương chỉ đổi lại lòng tham của Helen. Không giao người cũng được, vậy trả 1 tỷ đô la Mỹ. 1 tỷ ư? Nghe tới đây, Lang Vương nheo mắt, bây giờ đừng nói là 100 triệu đô la Mỹ, ngay cả 1 xu đô la Mỹ tôi cũng không muốn cho cậu. Cậu cút khỏi nơi này. Mau, nếu không, giết không thồ. Cảm nhận được sát khí từ đối phương. Helen bắt đầu sợ hãi, nhưng nghĩ lại, anh ta thấy mình có nhiều người như vậy, anh ta vốn không cần sợ. Kết quả là, bắt lấy bọn họ cho tôi. Helen vung tay lên. Hơn 10 người đàn ông mặc áo đuôi én lần lượt xông lên. Giết, Lang Vương chỉ thốt lên đúng một chữ. Trong chốc lát, 20 mấy thành viên Điện Lang Nha lao tới nghênh đón. Khi hai bên cùng giao đấu, tại một con hẻm nhỏ nào đó trong thành phố New York. Lý Trạch Vũ đứng dưới ánh trăng, miệng ngậm một điếu thuốc lá.
trước mặt hắn lúc này là hai lão già và ba gã thanh niên. Quân đế, chúng ta từng gặp nhau một lần trong bữa tiệc do ngài Hafiz tổ chức, ngài còn nhớ tôi không? Một ông già trong số đó mở miệng cười nói. Lý Trạch Vũ rít một hơi thuốc, sau đó nói với giọng điệu thong dong, Bren, công tước tộc bất tử. Lão già gật đầu, trí nhớ của quân đế thật tốt. Lý Trạch Vũ hỏi với thái độ đùa cợt, ông dẫn người theo dõi tôi suốt một đoạn đường chẳng lẽ chỉ để ôn lại chuyện cũ với tôi? Không không không. Bren lắc đầu giải thích, là có người muốn gặp quân đế, hy vọng ngài đừng làm tôi khó xử. Nghe tới đây, Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, nếu tôi nói không thì... Không. Bren lắc đầu cười nói, chuyện này không phải do ngài quyết định. Giết, hà. Lý Trạch Vũ dập tàn thuốc, hẳn cười khẩy, tôi đã nghe người của tộc bất tử có thể chịu đòn tốt hơn người bình thường từ lâu, nào, hôm nay hãy để tôi xem đi. Bren cười nói với hàm ý sâu xa, nếu quân đế đã muốn thử thì sao chúng tôi dám từ chối. Dứt lời, vài tiếng vù vù vù, vang lên, năm người còn lại đồng loạt xông ra ngoài. Lý Trạch Vũ nhảy một bước xa, tốc độ nhanh như sấm chớp. Dầm, ông già xông lên đầu tiên ăn trọn một cú đấm. Trong phút chốc, đồng tử của Bren co lại thành hình cây kim. Nói một cách thẳng thắn thì quân đế chính là vua của thế giới hắc ám, lão ta không hề khinh thường đối phương, nhưng tới tận bây giờ lão ta mới phát hiện ra một điều, đó là lão ta vẫn quá xem nhẹ đối phương. Chỉ trong một lần đối đầu, dựa vào thực lực của mình, Lý Trạch Vũ đã khiến lão già bá tước tộc bất tử chịu lỗ nặng. Rầm rầm rầm, Lý Trạch Vũ chiếm thế thượng phong lại càng ngông nghênh, quyết không buông tha, hắn sử dụng cả quyền cước, lần lượt đánh bay ba người còn lại chỉ sau vài đòn tấn công. Chỉ vậy thôi à, Lý Trạch Vũ nhún vai nói với nét mặt khinh thường. Hội, ông già bị đánh gục lần đầu gầm nhẹ một tiếng, miệng lộ hai cái răng nanh. Giờ phút này đây, dù xét về sức mạnh hay tốc độ đều mạnh hơn trước đó gấp. Mười mấy lần, hô hô hô. Ba người còn lại cũng tiến vào trạng thái cuồng hóa. Hô hô hô. Vài bóng đen lao về phía Lý Trạch Vũ lần nữa. Đúng là tự tìm đường chết mà. Lý Trạch Vũ sử dụng ngự long thần công, đồng thời giơ quân đao mang theo bên mình, thẳng tay chém đám bá tước tộc bất tử trên không trung. Xòe tồ. Luồng đao khí vô hình xuất hiện, lão già kia có muốn né cũng không kịp, ngực ông ta xuất hiện vết thương dài mấy tấc, đau đến nỗi kêu rên luôn miệng. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ cất bước bay vào tới trước mặt ông ta. Xoẹt! Chỉ một nhát đao, đầu và người của lão già kia lìa đôi. Cảnh tượng này khiến ba gã tộc bất tử còn lại sợ tới mức phải dừng bước. Quá rõ ràng, bọn họ đều bị sốc trước sức mạnh quá khủng bố của Lý Trạch Vũ. Công thức Bren, cậu ta, quá mạnh, một thanh niên trong số đó nói với nét mặt kinh hãi. Lùi dài Bren vung tay lên, sau đó đích thân tiến lên trước vài bước. Hôi! Lão ta vừa bước lên đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, vậy cũng đủ hiểu lão ta đánh giá cao Lý Trạch Vũ tới nhường nào. Quân đế, là do ngài ép tôi. Dứt lời, đôi tay Bren biến thành 5 cái móng vuốt, lão ta lao về phía Lý Trạch Vũ. Keng! Lý Trạch Vũ giơ ngang thanh đao nhưng lại bị Bren dùng hai tay cản lại. Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng bị sốc trước cảnh tượng này. Lý Trạch Vũ cũng từng nghe nói rằng cơ thể tộc bất tử rất mạnh. Nhưng hắn không ngờ đối phương có thể sử dụng thân mình để đỡ đòn do quân đao của hắn tung ra. Mà lão già này chỉ là một công tước. Trên công tước còn có thân vương, trên thân vương còn có hoàng đế của tộc bất tử. Là tả. Sau khi Bren đỡ nhát đao này, lão ta lại tiếp tục tung ra đòn tấn công lần nữa, năm móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào ngực Lý Trạch Vũ. Quá rõ ràng, lão ta không xuống tay. Bởi vì lão ta nhận lệnh đưa Lý Trạch Vũ về chứ không phải giết chết đối phương. Thử ăn một đao nữa của ông đây xem. Lý Trạch Vũ chuyển khí kình từ lòng bàn tay vào quân đao, sau đó chém thật mạnh. Đao khí mạnh mẽ khiến Bren cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng lão ta có lòng tin mãnh liệt vào cơ thể mình, cho nên lão ta không chọn né tránh. Ke ngồ. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Quân đao và cánh tay Bren dính sát vào nhau. Quân đế. Đao thương không thể xâm nhập vào cơ thể tôi, vậy nên... AI! Bren còn chưa nói hết câu, Lý Trạch Vũ bỗng tăng thêm lực, cánh tay của Bren lập tức lìa khỏi cơ thể lão ta. Dầm, Lý Trạch Vũ không dừng tay, hắn đấm mạnh vào ngực Bren. A! Cơ thể Bren bay ngược về sau mấy thước, miệng phun một ngụm máu màu đen. Lý Trạch Vũ hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, áp dụng đúng quy luật tranh thủ lúc mày bệnh tao sẽ lấy mạng mày.
hắn không phải kiểu sợ tay sợ chân như Lang Vương, dù là ai cũng vậy, nếu đủ can đảm chọc vào hắn, họ phải làm tốt công tác chuẩn bị chịu sự trừng phạt từ hắn. Không gây chuyện sẽ không sợ phiền phức. Ngăn cậu ta lại. Bren sợ tới mức sắc mặt thay đổi. Hôi! Ba gã thanh niên tộc bất tử tiến lên chắn đường đi của Lý Trạch Vũ. Xoẹt xoẹt Robert. Lý Trạch Vũ vùng ba nhát đao chỉ trong tích tắc, ba cái đầu người đầy máu lăn xuống mặt đất. Bren nhìn Lý Trạch Vũ đang bước từng bước tới gần với nét mặt hoảng loạn, lão ta lập tức mở miệng uy hiếp. Quân đế, ngài không thể giết tôi, ngài làm vậy là ngầm xác định sẽ chống lại toàn bộ tộc bất tử. Lý Trạch Vũ nhìn đối phương với góc độ từ trên cao nhìn xuống, cất giọng khinh thường, thì sao? Quân đế, AI Bren vẫn định đe dọa, nhưng lão ta còn chưa dứt lời đã bị đâm một nhát vào cổ. Đúng là mạng sống của tộc bất tử dai thật, dù là đầu đã lìa khỏi người nhưng đôi mắt Bren vẫn chớp mười mấy lần. Lý Trạch Vũ khởi động xe thể thao rồi rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn 10 phút sau, khi Lý Trạch Vũ lái xe quay về biệt thự, hắn thấy một đám người đang giao chiến. Lý Trạch Vũ có thể tự phân biệt được Lang Vương và người của Điện Lang Nha, vậy đám người còn lại là... Mẹ nó! Nhìn thấy miệng những người đó đều xuất hiện răng nanh dài rằng giặc, Lý Trạch Vũ ngẩn người. Hắn mới giết Bren được hơn 10 phút mà người của đối phương đã biết rồi tìm tới tận nơi này sao? Loảng xoảng, sau khi xuống xe, Lý Trạch Vũ bay vọt đến bên cạnh Lang Vương. Hô, cậu về đúng lúc lắm! Đám quái vật này quá khó đối phó, mau giúp tôi một tay đi. Thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, Lang Vương thầm thở phào một hơi. Sao mấy người không ra đòn chí mạng luôn, cứ phòng thủ làm gì? Lý Trạch Vũ nhận thấy điều bất thường. Lang Vương bĩu môi, nói, nếu giết bọn người này thật thì chúng ta sẽ không còn đường nào để thương lượng với đám quái vật kia. Sợ cái gì, giết bọn họ cho tôi. Dứt lời, Lý Trạch Vũ như hổ lao vào giữa đàn dê. Tung một quyền giết chết một người tộc bất tử. Hô hô! Mấy người khác trong tộc bất tử thấy đồng bọn của mình bị giết, sự phẫn nộ trong ánh mắt như được đẩy lên cao trào. Helen giận dữ nói, dám giết người của bọn tao à? Lý Trạch Vũ cười với vẻ khinh thường, sau đó nhảy vọt tới trước mặt Helen, giết thì giết, các người làm gì được? Đúng là tự tìm đường chết. Hai tay Helen túm quần áo Lý Trạch Vũ. Sau đó anh ta muốn dùng chiếc răng nanh dài của mình để căn chết đối phương. Dầm! Lý Trạch Vũ tung một cú đấm, hai cái răng nanh của Helen bị đánh gãy. Ai nha, răng của tôi! Helen đau đớn kêu rên. Hô! Thấy cả đám tộc bất tử cùng nhào về phía Lý Trạch Vũ, Lang Vương không tiếp tục nhịn nữa, hạ lệnh, mẹ nó, giết hết bọn họ cho ông. Dõi các thành viên Điện Lang Nha thi nhau rút súng ống. Lộc cộc! Mấy người trong tộc bất tử kia còn chưa kịp tới gần Lý Trạch Vũ đã bị đánh đến ngất. Tận mắt chứng kiến cảnh đồng bọn mình bị giết, Helen vừa kinh ngạc vừa tức giận, dám giết người của tộc bất tử bọn tao, chúng mày chết chắc rồi. Tộc bất tử chúng mày có cảm giác về sự ưu việt lắm ư? Lý Trạch Vũ ngồi xổm nhìn Helen. Vừa nãy tao còn giết một người tên công tước Bren kìa, chúng mày có thể làm gì được tao đây? Công tước Bren bị xử lý rồi. Ha ha ha. Helen giống như nghe được chuyện cười. Công tước Bren là nhân vật cùng cấp bậc với ông nội tao, thực lực của ông A đủ để so sánh với cường giả cảnh giới chiến hoàn của loài người bọn mày. Mày xem tao là kẻ ngốc à? Ha ha, ha ha ha, cho dù là đồng bọn bản thân mang tới đều bị xử lý, Helen vẫn không sợ hãi. Bởi vì thân phận của anh ta vô cùng tôn quý, nếu có gì ngoài ý muốn, đối phương sẽ phải tiếp nhận toàn bộ lửa giận của tộc bất tử. Mày không tin? Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười nói, như vậy tao nói tao sẽ làm thịt mày, chắc mày cũng sẽ không tin đâu nhỉ. Làm thịt tao, nghe lời Lý Trạch Vũ nói, Helen ngừng cười, giật mình nói, tao tin, sao tao lại không tin chứ, ha ha ha, tao ở ngay đây, mày giết thử xem nào. Ngoài miệng nói tin, nhưng hành động lời nói của anh ta không có chỗ nào mà không thể hiện anh ta tin mới là lạ. Lý Trạch Vũ lập tức muốn ra tay. Lang Vương hiểu rõ ra tay ngăn cản tay hắn. Quân đế, cậu nên biết hậu quả làm thịt hắn. Lý Trạch Vũ liếc xéo Lang Vương, tức giận nói, lẽ nào ông cũng cho rằng lời tôi vừa nói đều là giả. Lời nào cơ, chuyện làm thịt công tước Bren, đương nhiên Lang Vương cũng không tin. Lý Trạch Vũ xem như cạn lời. Tại sao thế giới này có thể như vậy, lúc nói dối một đống người tin, đợi đến lúc nói thật người khác ngược lại không tin. Ông đây thật sự làm thịt một công tước tộc bất tử. Hắn nói xong thì lập tức đẩy Lang Vương ra,
nhấc chân dẫm lên cổ Helen. Răng rắc một tiếng. AI Helen trừng lớn hai mắt, anh ta có thể cảm giác được cổ của mình đã gấy. Mất. Lý Trạch Vũ biết sức sống của tộc bất tử khá ương ngạnh, hắn tiện thể đấm vào đầu Helen một phát. Lần này Helen còn chưa kịp hét lên thê thảm, thì đã hoàn toàn tắt thở trong vẻ mặt khó tin. Lang Vương ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ, một lát sau mới phản ứng kịp, mẹ nó cậu điên thật rồi, lẽ nào cậu không biết hậu quả đối đầu với tộc bất tử à? Biết, thì tính sao? Lý Trạch Vũ khinh thường cười nói, bọn họ tốt nhất đừng trêu chọc ông đây nữa, nếu không ông đây không ngại mời toàn bộ quái vật bán đảo Grand phơi nắng. Nghe lời đầy ngang ngược này, trong lòng Lang Vương run sợ. Trong thoáng chốc ông ta nhớ tới từ lúc quen biết Lý Trạch Vũ đến nay, tên này hình như không sợ trời không sợ đất. Lúc trước cũng chính là khí thế này của đối phương mới khiến ông ta xưa nay kiêu ngạo khâm phục như vậy. Nói hay lắm, Lang Vương vỗ vai Lý Trạch Vũ, cười sảng khoái, không chỉ là một bầy quái vật à, có gì mà sợ, cùng lắm thì làm một trận với bọn họ, đánh tới khi họ phục mới thôi. Hai người kề vai sát cánh tiến vào biệt thự. Về phần mười mấy cái xác bên ngoài thì đã bị thành viên Lang Nha Điện tiện tay ném vào trong sân, dù sao chờ mặt trời vừa mọc, những cái xác này sẽ tan thành cho bụi, phí hỏa táng cũng giảm bớt. Cậu chủ, cậu phú quý và vật tương vong nghênh đón. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, phát hiện trong phòng thiếu người bèn hát, đâu? Để bên trong, vật tương vong chỉ về cửa một gian phòng trong đó. Két, đúng lúc này, Nam Cung Thạc vừa khéo mở cửa đi ra. Cậu phú quý cười ha ha nói, lão Nam, nhìn ông tinh thần phơi phới, mùi vị ma cà rồng thế nào? Hả? Nghe nói như thế, Lý Trạch Vũ tò mò hỏi, ông làm gì bên trong? Nam Cung Thạc còn chưa mở miệng, cậu phú quý ngược lại nói trước, cô nam quả nữ chung sống một phòng có thể làm gì, lẽ nào cậu chủ còn chưa hiểu? Má! Lý Trạch Vũ ngẩn người, lập tức giơ ngón tay cái lên với Nam Cung Thạc, lão Nam, ông châu bò. Tưởng tượng hôm đó Triển Miên cùng Angela, trong miệng đối phương lộ ra hai cái răng nanh, xém chút khiến hắn gần như sợ hãi đến mức không lên nổi tại chỗ. Không ngờ khẩu vị Nam Cung Thạc nặng như vậy. Nam Cung Thạc vội giải thích, cậu Lý đừng nghe bọn họ nói lung tung, tôi chỉ nghiên cứu nữ quái vật kia tí thôi. Ông nghiên cứu cái gì? Lý Trạch Vũ không hiểu hỏi. Nam Cung Thạc vuốt râu thở dài, vốn định nghiên cứu nguyên nhân những quái vật này có thể trường sinh, nhưng kiểm tra một phen. Phát hiện kết cấu cơ thể bọn họ giống như loài người chúng ta, vốn không biết nên nghiên cứu từ đâu. Sau này đừng làm chuyện nhàm chán như vậy nữa. Lý Trạch Vũ lắc đầu cạn lời. Nếu có thể nghiên cứu ra bí mật trường sinh từ tộc bất tử, nhà khoa học trên thế giới đã sớm nghiên cứu ra được. Còn có thể chờ tới bây giờ. Vâng, Nam Cung Thạc ngại ngùng gật đầu, lập tức hỏi, xử lý người phụ nữ kia thế nào? Lý Trạch Vũ thuận miệng đáp, thả hay làm thịt đều được. Nói xong thì đi về phía phòng mình. Giết thì tiếc quá, vẫn để tôi nếm thử đi. Cậu phú quý tự đề cử mình, mong Nam Cung Thạc giao cô nàng kia tới chỗ hắn. Vật tương vong không chịu nhượng bộ thứ này, tuyên bố mình cũng phải nếm thử. Tương vong, cô gái kia là ma cà rồng, lỡ như trong quá trình làm tình cắn luôn cậu thì tính sao? Cậu không xử lý được, mạo hiểm như vậy vẫn để nên để tôi gánh đi. Cậu cút đi, tôi nắm chắc được, thấy hai người không ai nhường ai. Lang Vương đề nghị, không bằng hai người cùng lên. Khó mà làm được, tôi không chịu, cậu phú quý và vật tương vong chăm miệng một lời. Hai anh em tốt đến mức có thể chia sẻ đồ lót, chỉ có phụ nữ là không thể chia sẻ. Điểm này cũng chỉ có người phương Tây mới có thể cởi mở như vậy. Tương vong, cậu vẫn còn tem, nên giữ cho người mình thích nhất, tôi không giống, tôi đã là kẻ già đời. Được rồi, tặng cho cậu. Vật tương vong cuối cùng đồng ý. Cậu phú quý hưng phấn mang cô nàng vào phòng mình, sau đó bắt đầu nghiên cứu cách viết chữ côn. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ nằm trên giường vẫn chưa ngủ, trong tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng. Trong phòng khói mù lượn lờ, đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên. Nhìn thấy dãy số, Lý Trạch Vũ không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn ấn nút mở khóa. Khốn kiếp, anh có biết hậu quả làm như vậy không? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ của Angela. Lý Trạch Vũ cười lạnh nói, không cần ho to gọi nhỏ với tôi đã nói nếu tộc bất tử các người dám đùa lửa thì cũng đừng trách ông đây không khách khí. Anh giết Brand, cho dù ông nội tôi có thể bỏ qua cho anh trai Brandy của anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Hơn nữa tôi biết bản lĩnh của anh rất mạnh,
nhưng tôi phải nhắc nhở anh, Randy chính là thân vương tộc bất tử chúng tôi, thực lực của gã còn mạnh hơn Bren rất nhiều. Khốn kiếp, anh thực sự gan to bằng trời. Mặc dù Angela luôn quở trách, nhưng trong lời nói lộ ra sự quan tâm không hề che giấu, điểm này ngay cả Lý Trạch Vũ cũng có thể cảm nhận được. Suy nghĩ kỹ một lát, thật ra lúc trước đúng là anh mắc nợ người ta. Angela, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ gọi tên. Hả? Angela đầu bên kia điện thoại lập tức yên tĩnh lại. Lý Trạch Vũ hít sâu một hơi, xin lỗi. Khách sạn Nai. Khi Angela nghe được ba chữ thật xin lỗi từ trong điện thoại, cơ thể mềm mại không nhịn được run rẩy, nước mắt trong mắt tuôn trào như vỡ đê. Khốn kiếp, tên khốn kiếp nhà anh, uất ức mấy năm gần đây giấu trong lòng giống như hoàn toàn tan thành mây khói trong thời khắc này. Lý Trạch Vũ không nói gì nữa mà lựa chọn cúp điện thoại. Mà Angela thì nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc. Ông nội, ông không thể động tới anh ấy. Không đợi Gusen lên tiếng thì Angela đã nói ra yêu cầu của mình trước. Khẽ nghĩ suy, Gusen mở miệng hỏi, Angela, có phải con rung động với loài người kia rồi không? Rung động. Khóe miệng Angela không nhịn được nở nụ cười. Xem như ngầm thừa nhận. Gusen đầu bên kia điện thoại thở dài nói, cháu gái bảo bối, tộc bất tử chúng A ở cùng loài người không có kết quả đâu, điểm này từ nhỏ con đã nghe và thấy rõ rồi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Angela có hơi híp lại. Loài người chẳng qua chỉ có tuổi thọ mấy chục gần trăm năm ngắn ngủi, mà tộc bất tử bọn họ thì khác nhau rất lớn. Chỉ cần có máu mới, không tiếp xúc ánh nắng, dưới tình huống không ngoài ý muốn thì có thể sống đến cùng trời cuối đất. Đã từng có tộc bất tử và loài người yêu nhau, thậm chí bước vào lễ đường kết hôn nhưng kết quả sau cùng chỉ có thể nhìn người yêu chậm rãi già đi, chết đi, năm tháng sau này bản thân sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn và khao khát vô tận. Bây giờ buông tay còn kịp. Cousin khuyên nhủ từ đáy lòng, lần này ông nội có thể bỏ qua cho hắn, cho dò là phía Brandy ông cũng có thể bảo gã từ bỏ báo thù, nhưng ông nội hy vọng con kịp thời buông tay, bởi vì hai người không phải người của cùng một thế giới. Câu nói cuối cùng này chạm tới linh hồn Angela thật sâu sắc. Không phải người của một thế giới. Tâm trạng vốn tốt đẹp lập tức giống như bị đả kích thật mạnh, nước mắt trên mặt Angela tuôn trào. Điện thoại cúp máy lúc nào cô ta cũng không biết, cô ta chỉ biết trái tim mình dường như đã bị người ta bóp nghẹt. Đau, thật sự rất đau. Tại sao phải để mình gặp hắn? Angela rơi lệ không ngừng, trang điểm trên mặt cũng hòa tan. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu đều là bóng hình Angela. Từ nơi sâu xa, hai người giống như tâm ý tương thông. Két, cửa phòng mở ra. Mấy người lang vương đang ăn miếng thịt lớn, uống ly rượu lớn. Cậu Lý, tới cùng già đây uống một ly. Nam Cung Thạc đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ kề vai sát cách. Các người uống đi, tôi ra ngoài một lát. Lý Trạch Vũ mở miệng từ chối nhã nhặn. Nam Cung Thạc nhíu mày lại, già đây tìm cậu uống rượu, cậu không nể mặt. Lúc này đại hộ pháp đã hơi say. Lá gan không khỏi cũng lớn. Lý Trạch Vũ trừng mắt liếc ông ta một cái, giọng nói lạnh lùn, miễn, nếu như ông muốn tỉnh rượu tôi không ngại giúp ông một lát. Trong lúc nói chuyện nắm đấm đã cọ sát nhau. Nam Cung Thạc lập tức tỉnh táo, cười ha ha nói, không cần, cậu Lý ngài có việc thì đi làm đi. Cũng may Lý Trạch Vũ chỉ đùa giỡn một lát thì đã rời khỏi biệt thự dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người. Cùng lúc đó, Angela cũng lái xe rời đi từ khách sạn Nai. Sau mười mấy phút, một chiếc Bugatti và một chiếc Aston Martin lướt qua nhau, rừng rừng, brum brum. Hai chiếc siêu xe thể thao rất ăn ý phanh gấp lại khiến mặt đất bản ra tia lửa điện. Bang! Lý Trạch Vũ và Angela gần như bước từ trên xe xuống cùng lúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau và không nói gì, nhưng lại hình như cái gì cũng đều đã nói. Rất lâu sau, Angela không giữ được bình tĩnh trước, liều lĩnh chạy về phía Lý Trạch Vũ. Cuối cùng lao vào lòng hắn. Lý Trạch Vũ ôm chặt đối phương, khẽ nói, xin lỗi. Hắn lại xin lỗi. Angela liều mạng lắc đầu nói, tôi không trách anh, hơn nữa tôi cũng có lỗi, tôi không nên gạt anh, ngay từ đầu tôi nên thành thật với anh. Vậy từ giờ trở đi, không ai trong chúng ta nói ba chữ thật xin lỗi nữa. Lý Trạch Vũ cười đề nghị. Enzo mạnh mẽ gật đầu trong ngực hắn. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, nếu đã không thể mãi mãi ở bên nhau. Vậy chỉ tranh sớm chiều. Cho dù sau này đối phương không còn, xem như lúc mình nhớ lại quãng thời gian này cũng sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Mùa đông giá rét,
hai ngôi sao lại vô cùng nóng bỏng quấn quýt nhau. Đây vốn nên là thời khắc tốt đẹp, nhưng vẫn cứ bị kẻ không biết sống chết cắt đứt. Rừng rừng, 4-5 chiếc xe lần lượt dừng lại, vây quanh hai người đang ôm nhau. Ngay sau đó trên xe có mười mấy người lần lượt bước xuống, có nam có nữ, có trẻ có già. Cầm đầu chính là một người đàn ông ngoài 30, áo vest thẳng thớm, tóc vuốt ngược ra sau. Hơn mười mấy người vây quanh ông ta trông giống như một vị vua cao cao. Tại thượng, công tước đại nhân, tên này chính là quân đế. Một người phụ nữ giới thiệu trước mặt người đàn ông. Người đàn ông cũng không nhìn về phía Lý Trạch Vũ, lực chú ý đều tập trung trên người Angela. Hiển nhiên vị công tước tộc bất tử này đã nhận ra thân phận của Angela. Adam, ông tới đây làm gì? Giọng điệu Angela có hơi chán ghét. Bởi vì cô ta cảm thấy đối phương quấy rầy cô ta hẹn hò với người trong lòng. Adam hơi nhíu mày nói, công chúa nhỏ, tôi tới tìm quân đế, tại sao ngài lại ở đây? Tôi tới đây cần báo cáo với ông à. Angela không có kiên nhẫn đáp lại, nhưng lập tức nhận ra điều gì đó, ông nói cái gì? Ông đến tìm quân đế. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là ông nội mình sắp xếp, trong lúc nhất thời trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Bởi vì không lâu trước đây Gusen mới chính miệng đồng ý sẽ không tìm Lý Trạch Vũ gây phiền phức nữa. Đúng vậy, tên này đã giết cháu của tôi. Ánh mắt Adam tàn nhãn nhìn về phía Lý Trạch Vũ, tôi tới tiễn tên này đi sám hối với cháu tôi. Nghe vậy, con người Angela còn rụt lại, khó tin nhìn Lý Trạch Vũ, ông ta nói thật. Không sai, Lý Trạch Vũ nhún vai, rộng rãi thừa nhận. Sắc mặt Adam âm u nói, quân đế, nếu như cậu thức thời thì tự mình kết thúc đi, như thế cậu còn có thể sảng khoái tí, nếu không đợi tôi ra tay, cậu sẽ sống. Không bằng chết. Tộc bất tử rất khó có đời sau, ông ta sống mấy trăm năm chỉ có một đứa con trai và một cháu trai. Mà con của ông ta đã chết ngoài ý muốn vào trăm năm trước rồi, đến tận giờ trên đời này ông ta chỉ có Helen là người thân duy nhất. Nhưng vào đêm nay, cháu trai duy nhất cũng chết luôn. Không phải ngoài ý muốn, mà là bị một loài người hèn mọn giết chết. Sao ông ta có thể nhịn? Adam, tôi không cho phép ông ra tay với quân đế, bây giờ tôi lệnh cho ông lập tức dẫn người đi. Angela lập tức che chở Lý Trạch Vũ. Ngay vậy, trên mặt Adam lộ ra vẻ nghiêm nghị. Angela chính là công chúa nhỏ của tộc bất tử, thân phận vô cùng tôn quý, nếu như là mệnh lệnh khác ông ta đương nhiên sẽ nghe. Nhưng mà bảo ông ta bỏ qua cho kẻ thù của mình, ông ta không làm được. Công chúa nhỏ Angela, tha thứ cho tôi không thể đồng ý. Adam âm u nói, loài người này đã giết cháu tôi, mà cháu tôi cũng là tộc nhân của ngài, tôi cảm thấy chúng ta nên cùng chung mối thù mới đúng. Không thể nào, thái độ Angela vô cùng kiên định. Hắn là người đàn ông của tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương hắn. Lý Trạch Vũ chỉ không muốn trêu chọc tộc bất tử, cũng không nghĩ hắn sẽ sợ đối phương. Giống như lời lúc trước hắn nói với Lang Vương, khiến hắn tức giận thì hắn dám mời tất cả tộc bất tử bán đảo Grand phơi nắng. Đây tuyệt đối không phải lời nói đùa. Sau khi giải quyết công tước Adam này, mấy thành viên tộc bất tử được ông A mang tới đã sớm chạy mất dép. Lý Trạch Vũ cũng không đuổi theo, dù sao chỉ là mấy tên tép siêu, không đáng để hắn làm to chuyện. Đang chuẩn bị nổ máy xe rời đi, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ rền vang của motor. Chỉ thấy Aston Martin mới rời đi đã giết về lần nữa. Lúc Angela kéo kính xe xuống thì nhìn thấy Adam nằm trên mặt đất không có động tĩnh, cô ta không khỏi hít sâu một hơi. Mì dù sao chỉ mới rời khỏi khoảng 10 phút, không ngờ cuộc chiến bên này đã kết thúc. Lúc nhìn về phía Lý Trạch Vũ lần nữa, ánh mắt cô ta vừa khiếp sợ lại vừa khâm phục. Không hổ là người đàn ông Angela mình nhìn chúng. Quá ngông cuồng, quá uy vũ, quá trâu bò. Sao cô lại trở về? Lý Trạch Vũ mở miệng phá vỡ sự im lặng trước. Angela hơi cau mày hỏi, anh không muốn nhìn thấy tôi. Vậy cũng không phải. Đi theo tôi, không đợi Lý Trạch Vũ nói xong, Angela đã mạnh mẽ ngắt lời. Vù vù vù, Aston Martin chỉ cần 2,5 giây để vượt mốc 100 và tốc độ xuất phát của nó thậm chí còn nhanh hơn cả một chiếc máy bay chở khách thông thường. Chiếc Bugatti do Lý Trạch Vũ lái không hề thua kém, kỹ năng lái xe của hắn rất tốt nên hắn dễ dàng đuổi kịp Aston Martin. Hai chiếc siêu xe thể thao một trước một sau phi nhanh dưới bầu trời đêm, cuối cùng dừng lại ở một nông trường vùng ngoại ô. Dầm, Angela dẫn đầu xuống xe, cô ta lập tức đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ kéo hắn xuống. Cô, trong miệng Lý Trạch Vũ vừa phun ra một chữ,
miệng đã bị một đôi môi đỏ mọng vừa mềm vừa ngọt ngăn cản, sau đó hắn không kìm lòng được mà ôm đối phương. Tình sâu nghĩa nặng, trong miệng Angela phát ra một tiếng rên rỉ, muốn em. Trong chốc lát, Lý Trạch Vũ đã trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng, gần như theo bản năng đẩy đối phương ra. Angela, cô tỉnh táo tí. Quân đế, anh có ý gì? Angela nhíu mày, vẻ mặt bất mãn không hề che giấu. Lý Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Cái này thật sự không thể trách hắn, dù sao lần trước quả thực bị dọa sợ, trong lòng có bóng ma. Cho dù đã thoải mái với Angela nhưng hắn quả thực chưa chuẩn bị xong bước cuối cùng. Hà, Angela hít sâu một hơi, hơi mất mát nói, vậy tôi cho anh thời gian chuẩn bị, anh cần bao lâu? Uây, Lý Trạch Vũ gãi đầu nói, cái này nói không rõ, có điều tôi nghĩ nhanh thôi, nếu không. Bây giờ cô cộng hóa một lần, tôi thử xem có thể thích ứng. Không. Được, Angela gần như buột miệng đồng ý, sau đó gầm nhẹ một tiếng ui, một cặp răng nanh trắng nhô ra từ miệng. Lý Trạch Vũ không khỏi lại nuốt một ngụm nước bọt. Angela là một người đẹp tiêu chuẩn, cho dù trong miệng mọc thêm một cái răng nanh thì cũng đẹp như vậy, thậm chí còn có một loại gợi cảm không nói rõ được cũng như không tả rõ được. Nếu như ngay từ đầu Lý Trạch Vũ đã biết thân phận tộc bất tử của đối phương, trong lòng có lẽ sẽ không có bóng ma. Giống như đi dạo trong bụi cỏ, nếu như anh sớm biết nơi đó có một con rắn, cho dù anh sẽ hồi hộp, sẽ sợ, vậy cũng sẽ tốt hơn đột nhiên phát hiện một con rắn ở ngay dưới chân. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Một thành viên trong tộc bất tử quay đầu lại nói, công tước đại nhân, loài người này quá mạnh, tôi sợ. Bốp, mày sợ con khỉ, Adam tát một phát, lớn tiếng mắng. Tộc bất tử chúng ta là sinh vật mạnh nhất trên đời, mà hắn chỉ là một con người hèn mọn. Thành viên tộc bất tử kia cảm thấy rất tủi thân. Ông không sợ, vậy bản thân ông sao không lên? Lý Trạch Vũ hài hước hỏi. Vừa nói xong, tất cả thành viên tộc bất tử đều nhìn về phía Adam, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc. Giống như đang nói, người ta nói không sai, nếu ông không sợ, vậy sao ông không lên? Adam đỏ mặt, hiển nhiên là bị chọc tức. Một chiêu của Lý Trạch Vũ đã xử lý 5-6 thuộc hạ của ông ta, đủ để chứng minh không thể khinh thường thực lực của đối phương. Cho nên ông ta muốn thuộc hạ còn lại đi thăm dò thật giả. Nhưng bây giờ nếu như ông ta còn không ra tay thì còn có uy tín gì trước mặt thuộc hạ? Quân đế, mày muốn chết. Và, Adam không dám khinh thường, ông ta lập tức tiến vào trạng thái cuồng hóa, đồng thời lấy chai máu mang theo người mở ra uống cạn. Máu mới có thể khiến thân thể tộc bất tử kích hoạt sức mạnh lớn hơn. Vùi Adam dẫn đầu tấn công trước. Thành viên tộc bất tử còn lại biết không cần bọn họ ra tay nên đều thở phào. Nhẹ nhõm. Các anh cảm thấy loài người kia sẽ là đối thủ của công tước đại nhân chứ? Khó mà nói, tên kia là loài người mạnh nhất tôi từng gặp cho tới nay, mẹ nó quá khủng bố. Mấy người trâu đầu ghé tai. Một người phụ nữ có vẻ tin tưởng tuyệt đối Adam, cô ta tự tin nói, yên tâm. Nhiều nhất 2 phút, công tước đại nhân sẽ xử lý tên cuồng vọng kia. Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ vọt lên đá bay Adam ra xa mấy mét. Người phụ nữ kia giống như bị người ta vả mặt trong vô hình, không vang nhưng lại rất đau. Hình như công tước đại nhân không được, tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị chạy trốn đi. Có lý, nếu công tước đại nhân cũng ngỏm, cũng không ai phạt chúng ta nữa. Các anh xem, loại người kia đang vả mặt công tước đại nhân. Trên sân, bốp bốp bốp, Lý Trạch Vũ kéo Adam đến trước mặt, tay kia liên tục tát vào. Mặt Adam. Adam chỉ cảm thấy trên đầu mọc sao, không phân rõ phương hướng. Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ đổi bàn tay thành nắm đấm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cái răng nanh trong miệng Adam đã bị đấm gãy. Bọn bay nhanh lên, nhanh lên. Adam đau đớn cầu cứu thuộc hạ, nhưng mà không ai quan tâm ông ta. Dù sao một công tước như ông đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, những tép siêu như chúng tôi có đi cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Vừa nấy không phải ông bảo để cho ông đây sống không bằng chết à? Bốp! Sống không bằng chết thế nào? AI mỗi lần hỏi một câu Lý Trạch Vũ sẽ tát một phát vào mặt Adam. Ui, quân đế, tao muốn mày chết. Bốp! Tao muốn giết mày. Bốp bốp bốp! Tha cho tao đi, lúc trước phách lối bao nhiêu? Bây giờ thì nhếch nhác bấy nhiêu, Adam lúc này so với lúc trước quả thật giống như hai người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấu, thành viên tộc bất tử ở đây đánh chết cũng không tin nổi,
tên bị đánh thành đầu heo kia sẽ là công tước đại nhân của bọn họ. Chắc hẳn cho tới giờ ông chưa từng thấy mặt trời mọc nhỉ, lát nữa tôi sẽ đưa ông đi thưởng thức, đúng lúc tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ tan thành cho bụi. Mắt thấy dáng vẻ Lý Trạch Vũ không giống nói đùa, Adam sợ đến tê cả da đầu. Quân đế, tên ác ma nhà mày, mày. Sau khi chết mày chờ xuống địa ngục đi. Lý Trạch Vũ chỉ không muốn trêu chọc tộc bất tử, cũng không nghĩ hắn sẽ sợ đối phương. Giống như lời lúc trước hắn nói với Lang Vương, khiến hắn tức giận thì hắn dám mời tất cả tộc bất tử bán đảo Grand phơi nắng. Đây tuyệt đối không phải lời nói đùa. Sau khi giải quyết công tước Adam này, mấy thành viên tộc bất tử được ông A mang tới đã sớm chạy mất dép. Lý Trạch Vũ cũng không đuổi theo. Dù sao chỉ là mấy tên tép siêu, không đáng để hắn làm to chuyện. Đang chuẩn bị nổ máy xe rời đi, cách đó không xa truyền đến tiếng nổ rền vang của motor. Chỉ thấy Aston Martin mới rời đi đã giết về lần nữa. Lúc Angela kéo kính xe xuống thì nhìn thấy Adam nằm trên mặt đất không có động tĩnh, cô ta không khỏi hít sâu một hơi. Mì dù sao chỉ mới rời khỏi khoảng 10 phút, không ngờ cuộc chiến bên này đã kết thúc. Lúc nhìn về phía Lý Trạch Vũ lần nữa, ánh mắt cô ta vừa khiếp sợ lại vừa khâm phục. Không hổ là người đàn ông Angela mình nhìn chúng. Quá ngông cuồng, quá uy vũ, quá trâu bò. Sao cô lại trở về? Lý Trạch Vũ mở miệng phá vỡ sự im lặng trước. Angela hơi cau mày hỏi, anh không muốn nhìn thấy tôi. Vậy cũng không phải. Đi theo tôi, không đợi Lý Trạch Vũ nói xong, Angela đã mạnh mẽ ngắt lời. Vù vù vù, Aston Martin chỉ cần 2,5 giây để vượt mốc 100 và tốc độ xuất phát của nó thậm chí còn nhanh hơn cả một chiếc máy bay chở khách thông thường. Chiếc Bugatti do Lý Trạch Vũ lái không hề thua kém, kỹ năng lái xe của hắn rất tốt nên hắn dễ dàng đuổi kịp Aston Martin. Hai chiếc siêu xe thể thao một trước một sau phi nhanh dưới bầu trời đêm, cuối cùng dừng lại ở một nông trường vùng ngoại ô. Dầm, Angela dẫn đầu xuống xe, cô ta lập tức đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ kéo hắn xuống. Cô, trong miệng Lý Trạch Vũ vừa phun ra một chữ, miệng đã bị một đôi môi đỏ mọng vừa mềm vừa ngọt ngăn cản, sau đó hắn không kìm lòng được mà ôm đối phương. Tình sâu nghĩa nặng, trong miệng Angela phát ra một tiếng rên rỉ, muốn em. Trong chốc lát, Lý Trạch Vũ đã trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng, gần như theo bản năng đẩy đối phương ra. Angela, cô tỉnh táo tí. Quân đế, anh có ý gì? Angela nhíu mày, vẻ mặt bất mãn không hề che giấu. Lý Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Cái này thật sự không thể trách hắn, dù sao lần trước quả thực bị dọa sợ, trong lòng có bóng ma. Cho dù đã thoải mái với Angela nhưng hắn quả thực chưa chuẩn bị xong bước cuối cùng. Hà, Angela hít sâu một hơi, hơi mất mát nói, vậy tôi cho anh thời gian chuẩn bị, anh cần bao lâu? Uây, Lý Trạch Vũ gãi đầu nói, cái này nói không rõ, có điều tôi nghĩ nhanh thôi, nếu không. Bây giờ cô cường hóa một lần, tôi thử xem có thể thích ứng. Không. Được, Angela gần như buột miệng đồng ý, sau đó gầm nhẹ một tiếng ui. Một cặp răng nanh trắng nhô ra từ miệng. Lý Trạch Vũ không khỏi lại nuốt một ngụm nước bọt. Angela là một người đẹp tiêu chuẩn, cho dù trong miệng mọc thêm một cái răng nanh thì cũng đẹp như vậy, thậm chí còn có một loại gợi cảm không nói rõ được cũng như không tả rõ được. Nếu như ngay từ đầu Lý Trạch Vũ đã biết thân phận tộc bất tử của đối phương, trong lòng có lẽ sẽ không có bóng ma. Giống như đi dạo trong bụi cỏ, nếu như anh sớm biết nơi đó có một con rắn, cho dù anh sẽ hồi hộp, sẽ sợ. Vậy cũng sẽ tốt hơn đột nhiên phát hiện một con rắn ở ngay dưới chân. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Lý Trạch Vũ chính là cảm thấy như vậy. Tôi như vậy có phải rất đáng sợ không? Có vẻ như Angela hơi tự ti, cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Trạch Vũ. Không đáng sợ. Lý Trạch Vũ bèn vội vàng lắc đầu, không phải tại cô, tại tôi. Cho tôi thêm chút thời gian. Được, Angela vui vẻ đồng ý. Lập tức thu lại cặp răng nanh, khôi phục lại trạng thái hình người. Cũng sắp sáng rồi, tôi đưa cô về trước. Lý Trạch Vũ chỉ bầu trời. Angela nhìn thấy mặt trăng đã sắp biến mất thì lập tức giật mình. Tôi đi trước, để lại một câu nói, Angela quay người chạy về xe của mình. Xe khởi động, bỗng nhiên cô ta ló đầu ra khỏi cửa sổ xe. Đúng rồi, vừa nãy tôi quên nhắc nhở anh, kế hoạch diệt quân đã tiến hành, người của nhóm thế lực. Địa ngục hỏa. Quân đoàn lính đánh thuê Hắc Thủy Hồ, quyền đảng đã tập kết, FBI có lẽ ngày mai sẽ truy nã anh. Ừng lo lắng,
một đám người ô hợp tôi vốn không để vào mắt. Lý Trạch Vũ vô cùng tự tin. Angela lo lắng nói, tóm lại anh phải cẩn thận. Ok, Lý Trạch Vũ khoa tay múa chân. Angela lái xe rời đi. Đưa mắt nhìn xe đối phương biến mất, lúc này Lý Trạch Vũ mới chậm rãi rời đi. 9 giờ sáng. Ở Metroid Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Ngũ Tỉnh tướng quân lão bố gặp gỡ một số vị khách quan trọng trong trang viên riêng của mình. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, da ngăm đen, trên cằm mọc tròm râu đờ tên Baru, là thủ lĩnh của quyền đảng. Ngồi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trang điểm diêm dúa, vẻ ngoài vẫn rất quyến rũ, chính là huyết quả phụ, đoàn trưởng quân đoàn lính đánh thuê Hắc Thủy Hồ. Ngồi đối diện hai người là một người đàn ông ngoài 50, tóc trắng phơ, chính là thủ lĩnh địa ngục hỏa, Đích. Ba người đều là ông trùm tiếng tăm lẫy lừng thế giới ngầm. Các lô ngồi bên cạnh lão bố coi trời bằng vung, giống như không hề để ba người này vào mắt. Thân là vô dị năng hàng đầu trên thế giới nên ắt có niềm kiêu ngạo thuộc về. Ông ta, nếu như không phải lão bố nhiều lần hứa hẹn, ông ta cảm thấy kế hoạch diệt quân tự mình ra trận đã đủ rồi, vốn không cần người khác giúp đỡ. Chư vị, tôi nhận được tin tức chuẩn xác, quân đế đang ở thành phố New York. Lão bố mở miệng nói trước, kế hoạch diệt quân chắc hẳn ai cũng biết rồi, quân đế chắc chắn sẽ đề phòng, các ngài phải cẩn thận. Lão bố tướng quân yên tâm, có ba thế lực lớn chúng ta bắt tay nhau, cộng thêm có vua dị năng các lô đàn áp, cho dù quân đế có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi thành phố New York. Mở miệng chính là Baru, thủ lĩnh quyền đảng, trong lúc nói chuyện gã ta đã lặng lẽ vuốt mông ngựa các lô, khiến cho vẻ mặt gã càng đắc ý hơn. Lão bố nghiêm nghị nói, tôi rất tin tưởng mấy vị, có điều để đảm bảo không có sơ hở nào, các ngài tuyệt đối không thể chủ quan. Huyết quả phụ gật đầu nói, lão bố tướng quân nói không sai, quân đế có thể giết Long đế và U Linh đại đế, đủ để chứng minh người ta cũng không phải chỉ là hư danh, hơn nữa dưới tay tên kia còn một U Minh quân đánh đâu thắng đó, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Các người còn xem nhẹ một chuyện. Nick im lặng một lúc lâu bổ sung thêm, quan hệ quân đế và lang vương không phải bình thường, người kia rất có thể sẽ ra tay giúp đỡ. Các ngài không cần lo lắng điểm này. Lão bố khoát tay trấn an, tôi đã bàn với nước Pháp, bọn họ sẽ khuyên lang vương đừng nhúng tay vào chuyện này. Nghe vậy, ba người huyết quả phụ hơi yên tâm tí. Dù sao chỗ dựa phía sau lang vương là quan phủ nước Pháp, đây cũng không phải bí mật gì. Hễ lang vương có đầu óc thì không thể trở mặt với chỗ dựa của mình vì quân đế. Khi đám người Bruce đang thương lượng xem nên đối phó với quân đế như thế nào, trụ sở chính quyền đảng ở Chicago đã xảy ra vụ nổ súng ác liệt. Một đám người đeo mặt nạ vọt vào trang viên, không phân biệt ai tốt ai xấu, bọn họ đều nổ súng. Người của chính quyền đảng không thể ngờ được sẽ có người dám tập kích trụ sở chính của bọn họ, khi họ phản ứng lại bắt đầu phản kích, thì ít nhất đã chết ba người. Lúc Baru nhận được truyền ưng này, ông ta vừa sợ vừa giận. Thế nhưng quân đế lại chọn ra tay trước. Huyết quả phụ nhíu mày. Baru lập tức hạ lệnh cho thủ hạ đi bảo vệ thực lực, không cần cứng đối cứng với đối phương. Bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất, ông ta sẽ tính chuyện này lên đầu quân đế, dùng đầu đối phương trả. Ra tay trước thì được lợi, ra tay sau thì gặp họa, xem ra chúng ta không thể tiếp tục kéo dài. Nick đề nghị Bruce lập tức tìm ra vị trí của quân đế, bọn họ sẽ bao vây tiêu diệt. Nhưng gã vừa nói xong thì nhận được điện thoại của Tâm Phúc, tàu chở dầu đến địa ngục hỏa ở Trung Đông đi Tây Âu đã bị cướp. DML Nick giận không thể kiềm chế được. Dù sao mấy chiếc thuyền chở đầu mỏ kia, cộng lại ít nhất cũng có giá trị 10 triệu đô la Mỹ. Tướng quân, tôi cảm thấy chúng ta nên hành động ngay lập tức. Các lô cũng không chờ được. Gã sốt ruột muốn dùng đầu của quân đế, để tăng thêm chiến tích cho bản thân. Bruce lập tức gật đầu, ông ta lập tức liên hệ với Naloni, người phụ trách FBI, bảo anh ta tìm vị trí của quân đế trong thời gian ngắn nhất. Naloni vốn đã tra được vị trí quân đế đặt chân xuống, nhưng sáng hôm nay, thuộc hạ của anh ta báo lại, trong biệt thự kia đã không có một bóng người. Thế nhưng ở bên ngoài biệt thự có vài thi thể đen xì, sau khi kiểm tra đó là của tộc bất tử, sau khi bị mặt trời chiếu xạ để lại. Kết quả là, bên phía Bruce lập tức liên lạc với Angela, người chủ động muốn tham gia kế hoạch giết quân. À, tướng quân Bruce, tôi bỗng không muốn tham gia nữa. Angela nói xong thì cúp điện thoại. Muốn gia nhập thì gia nhập, muốn rời thì rời. Sao Bruce có thể đồng ý được, ông ta gọi lại ngay sau đó, Angela,
chẳng lẽ cô không cho tôi một lời giải thích sao? Tại sao tôi phải giải thích với ông? Đầu tiên Angela hỏi lại, sau đó cô ấy cười lạnh nói, chúng tôi làm việc chính là tùy ý như vậy, không bị bất cứ thứ gì trói buộc, cho dù nước Mỹ mấy ông cũng đừng nghĩ có thể ép được chúng tôi, được rồi cứ như vậy đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa. Điện thoại lại bị cúp. Mặt Bruce xanh mét, ông ta cảm thấy rất bất mãn Tộc Bất Tử. Ông ta vốn muốn gọi lại cho Angela, nhưng người sau đã tắt máy. Vì thế Bruce lại yêu cầu Naloni tìm Tộc Bất Tử ở thành phố New York, ông ta muốn biết có phải Tộc Bất Tử đã trao đổi với quân đế hay không. Kết quả có được giống với suy nghĩ của ông ta. Tướng quân, tối hôm qua công tước Adam ở thành phố New York đã chết, người giết ông ta chính là quân đế. Naloni ở đầu bên kia điện thoại có vẻ sốt ruột, dù sao anh ta biết địa vị của công tước Adam ở Tộc Bất Tử, rõ ràng hơn thực lực của đối phương, nhưng một cường giả như vậy lại bị quân đế xử lý trong vài phút, thật sự rất khủng bố. Tướng quân Bruce, chúng tôi mang không ít người giỏi đến, chỉ cần có thể tìm được chỗ ở của quân đế, chúng tôi tin rằng sẽ có thể xử lý được hắn. Nick thề son sắt nói. Gã nghĩ đến mình tổn thất gần 10 triệu đô la Mỹ, gã nóng lòng muốn xử lý quân đế. Tôi biết, vẻ mặt Bruce âm trầm. Ông ta cũng muốn nhanh chóng tìm được quân đế, nhưng tìm người cần có thời gian. Hơn nữa nếu quân đế có ý lẩn trốn, chỉ trong chốc lát bọn họ không có khả năng tìm được người. Ngay khi Bruce cảm thấy hết đường xoay sở, thì Elip gọi đến. Không phải ông muốn tìm tung tích của quân đế sao? Chẳng lẽ ông biết? Bruce nheo hai mắt lại. Elip đáp, đúng vậy, một tên tay sai của tôi nhìn thấy hắn ở sòng bạc Las Vegas. Sòng bạc Las Vegas, ông chắc chắn, Bruce bỗng nâng cao giọng. Philip cười khổ nói, ông cảm thấy tôi sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn với ông sao? Tôi biết rồi. Bruce cúp điện thoại trước. Ông ta cũng cảm thấy Philip không có lý do gì để gạt ông ta, dù sao quân đế cũng từng uy hiếp tên kia. Tìm được tung tích của quân đờ. Ở sòng bạc Las Vegas. Bruce nhìn mọi người xung quanh, ông ta nói, mọi người đi trước đi. Tôi sẽ bảo người tra rõ tất cả các sòng bạc ở Las Vegas, đến khi mọi người tới, chắc chắn người của tôi đã tra được vị trí cụ thể của hắn. Việc này không nên chậm trễ, còn chờ gì nữa, chúng ta xuất phát thôi. Các lô rất nôn nóng. Sòng bạc Las Vegas, Lý Trạch Vũ ngồi ở trước bàn Baccarat trong sòng bạc, nhà cái 9 điểm, người chơi 8 điểm, nhà cái thắng. Khi người đẹp chia bài tuyên bố kết quả, số chip trị giá 1 triệu đô la Mỹ được đặt trước mặt Lý Trạch Vũ. Đúng lúc này, một cô nàng có dáng người yểu điểu, vặn vẹo dán sát lại, tiên sinh, số ngài đỏ như vậy, tôi có thể mua của ngài không? Đây là phần thưởng của cô, đừng làm phiền tôi. Lý Trạch Vũ tiện tay vứt số chip trị giá 1.000 đô la Mỹ cho cô nàng kia. Cảm ơn. Cô nàng kia nhận lấy chip, liên tục nói cảm ơn. Cảnh này khiến không ít cô nàng khác hâm mộ và ghen tị, mọi người đều đè ép sự sợ hãi xuống, sau đó đến gần Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ rất hào phóng, cho mỗi cô nàng 1.000 đô la Mỹ. Dù sao số tiền này đều là tiền thắng được, hắn không hề đau lòng. Nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc, sao có thể vô duyên vô cớ cho. Người ta tiền làm gì? Phải biết rằng muốn lấy tiền của quân đế cũng không dễ như vậy. Sở dĩ hắn làm vậy, chẳng qua là muốn cố ý tiết lộ tung tích của mình mà thôi. Nếu không tại sao FBI lại có thể tìm thấy hắn chỉ trong chốc lát được? Quả nhiên. Sau khi tin tức trong sòng bạc có xuất hiện một thằng ngốc nhiều tiền được truyền ra, Lý Trạch Vũ đã bị FBI cho người theo dõi. Lý Trạch Vũ giả vờ giống như không có việc gì xảy ra, chơi nơi này, chơi nơi đó, thậm chí còn bớt thời gian tìm hai người đẹp kỳ lưng cho mình. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, điện thoại của Lang Vương gọi đến. Không ngờ, vậy mà cậu lại phái quân U Minh đi đối phó với đám ma cà bông này. Ở bên ông thế nào? Chắc hẳn nước Pháp tạo áp lực cho ông đúng không? Lý Trạch Vũ không cho là đúng hỏi. Lang Vương cười nhạt nói, đúng vậy, chính phủ nước Pháp bảo tôi cách xa nhân vật nguy hiểm là cậu, để tránh rước họa vào thân. Lý Trạch Vũ trêu ghẹo nói, người ta cũng là vì tốt cho ông. Hợp! Lang Vương khinh thường, bọn họ chỉ lo lắng tôi chọc đến nước Mỹ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ mà thôi. Ông ta hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, tạm thời không nói chuyện này. Người của tôi đang ở sân bay nhìn thấy mấy tên của Đích xuất hiện, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nửa tiếng sau bọn họ sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Cuối cùng cũng đến, khi nào về nước, tôi sẽ cảm ơn. Lý Trạch Vũ duỗi eo.
để cho lão nam đến đây đi, nhiều ngày như vậy rồi, đã đến thời điểm để ông A thể hiện kỹ năng. Wow, chiếc xe kia đẹp quái đương nhiên, do nước Hạ chúng tôi sản xuất ra đó. Bên trong sòng bạc Las Vegas, một chiếc Honky H9 rất dễ nhìn thấy, thu hút phần đông ánh mắt của người qua đường. Lang Vương vừa là tài xế vừa kiêm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu sơ qua mấy kiến trúc nổi tiếng. Lão Nam, cẩu phú quý cảnh cáo ông ta sâu xa, nếu thiếu gia nói cho ông thể hiện kỹ năng, có lẽ là muốn cho ông ra tay, đến lúc đó đừng để mất mặt người nước Hạ chúng ta. Cần cậu nói sao? Nam Cung Thạc khinh bỉ, ông ta vô cùng tự tin nói, khi tôi còn ở Nhật Bản, tôi đã khiến bọn họ phải gọi cha gọi mẹ, lần này cũng giống vậy. Đúng, tôi rất có niềm tin với lão Nam. Phật Tương Vong ngồi ghế phụ quay người lại, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Nam Cung Thạc dùng giọng bề trên dạy bảo, hai người các cậu cũng không được ham chơi, lúc tôi ở tuổi các cậu, thực lực đã đến cảnh giới tông sư. Không vội không vội, thiếu gia nói, chờ sư phụ chúng tôi tìm được rượu liệu tẩy tủy, thay gân, thiếu gia sẽ tẩy tủy thay gân cho chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi luyện công một năm sẽ bằng người khác luyện 100 năm. Cẩu Phú Quý nói xong thì vỗ vai Nam Cung Thạc, nói tiếp, không cần lo lắng, chờ tôi và Tương Vong trở thành tuyệt thế cao thủ, chắc chắn sẽ bảo vệ ông. Tôi cảm ơn cậu trước. Khóe miệng Nam Cung Thạc giật. Chỉ trong chốc lát, Lang Vương đã dừng xe tại bên ngoài một sòng bạc cao tầng. Lập tức có người phục vụ đến hỗ trợ đậu xe vào bãi đỗ xe. Lang Vương lấy ra một xấp tiền 100 đô, ông ta tùy tiện đếm mấy tờ, đậu xe cho cẩn thận, nếu không tôi đánh gãy chân cậu. Người phục vụ sợ hãi nhặt tiền lên, cười xòa nói, ông chủ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xem trọng chiếc xe yêu quý của ngài. Được, Lang Vương dẫn theo mấy người nghênh ngang đi vào sòng bạc. Trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo, cũng không có nhiều người chú ý tới họ, Lý Trạch Vũ đang tựa vào lan can tầng 2 vẫy tay với bọn họ. Nhưng mà đúng lúc này, vù vo, hơn 10 tên FBI tiến vào. Những khách khác đều hoảng sợ, vội vàng cầm lấy số chip trên bàn. Có chuyện gì vậy? Người quản lý sòng bạc tiến lên can thiệp. Tên FBI đứng đầu lấy giấy tờ tùy thân ra. Cất cao giọng nói, chúng tôi nghi ngờ nơi này có vài thành phần khủng bố trà trộn vào, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra mọi người, xin mọi người phối hợp. Mọi người nghe thấy bốn chữ thành phần khủng bố, bọn họ đều sợ hãi đến mức da đầu run lên. Ngay sau đó, lại thấy mười mấy người nữa lục đục tiến vào. Người dẫn đầu đúng là dị năng Vương Các Lô, gã nói to, quân đế, tôi biết anh ở trong này, đừng trốn, mau chạy ra chịu chết đi. Quân đế phải chết sao? Một giọng nói khí phách vang vọng cả đại sảnh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một chàng trai đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Trong mắt Các Lô lấp lánh, ha ha, đúng là anh ở đây. Quân đế, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hôm nay anh không trốn thoát được đâu, tôi khuyên anh tốt nhất nên giơ tay chịu trói, đi theo chúng tôi. Huyết quả phụ lạnh giọng uy hiếp. Nick và Baru cũng nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, dường như sợ người sau sẽ bỏ trốn mất. Chỉ bằng đám rác rưởi mấy người. Phật Tương Vong xoa tay, chủ động đề nghị, thiếu gia, để em lên trước cho. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn thấp giọng nói, thực lực của cậu quá yếu, đi lên chỉ có thể tặng đầu cho người ta. Lời này khiến Phật Tương Vong cảm thấy rất mất mặt, nhưng lại không thể phản bác. Đừng vô nghĩ với hắn, lên đi. Nick nói. Baru đồng ý nói, quân đế có mặt mũi của hắn, chắc chắn sẽ không giơ tay chịu trói. Chúng ta cùng nhau hợp sức nhanh chóng bắt hắn. Hai người họ, một thì bị mất hang ổ, một thì tổn thấy gần 10 triệu đô la Mỹ, họ đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Trạch Vũ. Những người không liên quan có thể lập tức rời đi. FBI đứng đầu lo lắng sẽ liên lụy đến người vô tội, vì thế anh ta bảo khác rời đi trước. Chỉ chốc lát sau, sòng bạc vốn vô cùng náo nhiệt trở nên vắng như chùa Bà Đanh. Bản quyền Aklo có vẻ kiêu ngạo, quân đế để cho tôi. Những tên ma cả bông khác giao. Cho mọi người lo liệu. Không thành vấn đề. Ok. Ba người huyết quả phụ vui vẻ đồng ý. Dù sao thực lực của Lý Trạch Vũ sâu không lường được, bọn họ cũng không chắc có thể bắt được đối phương, nếu Các Lô chủ động xin đi giết giặc, bọn họ. Mừng còn không kịp. Lão Nam, giao mấy tên nhóc này cho ông. Lý Trạch Vũ hơi dừng lại, hắn bổ sung, nhớ kỹ, tôi không muốn người sống. Lý Thiếu yên tâm. Nam Cung Thạc chắp tay trước ngực, lập tức nhảy từ tầng 2 xuống, cơ thể vững vãng đứng trên mặt đất. Lão già kia cứ giao cho tôi. Nick là người đầu tiên vọt lên. Ánh mắt Nam Cung Thạc lộ ra sự khinh miệt,
ông ta bay lên sử dụng tuyệt kỹ chân thiên tàn. Bang bang ầm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Nick còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bị đạp ba phát, cơ thể liên tục lùi về sau, cuối cùng ngã lảo đảo xuống đất. Phụt. Gã phun ra một ngụm máu tươi, trừng to hai mắt, duỗi tay chỉ vào Nam Cung Thạc, ông. Rất mạnh. Dứt lời, thủ lĩnh đại ngục hỏa là người đầu tiên chết. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Vài tên tâm phúc Nick mang đến vô cùng giận dữ, lần lượt đánh về phía Nam Cung Thạc. Muốn chết, cơ thể Nam Cung Thạc khẽ động, lại sử dụng chân thiên tàn. A à, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trên mặt đất lại có thêm mấy thi thể. Huyết quả phụ và Baru vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi chấn động, Nam Cung Thạc thừa thắng xông lên, ông ta nhào về phía bọn họ. Chết đi, dầm bộp, huyết quả phụ và Baru không ngồi chờ chết, lựa chọn chủ động đón nhận. Hai người đều quan sát ra chân đối phương rất lợi hại, bọn họ đều lấy vũ khí của mình ra. Tay huyết quả phụ cầm một cây roi sắt, hung hăng quất về phía Nam Cung Thạc. Vù vùi roi sắt liên tục đánh vào khoảng không. Baru phản ứng mau lẹ, nhân lúc Nam Cung Thạc né roi sắt, gã dùng tốc độ rất nhanh đâm lưỡi lê trong tay vào cổ họng đối phương. Hai người phối hợp có thể nói là không chê được vào đâu, khiến Nam Cung Thạc không thể trốn được. Các lô vốn tưởng rằng một dao đó của Đích sẽ lấy được cái mạng già của Nam Cung Thạc, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt, người kia chỉ để lại một cái bóng, khi xuất hiện lại thì đã vọt ra phía sau Đích. Dầm! Chỉ thấy một trưởng Nam Cung Thạc đánh ra, gáy của Baru máu thịt lẫn lộn, ông ta bỏ mạng ngay tại chỗ. Chậc! Trưởng pháp của lão Nam thật là bá đạo. Lang Vương không nhịn được hút một hơi. Mặc dù ông ta cũng nắm chắc mình có thể đối phó được với ba người huyết quả phụ, nhưng tuyệt đối không thể thoải mái giống như Nam Cung Thạc như vậy, chỉ trong giây lát đã xử lý xong Baru và Đích. Còn lại huyết quả phụ cũng cách cái chết không xa. Có lẽ tự mình hiểu lấy, huyết quả phụ không chút do dự lựa chọn lui về bên cạnh các lô, bà ta sợ hãi nói, lão già này rất mạnh. Mạnh, ha ha. Các lô khoanh hai tay trước ngực, gã khinh thường cười lạnh, không phải ông ta mạnh, mà là các người quá yếu. Cậu, huyết quả phụ giận mà không dám nói gì. Các lô hoạt động gân cốt, dùng tiếng nước hạ sứt sẹo nói, lão già kia, tôi chỉ dùng một bàn tay đã có thể bóp chết ông một. Thằng nước ngoài kia, mày tự tin thật đó. Đại hộ pháp nhổ nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh thường. Hạng người sắp yết giá bán công khai, nhìn ông đây đánh chết mày. Dị năng giả chỉ có ở người đặc biệt, người thường không có được, người có sự tồn tại tự nhiên siêu việt và năng lực đặc biệt. Theo công tác thống kê, trong 6 triệu người chỉ xuất hiện một người. Tính cả nước Mỹ cũng không có đến 3 người có dị năng giả. Các lô, thân là dị năng vương tôn quý nhất toàn cầu, gã rất tự tin đối với thực lực của mình. Trong mắt gã, mặc dù đối mặt với chiến thánh cường giả cũng không cần hoảng, chỉ dựa vào dị năng đặc biệt là có thể xử lý đối phương. Nhưng hết thảy đều là gã cho rằng. Một cơn gió đánh úp lại, chỉ thấy người Nam Cung Thạc tỏa ra khí thế dồi dào, góc áo trên người hơi bay lên. Cũng đúng lúc này, các lô dẫn đồng phát động tấn công. Đi tìm chết cho tôi. Còn chưa dứt lời, các lô đã chạy đến trước mặt Nam Cung Thạc, các quyền rất mạnh liên tục ập tới. Tốc độ nhanh quá. Huyết quả phụ như ngừng thở, đây là lần đầu tiên bà ta thấy dị năng vương ra tay. À, khí thế trên người Nam Cung Thạc giống như thú dữ, ông ta đứng ở đó tung chiêu. Hai bóng người hòa vào nhau, ngay sau đó quyền cước giao nhau, trong chớp mắt, hai bên đã so hơn 10 chiêu. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Nam Vương cũng không thấy rõ. Lão Nam lại mạnh như vậy. Còn nữa, đây là thực lực của dị năng Vương sao? Nội tâm Lang Vương vô cùng chấn động. Sau khi so mấy chục chiêu, các lô bị Nam Cung Thạc đánh cho lùi về sau, khí thế của gã cũng yếu hơn người sau. Thằng nước ngoài, hãy nhận lấy một chân của ông đây. Nam Cung Thạc lại bay lên, sử dụng tuyệt kỹ chân thiên tàn. Bang bang! Các lô liên tiếp bị đá trúng. Cả người liên tục lùi về sau. Am! Đại hộ pháp vận hành khí kình toàn thân vào cứ đá cuối cùng, không giữ lại điều gì. Các lô lảo đảo ngã dưới đất, lăn vài vòng, cuối cùng lăn đến dưới chân mấy người huyết quả phụ, nhìn chật vật không chịu nổi. Cậu không sao chứ? Huyết quả phụ cười lạnh trong lòng. Lúc trước bà ta bị Nam Cung Thạc đánh cho chạy trối chết, khi đó các lô còn cười nhạo thực lực của bà ta yếu như gà, bây giờ thì bản thân cũng bị đánh cho. Không thể chống đỡ được. Các lô được người đỡ lên, gã lau tơ máu ở khóe miệng, mạnh mồm nói, thực lực của lão già kia quả thật không tồi, xem ra hôm nay tôi không thể giữ lại sức mạnh. Dứt lời,
chỉ thấy bóng dáng gã ở lại, khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt Nam Cung Thạc. Nhanh, thật sự quá nhanh. Cậu Phú Quý đứng xem cuộc chiến ở tầng 2 như nhìn thấy quỷ vào ban ngày vậy, mẹ kiếp, tên kia có khả năng dịch chuyển. Con mẹ nó, này cũng quá thái quá rồi. Vật tương vong khó có thể tin được nói. Cho dù là Lý Trạch Vũ cũng nheo hai mắt lại, rõ ràng cũng bị tốc độ của các lô làm cho chấn động. Mặc dù Nam Cung Thạc sợ thực lực của các lô, nhưng ông ta phản ứng mau lẹ, chỉ trong giây lát đã đánh ra hai quyền liên tiếp. Âm ầm, các lô dùng cơ thể đỡ hai quyền này, ngay sau đó gã ăn miếng trả miếng, bỗng quét chân tới. Dầm, đại hộ pháp không kịp tránh, bị các lô đạp trúng, cơ thể đập mạnh lên bàn đánh bạc. Các lô hoàn toàn không cho Nam Cung Thạc có cơ hội thở dốc, gã lại đuổi theo như ma quỷ. Vù vùi gió bỗng nổi lên. Chỉ thấy lòng bàn tay các lô bỗng có ánh lửa, sau đó bắn ngọn lửa vào Nam Cung Thạc như súng kíp vậy. Đại hộ pháp hiểu biết sâu rộng, nhưng cả đời chưa từng nhìn thấy thủ đoạn kỳ lạ này, ông ta hoảng sợ, đồng thời bất chấp nỗi đau trên người, lần mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được ngọn lửa. Thiếu gia, hình như lão Nam không ổn. Tên kia giống như quái vật vậy. Thế mà còn có thể bản ra lửa. Cẩu Phú Quý và vật tương vong như nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy. Dù sao họ chỉ nhìn thấy cảnh tượng này trên phim. Yên tâm, lão Nam sẽ nhanh chóng xử lý tên kia. Lý Trạch Vũ không lo lắng về Nam Cung Thạc, ngược lại hắn vô cùng tin tưởng người sau. Quả nhiên, Nam Cung Thạc chỉ tạm thời chưa quen chiêu thức của các lô nên mới ăn đau nhiều, nhưng khi hai người lại giao đấu với nhau, ông ta đã thăm dò được. Khả năng của đối phương. Đi tìm chết. Phì phòi lòng bàn tay của các lô liên tục bắn ra lửa. Đại hộ pháp thoải mái tránh đi, lập tức nhảy lên, giáng một đòn từ trên trời xuống. Các lô rất khinh thường, cơ thể lập tức biến mất. Vèo, sao có thể? Các lô xuất hiện như ma phía sau Nam Cung Thạc, nhưng gáy của người sau giống như có mắt, trong nháy mắt đã thay đổi hướng đánh. Các lô lại trúng một đòn. Vẫn chưa xong đâu. Thằng nước ngoài. Có chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ, xem chân thiên tàn của ông đây đi. Bang bang phanh. Nam Cung Thạc nhảy lên, liên tục dùng chân nặng nề đá vào người các lô. Mỗi một cú, các lô cảm thấy bên trong cơ thể như rời sông lấp bìa. Âm. Tuyệt chiêu về chân của Nam Cung Thạc là vô song thiên hạ, cho dù là Lý Trạch Vũ cũng không dám đỡ, các lô chúng liên tiếp hơn 10 đạp, xương sườn trước ngực bị gãy hơn 10 cái. Tiếng kêu rên vang vọng cả đại sảnh. Các lô nằm trên mặt đất như chó chết, gã thử đứng dậy vài lần nhưng đều không làm được. Nam Cung Thạc đi theo Lý Đại Đương ra một khoảng thời gian, thấm nhuần tỉnh tinh túy, nhân lúc người bệnh muốn mạng người của hắn. Nam Cung Thạc hoàn toàn không cho các lô có cơ hội vồ đến, ông ta xông lên dẫm vào cổ đối phương. Không, các lô trừng to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ và không cam lòng. Đám người huyết quả phụ muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng bọn họ có thể so sánh với tốc độ của cường giả sao? Răng rắc, chỉ nghe thấy tiếng xương gáy nứt ra, cơ thể các lô giật giật vài cái, sau đó không có động tĩnh. Đi thôi, huyết quả phụ gần như là lựa chọn chạy trốn theo bản năng. Nick đã chết, Baru đã chết, bây giờ ngay cả các lô là dị năng vương hàng đầu thế giới cũng ngã xuống, bọn họ ở lại chỉ có thể chịu chết. Muốn chạy, nằm mơ sao? Lúc này đại hộ pháp đã nổi lên sát tâm, cần giết người đều trút ra. Những tiếng kêu rên liên tục vang lên. Huyết quả phụ vẫn muốn ngoan cố chống cự, liên tục quật roi sắt trong tay về phía Nam Cung Thạc, lại bị người sau vững vàng chộp lấy. Vèo! Nam Cung Thạc càng dùng lực hơn, khiến tay huyết quả phụ run lên, roi sắt rơi xuống. Bốp, bốp! Nam Cung Thạc dùng gậy ông đập lưng ông ta vụt roi sắt vào đầu huyết quả phụ. A! Đầu huyết quả phụ bị quật roi vào, chảy rất nhiều máu, bà ta hấp hối gục trên đất. Không được, không! Còn chưa dứt lời, Nam Cung Thạc dứt khoát quất roi ra vào cổ họng đối phương, máu tươi phun ra như suối. Trong đại sảnh chỉ còn hơn 10 thành viên của FBI còn đứng, cho dù mỗi người đều có súng trong tay, nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, dù sao ngay cả các lô cũng đã chết, bọn họ không chắc dùng súng có thể xử lý lão già này hay không. Quân đế, nếu anh dám giết chúng tôi, thì anh chính là địch của nước Mỹ. FBI đứng đầu cố lấy can đảm đối thoại với Lý Trạch Vũ, anh ta rất rõ ràng, bọn họ có thể sống được hay không đều là do một câu của đối phương. Lý Trạch Vũ nhìn bọn họ từ trên cao xuống, vẻ mặt khinh thường. Thật nực cười, không phải tôi đã là địch với mấy người từ lâu rồi sao?
Giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại toát ra sát ý lạnh như băng. FBI cầm đầu còn muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này Nam Cung Thạc đã muốn giết bọn họ. Nổ súng, mau nổ súng. Vù vù. Theo mệnh lệnh, tất cả FBI đều giơ súng ta. Bằng. Tiếng súng bỗng vang lên. Thế nhưng đạn không trúng Nam Cung Thạc, mà viên đạn lại xuyên qua bàn tay của tên FBI đứng đầu kia. Người nổ súng là Lang Vương. Ngay sau đó, trong đại sảnh sòng bạc nhanh chóng xuất hiện thành viên mặc trang phục của Điện Lang Nha, trong tay mỗi người đều là súng AK. Đến, ai dám nổ súng thử xem. Lang Vương nhìn từ trên cao xuống, cả người hăng hái. Vẻ mặt FBI cầm đầu xanh mét, nói, Lang Vương, chẳng lẽ các ông cũng muốn đối nghịch với chúng tôi? Thì sao? Vẻ mặt Lang Vương không sao cả, ông ta đáp lại. Phạm pháp. FBI cầm đứng nóng lòng như lửa đốt. Một quân đế đã không đối phó được, lúc này vô duyên vô cớ lại có thêm một Lang Vương, như vậy không phải là bắt nạt người ta sao? Cùng lúc đó, Nhà Trắng. Bruce triệu tập tất cả các lão đại, đang chuẩn bị tuyên bố tin quân đế sắp bị xử lý, thì lại nhận được tin các lô tử vong trước. Philip thấy vẻ mặt Bruce không đúng, dường như đoán được cái gì đó, trong lòng chấn động, không từ nào có thể hình dung được. Nếu ngay cả các lô cũng đã chết, trên đời này còn ai có thể xử lý quân đế? Tướng quân Bruce, ngài vừa nói có tin tức quan trọng muốn nói cho chúng tôi, là tin tức gì vậy? Một lão đại mở miệng hỏi. Vẻ mặt Bruce vô cùng âm trầm, ông ta nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói, vừa mới. Các lô đã chết. Cái gì? Tin tức này khiến trong phòng họp nhốn nháo lên. Các lô chính là dị năng vương tôn quý nhất thế giới, sao gã có thể chết được? Ai có thể giết chết gã? Lão đại kia khó có thể tin được hỏi. Ánh mắt Bruce trống rỗng, ông ta nói, là quân đế. Dứt lời, mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi. Sao quân đế có thể mạnh như vậy? Yuri nhíu mày, đồng thời trong lòng vô cùng hoảng sợ. Dầm. Bruce bỗng vỗ mạnh xuống bàn họp, ông ta cao giọng nói, quân đế là địch của chúng ta, hơn nữa người kia vô cùng khủng bố, nếu không tiêu diệt hắn, chúng ta sẽ không có ngày bình an. Mọi người đều nhìn nhau, không ai đáp lại. Đội đặc nhiệm SEAL đã bị tiêu diệt, dị năng vương các lô đã chết, bọn họ thật sự không thể nghĩ được có thể phái ai đi đối phó với quân đế. Bruce, chúng tôi cũng muốn xử lý quân đế, thế nhưng... Philip lắc đầu thở dài, chúng ta đối phó thế nào? Dùng miệng đối phó sao? Philip nói không sai, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chúng ta là bá chủ thế giới, vậy mà lại bị một tên làm cho bó tay không còn cách nào khác. Không bằng chúng ta đàm phán với hắn. Đề nghị này không tồi, tôi cảm thấy cho dù chúng ta tiếp tục đấu đá, cuối cùng có thể đánh bại được hẳn, e là tổn thất của chúng ta cũng không dự đoán được. Mấy người châu đầu ghé tai, lục đục nói ra suy nghĩ của mình. Bruce lắc đầu phủ định, nói, đàm phán. Nếu chúng ta làm vậy, nhất định sẽ trở thành một trò cười, toàn bộ các quốc gia trên thế giới sẽ chê cười chúng ta. Philip nhún vai, ông ta hỏi ngược lại, thế nhưng... Chúng ta còn cách nào sao? Sẽ có người có thể xử lý hắn, chắc chắn có thể. Bruce thề son sắt nói. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía Bruce. Là ai? Ai có thể xử lý hắn? Philip và Yuri gần như đồng thời mở miệng. Bruce liếc mọi người xung quanh, ông ta nói như chém đỉnh chặt sắt, tam đại Tu La Vương. Dạ Tu La, huyết Tu La và ác Tu La, ba người này cùng một mẹ, là đệ tử của trụ gạch dưới N, cường giả đứng đầu phương Tây 200 năm trước. Trăm năm trước, ba anh em bọn họ dựa vào thực lực mạnh mẽ mà có thể đại sát bốn phía trên chiến trường, đạt được danh hiệu Tu La Vương. Sau đó chiến tranh kết thúc, ba anh em này đã ở ẩn. Theo thời gian trôi qua, còn rất ít người có thể nhớ rõ bọn họ, cho đến một lần nước Mỹ phát hiện được thân phận một gián điệp của nước Hùng, bởi vì gián điệp này biết rất nhiều tin tức quan trọng, nên nước Hùng đã phái cường giả hàng trăm năm đến cứu viện. Lần đó, FBI và dị năng tổ gần như bị cường giả nước Hùng tàn sát, thời khắc quan trọng Tam Đại Tu La Vương chủ động xuất hiện. Ba anh em hợp lại chém giết chết gần 100 tên cường giả của nước Hùng, một trận thành danh. Mọi người nghe thấy Bruce nhắc đến ba cường giả này, mắt bọn họ đều lấp lánh. Nếu Tam Đại Tu La Vương nguyện ý ra tay, chắc chắn quân đế sẽ phải chết. Không tồi, cho dù quân đế có mạnh thế nào cũng không bằng được Tam Đại Tu La Vương. Mọi người đều bàn tán. Cuộc họp kết thúc, sau khi Philip rời khỏi Nhà Trắng, ông ta trở về nhà mình trước. Ông ta đi vào phòng sách,
ông ta vội vã lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên. Cùng lúc đó, sòng bạc Las Vegas. Lý Trạch Vũ nhìn thấy Nam Cung Thạc như sói vồ lấy bầy cừu, giết hại một đám FBI, điện thoại trong túi của hắn vang lên. Lý Trạch Vũ nhìn thấy là Elip gọi điện, hắn nhận máy không chút do dự. Quân đết, có chuyện gì? Cậu mau chạy trốn đi. Elip lo lắng nhắc nhở, tên Bruce muốn đi mời Tam Đại Tu La Vương ra trận, nếu cậu không rời đi, đến lúc đó cậu không thể bỏ chạy được. Hai mắt Lý Trạch Vũ nhíu mày, hắn từng nghe đến Tam Đại Tu La Vương, nhưng không hiểu biết nhiều lắm. Lúc này nghe thấy giọng nói căng thẳng của Elip, hắn có thể chắc chắn đối phương còn mạnh hơn các lô. Tôi thật sự không nói dối với cậu đâu, cho dù cậu lợi hại, cậu cũng không phải là đối thủ của Tam Đại Tu La Vương. Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy chạy trốn ngay lập tức. Còn nữa, trước khi rời đi, hy vọng cậu có thể giao bản gốc của video cho tôi. Elip lại nhải khuyên nhủ. Lý Trạch Vũ không vào nửa câu, hắn hỏi, Tam Đại Tu La Vương ở đâu? Nghe vậy, Elip giật mình, ông ta hỏi ngược lại, cậu muốn làm gì? Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, tôi chuẩn bị đi xử lý bọn họ trước. Cậu điên rồi. Elip cảm thấy không biết nên nói gì. Ông ta đã nói Tam Đại Tu La Vương rất lợi hại, Lý Trạch Vũ không chạy, vậy mà còn muốn chủ động đi tìm người ta. Đây không phải là tự thắt cổ, muốn chết sao? Lý Trạch Vũ suy ngẫm, hắn cười nói, tôi điên hay không, không cần ông quan tâm, chỉ cần nói cho tôi biết ba tên kia ở đâu là được. Mắt thấy thằng nhãi này quyết tâm không chạy trốn, Elip chỉ có thể nói vị trí của Tam Đại Tu La Vương cho hắn. Quân đế, nếu, tôi nói là nếu, cậu có khả năng đánh bại Tam Đại Tu La Vương, tôi có thể dùng chuyện này để chỉ trích Bruce, đến lúc đó chắc chắn ông ta sẽ bị bãi nhiệm. Elip nói xong cũng cảm thấy ngây ngốc, ông ta cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ hoang đường này. Quân đế có khả năng đánh bại Tam Đại Tu La Vương sao? Điều đó không có khả năng. Thế nhưng, dường như quân đế chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, trước mắt nếu hắn không chạy, còn muốn chủ động ra tay với Tam Đại Tu La Vương, chẳng lẽ? Elip nghĩ vậy, nội tâm có chút dao động. Trong hội nghị tổ chức Nhà Trắng, Bruce tuyên bố chỉ cần mời Tam Đại Tu La Vương ra mặt, tuyệt đối có thể chém giết quân đế. Ông ta thậm chí không tiếc lập quân lệnh, nếu hành động lần này còn không thể giết chết quân đế thì ông ta tự nhận lỗi từ chức. Đối với điều này, ông lớn các ngành thông qua nhất trí thông qua. Dù sao xử lý quân đế với họ mà nói là chuyện tốt, làm không xong cũng tên Bruce làm kẻ chết thay. Vì sao không làm chứ? Cách thành phố New York 10 cây số có một nông trường nhỏ tư nhân. Lúc Bruce tự mình tới thì nhìn thấy ba cụ già tóc bạc phơ đang thưởng thức hamburger. Tất cả vệ sĩ bị ông ta để lại bên ngoài, một mình đi vào nông trường. Khoảng nửa tiếng sau, lúc Bruce tới thì tinh thần sáng láng, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan đi. Qua thêm mười mấy phút nữa, ba cụ già gầy trơ xương gần như sóng vai đi ra. Bruce tự mình mời ba người lên xe. Một đoàn người đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Cùng lúc đó, sau khi toàn bộ người tham gia kế hoạch diệt quân bị giết chết, tin tức này nhanh chóng lan truyền trên web đen. Danh tiếng quân đế nhất thời được chú ý. Một tín hiệu lặng lẽ truyền khắp thế giới ngầm, ai dám đối nghịch với quân đế Anh, kết quả chỉ có một con đường chết. Long đế, U Linh đại đế, Huyết Quả Phụ, Nick, Baru và vua dị năng Các Lô, những người này chính là vết xe đổ. Lúc Lý Trạch Vũ chuẩn bị mang nhóm Nam Cung Thạc rời khỏi thành phố Las Vegas thì nhận được cuộc gọi đến từ nước Hạ. Diệp Khuynh Thành xuất cảnh, đích đến chính là thành phố New York. Lúc trước khoa học kỹ thuật phân dương để tạo áp lực cho nước Mỹ mà cắt đứt hợp tác với tất cả xí nghiệp phương Tây. Tập đoàn Long Thịnh tiếp nhận nhiệm vụ khai thác thị trường phương Tây, vì vậy Diệp Khuynh Thành tự mình tới đây chủ trì đại cục. Lên chuyến bay, tâm trạng Diệp Khuynh Thành dường như không tệ lắm. Từ lúc lên máy bay khóe miệng đã bắt đầu nở nụ cười nhạt. Trợ lý Tiêu Mai trêu chọc, Tổng Giám Đốc, có phải chị đang nghĩ lới lát nữa có thể gặp được cậu Lý cho nên mới hưng phấn không ngủ được không? Đừng nói nhảm, mặt Diệp Khuynh Thành đỏ ửng. Tiêu Mai phì cười, tôi nào có nói bậy. Hai vị, có thể nói nhỏ tí không? Tiêu Mai còn chưa nói xong thì một giọng nói tức giận đã ngắt lời cô ta. Diệp Khuynh Thành nhìn lại theo tiếng nói. Chỉ thấy người nói chuyện chính là một ông lão tóc dài bạc phơi, mặc áo dài cổ. Dáng vẻ hóa trang này xuất hiện ở hiện đại thật sự hơi kinh diễm. Ngoài ra, mặc dù trông cụ già này bình thường không có gì lạ, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện trên người ông ta có một khí chất đặc biệt của người bề trên.
Cụ ông, xin lỗi, chúng tôi sẽ chú ý chút. Diệp Khuynh Thành áy náy nói. Ông cụ nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không nói gì nữa. Sau mười mấy tiếng, bầu trời hoàn toàn tối sầm, máy bay chậm rãi đáp. Xuống sân bay quốc tế thành phố New York. Dưới sự chen chúc của một đám vệ sĩ và trợ lý, Diệp Khuynh Thành rời khỏi sân bay từ lối đi VIP. Một chiếc Bugatti phong cách vững vàng dừng trước mặt đoàn người. Cửa sổ xe kéo xuống, Lý Trạch Vũ đeo kính râm cười nhạt nói, người đẹp, có hứng thú hóng gió cùng tôi tí không? Không thành vấn đề. Diệp Khuynh Thành đồng ý ngay lập tức. Ok, Lý Trạch Vũ xuống xe, mở cửa xe dùng Diệp Khuynh Thành một cách lịch thiệp. Nhưng mà đúng lúc này, phản ứng bản năng của thân thể khiến hắn ngửi được một mùi nguy hiểm. Đúng là đi mòn sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn tí công phu nào. Một giọng nói rét lạnh vang lên. Diệp Khuynh Thành nhìn lại theo tiếng nói, phát hiện người nói chuyện chính là ông cụ lúc trước trên máy bay trách móc cô đừng nói chuyện lớn tiếng. Rất rõ ràng, cô đã phát hiện được sự thù địch nồng đậm trên người ông cụ. Diệp Khuynh Thành nhíu mày, cụ ông, vừa nãy tôi đã xin lỗi ngài rồi, lẽ nào? Ngài còn chưa nguôi giận. Ông cụ không thèm nhìn cô, ánh mắt khóa chặt Lý Trạch Vũ. Người của gia tộc thứ năm, Lý Trạch Vũ không xác định hỏi thăm. Ánh mắt không tệ, ông cụ cười lạnh nói, tự giới thiệu trước, ra đây đệ ngũ Thành Công, chính là ông hai của đệ ngũ Nhân Kiệt và đệ ngũ Tuấn Kiệt. Lý Trạch Vũ vỗ vai của Diệp Khuynh Thành nói, cô lên xe chờ tôi trước. Diệp Khuynh Thành dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, anh cẩn thận không sao, không cần lo lắng. Lý Trạch Vũ an ủi. Không sao, đệ ngũ Thành Công vênh váo nói, người trẻ tuổi, cậu cảm thấy lão phụ tự mình tới đây, cậu còn có thể bình yên vô sự à? Má, tôi phát hiện người tới từ cảnh nội quy khư các ông đều có một loại cảm giác ưu việt. Có phải cảm thấy người của thế tục giới trong mắt các người chỉ là một bầy kiến hôi không? Vẻ mặt Lý Trạch Vũ khinh thường, ở đây nhiều người, chúng ta tìm một chỗ không người thế nào? Đệ ngũ Thành Công giang tay ra nói, cậu đã sớm muốn tìm một vùng đất chủ phú chôn mình rồi à? Có thể, lão phu sẽ xem như chuyện tốt, thỏa mãn nguyện vọng này của cậu. Đi thôi, Lý Trạch Vũ lười nói nhảm với đối phương. Đệ ngũ Thành Công không hề lo lắng đối phương sẽ giở âm mưu quỷ kế, dù sao trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế chỉ là hổ giấy. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lý Trạch Vũ rời đi, Diệp Khuynh Thành không. Khỏi cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể lo lắng vô ích, không thể giúp được việc gì. Cứ qua 10 phút như vậy. Lúc cô nhìn thấy Lý Trạch Vũ thoải mái nhàn nhã trở về, mà sau khi lão già kia cũng không xuất hiện nữa thì nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Anh không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Lý Trạch Vũ thuần thục nổ máy xe. Diệp Khuynh Thành khẽ nhíu mày hỏi, cụ già kia đâu? Tôi thả ông ta đi rồi. Lý Trạch Vũ đáp lời hời hợt. Cùng lúc đó, bãi đậu xe dưới đất nào đó gần sân bay. Mặt mũi trên mặt đệ ngũ Thành Công tím xanh, khóe miệng đầy máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không hề che giấu. Lý Trạch Vũ cũng không làm thịt ông ta, mà là phế võ công của ông ta, chuyện này quả thực còn khó chịu hơn giết ông ta. Cố nhịn đau, ông ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số của nước Hạ. Ông hai Thành Công. Tâm nhi, con lập tức nghĩ cách về quy khư, nói cho ông cả con phía ông thất bại rồi. Cái gì, ông hai Thành Công vậy mà thất bại rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khiếp sợ. Đệ ngũ Thành Công nghiêm mặt, trầm giọng nói, thực lực thằng nhóc kia mạnh mẽ, chẳng trách Nhân Kiệt và Tuấn Kiệt lại bại dưới tay hắn, e rằng chỉ có thể để già lão nhà họ đệ ngũ tự mình ra tay. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ lái xe chở Diệp Khuynh Thành đi suốt chặng đường, cuối cùng đi tới một khách sạn cao cấp 6 sao. Diệp Khuynh Thành vốn tưởng rằng sẽ giúp mình tìm điểm dừng chân, thật tình không biết tên này có ý khác. Anh muốn làm gì, cô nói xem, Lý Trạch Vũ ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu hôn lên. Củi khô lửa bốc, châm một cái đã cháy. Lý Trạch Vũ thuần thục cởi váy và áo ra, sau đó ôm người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt này lên giường. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông cửa đáng chết vang lên đúng lúc này. Lý Trạch Vũ vốn không muốn để ý tới, lúc này chuyện gì cũng không quan trọng bằng đêm xuân. Anh mau đi xem thử đi. Diệp Khuynh Thành đẩy mạnh hắn ra. Lý Trạch Vũ không lay chuyển được, chỉ có thể mặc quần cộc đi mở cửa trước. Thịch, lúc hắn nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nhịp tim bỗng đập nhanh, hơi thở trở nên không đều. Sự xuất hiện bất ngờ của Angela đối với Lý Trạch Vũ mà nói không phải niềm vui bất ngờ, mà là một sự khiếp sợ cực lớn. Dù sao trong phòng hắn giờ phút này đang ướt át bóng bẩy. Sao em tới đây?
Lý Trạch Vũ cố gắng để giọng điệu của mình thản nhiên một tí. Angela thay đổi dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa, cười hì hì nói, lúc trời tối em lập tức ra ngoài tìm anh, trùng hợp nửa đường nhìn thấy xe của anh, có điều xe của anh nhanh quá, em tạm thời không đuổi kịp. Nói xong muốn đi vào phòng. Có điều Lý Trạch Vũ đứng ở giữa khung cửa, cũng không có ý muốn để cô ấy đi vào. Angela nhíu mày hỏi, anh không định mời em vào. Không phải, Lý Trạch Vũ gãi đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, em có thể giúp anh một chuyện không? Giúp gì? Vẻ mặt Angela vô cùng hoài nghi. Lý Trạch Vũ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô ấy, em đi mua mấy thứ phòng tránh trước. Ai Angela giật mình, ngay sau đó trên mặt đỏ ửng, nó lan trực tiếp đến bên tai. Lý Trạch Vũ mặt không đỏ, tim không đập nói, vừa nãy anh chuẩn bị đi tắm, sau đó nói cho em vị trí khách sạn, không ngờ em lại bỗng nhiên xuất hiện. Anh, lẽ nào anh chuẩn bị tâm lý nhanh như vậy? Vẻ mặt Angela đầy kích động. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, anh là quân đế đó, thời gian một ngày đủ để chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, em nhanh đi mua đi. Anh sắp không chờ nổi rồi. Nghe vậy, Angela không nghi ngờ gì, lúc này gật đầu nói, được, em lập tức đi ngay, anh. Anh chờ em. Nói xong cũng không quay đầu mà chạy đi. Bên ngoài là ai vậy? Lý Trạch Vũ còn chưa kịp thở phào thì phía sau đã truyền tới tiếng của Diệp Khuynh Thành. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Bang! Lý Đại Đương ra tuột tay khép cửa lại, ra vẻ bình tĩnh nói, không có ai, nhân viên công tác khách sạn nói phòng này của chúng ta sẽ rỉ nước, hỏi anh có. Muốn thay phòng không? Nói xong hắn cố ý thở dài nói, đúng là mất hứng, đi thôi, anh đưa em đi đổi khách sạn khác. Không phải người ta nói có thể thay phòng khác cho chúng ta à, không cập thiết đổi khách sạn nhỉ? Diệp Khuynh Thành không muốn quá phiền phức. Nhất định phải đổi, khách sạn này làm mất hứng anh cũng không muốn kiếm tiền cho anh ta, hơn nữa. Lát nữa anh sẽ khiếu nại bọn họ. Trong lúc nói chuyện hắn nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, đồng thời xách hành lý của Diệp Khuynh Thành lên, không đợi cô đồng ý đã dắt người ta rời khỏi phòng. Hai người nhanh chóng xuống bãi đậu xe dưới đất, Lý Trạch Vũ nhanh chóng khởi động xe. Châm một điếu thuốc, hí hà. Khói mù lượn lờ, Diệp Khuynh Thành cũng không chú ý tới ngón tay Lý Đại Đương ra đang khẽ run. Chân trời mênh mông là tình yêu của anh. Chuông điện thoại êm tai vang lên. Lý Trạch Vũ không cần đoán cũng biết ai gọi tới, thuận tay nhấn nút mở khóa. Vũ, anh đâu rồi? Giọng nói Angela truyền đến. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói, ây ra xin lỗi, bỗng nhiên anh có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, đợi xử lý xong anh lại tới tìm em. À được, nghe được tiếng mất mát của Angela ở đầu bên kia điện thoại. Hắn cúp máy điện thoại, Diệp Khuynh Thành hoài nghỉ hỏi, anh có chuyện quan trọng gì? Đi cùng em với anh mà nói chính là chuyện quan trọng nhất. Lý Trạch Vũ còn ngọt hơn mật, Diệp Khuynh Thành nghe mà tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Angela thất lạc cất điện thoại đi, lại nhìn hộp bao cao su trong tay, bỗng nhiên cô ấy cảm thấy khác thường. Cho dù khách sạn gì cũng sẽ chuẩn bị thứ này cho khách hàng. Vì sao tên kia còn bắt mình ra ngoài mua? Càng nghĩ càng thấy khác thường, Angela gọi cho nhân viên công tác yêu cầu mở phòng này ra. Quý cô, khách sạn chúng tôi không cho phép. Dầm mắt thấy nhân viên từ chối, chưa đợi đối phương nói xong, Angela đã đá văng cửa ra. Khoảnh khắc tiến vào phòng, một mùi thơm thấm vào ruột gan xông vào mũi. Là mùi của phụ nữ. Sắc mặt Angela lập tức tối sầm. Ngay sau đó cô ấy lại dựa vào năng lực của mình điều tra phòng một phen, rất nhanh đã đoán được trong phòng không chỉ có đàn ông, còn có mùi của phụ nữ. Vũ đáng chết, cũng dám gạt mình. Trong lòng Angela rất khó chịu. Cùng lúc đó, Lý Đại Đương gia cũng không tiếp tục đưa Diệp Khuynh Thành tới khách sạn nữa mà tới biệt thự tư nhân của Lang Vương ở thành phố New York. So với khách sạn, nơi này càng an toàn hơn. Đang chuẩn bị tiếp tục chuyện lúc trước chưa xong, đúng lúc này nhận được điện thoại của Alex. Quân đế, tôi thật sự không ngờ các lô sẽ chết trong tay cậu, ha ha ha. Tâm trạng Alex dường như không tệ. Tâm trạng Lý Trạch Vũ lại không hề tốt đẹp, dù sao chuyện tốt liên tiếp bị người ta quấy rầy, hắn không nhịn được nói, có dám mau thả, không có việc thì cúp. Cậu có thái độ gì vậy? Quân đế, tôi cảnh cáo cậu, nếu như không có sự đồng ý của tôi thì cho dù Naliza thích cậu cũng vô dụng. Alex tức giận không có chỗ phát tiết. Ai lại nói với cha vợ tương lai mình như vậy? Ai chứ? Lý Trạch Vũ hừ một tiếng nói, nếu như bây giờ ông dùng thân phận cha của Naliza nói chuyện với tôi thì tôi chắc chắn sẽ nể mặt ông mấy phần,
đáng tiếc bây giờ ông dùng thân phận quốc chủ của nước Anh. Nghe vậy, Alex đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát. Tôi bận rộn nhiều việc, cho ông một phút, mau nói. Lý Trạch Vũ thúc giục. Alex cố nén giận nói, còn nhớ rõ lúc trước tôi đã nói hợp tác với cậu không? Hả? Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhíu mày, hủy diệt tộc bất tử. Không sai, Alex cười nhạt, trước đó cậu không đồng ý, nhưng bây giờ cậu không thể không đồng ý. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, không nói gì. Chỉ nghe Alex nói ngay vừa nấy, tôi đã nhận được một tin tức về việc tộc bất tử muốn đối phó cậu. Thật sao? Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ cao giọng. Trước đó Angela từng hứa hẹn cái chết của Brent và Adamus sẽ bảo ông nội cô ấy đẻ xuống. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này hình như chưa kết thúc. Quả nhiên, Alex trầm ngâm nói, cậu giết hai công tước Brent và Adan, mặc dù tên Gusson kia sẽ trấn áp chuyện này nhưng anh trai của Brent là Brandy lại không chịu từ bỏ ý đồ. Nói đến đây ông ta cười lạnh, quân đế, Brandy là thân vương tộc bất tử, hẳn ta không dễ đối phó như vậy, bây giờ tôi mong cậu có thể đồng ý hợp tác với tôi, từ đó lúc cần thiết tôi sẽ cung cấp hỗ trợ nhất định cho cậu. Lý Trạch Vũ cười ha ha, hình như ông chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Lẽ nào không phải? Alex tự hỏi tự trả lời, ngoại trừ chúng ta thì không có ai sẽ chủ động ở trêu. Chọc tộc bất tử, cậu có thể suy nghĩ tí, nhưng tốt nhất đừng quá lâu. Bởi vì theo tôi được biết hình như Brandy muốn đích thân tới nước Mỹ đối phó cậu. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ nhíu mày. Chuyện nước Mỹ còn chưa xử lý xong, tộc bất tử bên kia lại có chuyện xàm xí, ngoài ra còn có một gia tộc đệ ngũ. Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Lý Trạch Vũ cũng không phải lo lắng, chỉ bỗng nhiên cảm thấy chuyện mình phải xử lý thật nhiều, nhiều đến gần như không có thời gian nằm say ngủ trên gối mỹ nhân. Em tắm dị ệp khuynh thành chùm khăn tắm đi ra từ phòng tắm, một màn ướt át này bất cứ đàn ông nào cũng không từ chối được. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ hoàng thành. Trong lúc mơ hồ, Lý Trạch Vũ nhớ tới cung nghệ thường, đệ nhất mỹ nữ võ lâm. Có lẽ chỉ có người phụ nữ kia có thể phân cao thấp với Diệp Khuynh Thành. Em đến rồi. Lý Trạch Vũ dang rộng vòng tay bế công chúa Diệp Khuynh Thành. Lần này không bị quấy rầy tiếp nữa, bởi vì hắn đã tắt điện thoại rồi. Một chiếc Lincoln lái ra từ Nhà Trắng. Trong xe trừ Bruce ra thì còn có ba lão già. Chính là Tam Đại Tu La Vương. Lời này làm phiền ba vị rồi. Bruce không dám phách lối trước mặt mấy người mà chỉ biết kính trọng. Dạ Tu La thân thể nhỏ gầy khẽ gật đầu nói, ba người chúng ta lâu rồi không có vận động tay chân, cũng hơi quên mùi máu tanh rồi, ha ha ha. Lần này đành dùng máu của bọn lợn da vàng kia tới làm khiếp sợ người đời. Ai dám chống lại nước Mỹ chúng ta thì kết quả chỉ có một con đường chết. Huyết Tu La hùa theo nói. Vị ác Tu La cuối cùng ngang ngược nói, đợi sau khi xử lý con lợn da vàng kia xong thì ba người chúng ta sẽ đích thân tới nước Hạ một chuyến. Nếu quan phủ nước Hạ dám không giao người ra, chúng ta sẽ quậy cho nước Hạ đến long. Trời lở đất. Như thế thì đa tạ ba vị, quốc gia và dân chúng sẽ không quên công lao của các ông. Bruce mừng rỡ đến mức cười méo sạch. Nếu có thể xử lý quân đế, đồng thời lại mang tiến sĩ trừ từ nước Hạ về, phần công lao này đủ khiến vị trí của ông ta trở nên vững chắc. Bruce lập tức nhìn về phía Naloli tự xung phong làm tài xế, còn bao lâu nữa thì đến? 10 phút là đủ, Naloli đáp. Cùng lúc đó, trang viên tư nhân nào đó, một bữa tiệc đang tiến hành vô cùng hừng hực khí thế. Lang Vương mặc áo sát nách trái ôm phải ấp, đôi tay không thành thật sờ tới sờ lui trên người cô gái. Gầu phú quý bên kia không hề thua kém, nghiêm mặt nói với một cô gái tóc vàng, người đẹp, tôi thấy ấn đường cô biến đen, đêm nay e rằng có họa sát thân. Anh đẹp trai, cái gì gọi là họa sát thân? Cô gái tóc vàng che miệng cười trộm. Khụ khụ, gầu phú quý nắm tay cô gái nói, như vậy, chúng ta tìm một chỗ không người, anh lại giải thích rõ với em thế nào? Được đó, cô gái tóc vàng vui vẻ đồng ý. Hai người lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, đi tới ban công trên lầu 2. Come on, baby, cẩu phú quý thuần thục cởi nội y của cô gái. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Lincoln và mấy chiếc xa tải quân dụng xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Ngay sau đó nhìn thấy Bruce và ba lão già dẫn đầu xuống xe. Cục cưng, anh nhanh cử động đi, cô gái tóc vàng thúc giục, cẩu phú quý lập tức đẩy cô gái ra, đồng thời kéo quần lên. Cục cưng, anh sao vậy? Cô gái tóc vàng mơ hồ. Mẹ nó mới làm được một nửa mà anh kéo quần lên là sao? Cút, bây giờ ông đây không rảnh cô. Cẩu phú quý quát lớn một tiếng,
sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống. Tiểu lang, không hay rồi. Lang vương trêu ghẹo hỏi, cái gì không hay? Là bồ cậu không làm cậu sướng à? Cậu phú quý cúi đầu nói bên tai ông ta, Bruce mang theo ba lão giả tới, có lẽ là tam đại tu la vương trước đó cậu chủ nói. Nghe nói như vậy, lang vương lập tức không đùa nữa mà buột miệng hỏi, lão nam đâu? Ông ta không hề nắm chắc việc đối phó một tu la vương, huống chỉ còn là tam đại tu la vương đồng thời xuất hiện. Trước mắt bây giờ Lý Trạch Vũ không ở đây, người mạnh nhất là Nam Cung Thạc. Cậu phú quý giống lên hỏi vật Tương Vong đang bị mấy cô gái đùa giỡn ở trong góc, Tương Vong, lão nam đâu? Vật Tương Vong chỉ một phòng, tỏ vẻ Nam Cung Thạc ở trong đó. Dầm, cửa phòng kia mở ra, đại hộ pháp vừa kéo quần lên vừa đi ra, có cao thủ. Dường như có mối liên hệ tinh thần giữa những cường giả, khoảnh khắc. Bruce mang theo tam đại tu la vương xuất hiện thì ông ta đã phát hiện được. Có thể khiến cường giả như Nam Cung Thạc như gặp đại địch, lang vương càng xác định người đến chính là tam đại tu la vương. Két, cửa lớn lâu đài cổ bị người ta chậm rãi mở ra. Chỉ thấy Bruce một mình dẫn đầu đi tới, sau lưng là Naloni và tam đại tu la vương theo sát. Thật sự là bọn họ. Lang vương lập tức nhận ra thân phận của tam đại tu la vương ngay, ông ta lập tức cảnh giác. Nam Cung Thạc đã mặc quần áo tử tế, một mình ngăn cản trước mặt đám đông, các người là ai? Dù sao đại hộ pháp đã trải qua sóng to gió lớn, không dễ dàng bị hù dọa như. Vậy, bảo quân đế ra, nếu không các người đều phải chết. Giọng nói Bruce, không lớn, nhưng lại hiện rõ vẻ ngang ngược. Nam Cung Thạc cười lạnh, khinh thường nói, chỉ dựa vào mấy người các ông. Lợn da vàng, huyết tu la tiến lên một bước, khinh miệt nói, không phải mấy người chúng ta, mà là một mình tê. Nhân lúc hai bên đối thoại, lang vương vừa để thuộc hạ mình chuẩn bị vũ khí kỹ càng, vừa để cậu phú quý liên lạc với Lý Trạch Vũ. Không hay rồi, không gọi được cho cậu chủ, sắc mặt cậu phú quý giống như ăn phải con ruồi. Vật Tương Vong không hề sợ hãi nói, không phải cậu chủ chạy trốn rồi chứ. Cậu phú quý thưởng cho hắn ta một cú tát. Tức giận nói hưu nói vượn gì đó, sao cậu chủ có thể là loại người này? Mắt lang vương xoay tròn, nói, hai người các cậu đi theo tôi trước đi. Lão nam đâu? Vật Tương Vong buột miệng hỏi. Cậu phú quý liếc mắt nhìn Nam Cung Thạc cách đó không xa, trầm ngâm nói, lấy thực lực của lão nam cho dù không địch lại, chắc hẳn cũng có cách thoát thân, lỡ như không cẩn thận bị đánh chết, cậu chủ chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho ông ta. Vật Tương Vong nghe xong thì cảm thấy nói có lý. Kết quả là, lão nam, ông chống đỡ trước, chúng tôi đi tìm giúp đỡ. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về, nhất định phải chống đỡ. Nhé, ba người vô cùng ăn ý quyết định bỏ lại đại hộ pháp. Khóe miệng Nam Cung Thạc có rút mấy lần, trong lòng thầm mắng mấy tiểu quỷ này không coi nghĩa khí ra gì. Lang vương, Naloni cười lạnh, lúc ở thành phố Las Vegas, người lang nha điện các người dám ra tay với thuộc hạ của tôi, bây giờ hối hận vô dụng. Nghe nói như thế, lang vương lập tức chắc chắn đối phương còn chiêu sau, đêm nay muốn thoát thân chỉ e không dễ như vậy. Xiết ra ngoài. Liều với bọn họ, cẩu phú quý và vật Tương Vong chăm miệng một lời. Các người lấy gì liều với chúng tôi? Bruce khinh thường cười. Tam đại tu la vương tự mình ra trận, ngoài ra còn có mấy trăm binh sĩ ẩn núp bốn phía, trước mặt chiến trận bực này, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Trước mắt chỉ có thể liên lạc với quân đế. Nếu không e rằng chúng ta đều phải gửi thân ở đây. Lang vương nhíu mày. Quý dục khóc không ra nước mắt nói, nhưng điện thoại cậu chủ tắt máy, vốn không liên lạc được. Nam Cung Thạc quay đầu liếc nhìn ba người. Nếu không tôi chạy trốn trước, đợi lúc tìm được cậu Lý lại về cứu các người. Nam Cung Thạc muốn chạy trốn một mình. Lang vương lập tức thay đổi sắc mặt. Vật Tương Vong lo lắng bất an nói, lão Nam, chúng ta lăn lộn quan trọng nhất chính là nghĩa khí. Nếu ông dám bỏ lại bọn tôi nguyền rủa ông sinh con ra không có lỗ đít. Vật Tương Vong đau lòng nhức óc, thiệt thòi tôi và Tương Vong xem ông như anh em, ông vậy mà nói ra được lời này. Hai người nghiễm nhiên quên mất ý nghĩa muốn chạy trốn một mình vừa nấy, lần lượt lên án chỉ trích đại hộ pháp. Nam Cung Thạc liếc xéo hai người, tức giận nói, tôi cũng suy nghĩ cho đại cục thôi. Bruce mang theo đại đội nhân mã đến đây, mục tiêu chủ yếu là đối phó Lý Trạch Vũ. Nhưng mà hắn cũng không ở đây, mấy người cẩu phú quý hoàn toàn có thể tự đề cử mình, để Bruce bắt bọn họ ép Lý Trạch Vũ hiện thân. Mà Nam Cung Thạc có nắm chắc thoát thân khỏi thiên quân vạn mã,
chỉ cần tìm được Lý Trạch Vũ, đương nhiên sẽ nghĩ cách trở về cứu bọn họ. Kế hoạch này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà cậu Phú Quý nói gì với vật tương vong cũng không chịu đồng ý. Hai người cảm thấy lỡ như Bruce không ngả bài theo lẽ thường, thấy Lý Trạch Vũ không xuất hiện, trước tiên làm thịt bọn họ trợ hứng, đến lúc đó đúng là chết vô ích. Chỉ có Lang Vương cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, thế nên đồng ý nói, anh Nam, chúng tôi đã giao tính mạng vào tay anh tuyệt đối đừng hại chúng tôi nhé. Bốp bốp, Nam Cung Thạc vỗ vai Lang Vương, trịnh trọng cam kết, tiểu Lang yên tâm, những người ở nước Mỹ tôi chơi rất vui, chúng ta đã kết tình hữu nghị thâm hậu, tôi cam đoan sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Lang Vương cảm động đến rơi nước mắt, anh Nam đi đi, giữa anh em không cần nhiều lời, em tin tưởng anh. Lão Nam, nhờ ông đó, chỉ cần chúng tôi thoát được kiếp này, đợi sau này tôi và Tương Vong chắc chắn dưỡng lão cho ông cả đời. Không sai, chờ sau khi chết chúng tôi còn đốt thêm mấy mỹ nữ cho ông, để ông ở dưới không thấy cô đơn. Cậu Phú Quý và vật Tương Vong bắt đầu vẽ bánh nướng, có vẻ như sợ lần này đại hộ pháp đi sẽ không trở về nữa. Nam Cung Thạc vỗ ngực, mạnh mẽ bảo đảm, yên tâm, anh Nam sẽ không để các em thất vọng. Đám lợn da vàng bọn bây xàm chó gì đó, mau bảo quân đế lăn ra đây chịu chết đi. Giọng điệu huyết tu la tàn nhẫn, giống như sắp không kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Bruce cũng khuyên nhủ, nếu quân đế còn không xuất hiện, tất cả các người đều phải chết. Khốn kiếp! Nam Cung Thạc quát lạnh, ngang ngược nói, đám lão quỷ các người đừng làm càn, còn nhìn ra đây xử lý các người trước. Dựa vào đám lợn vàng bọn bây. Bruce nghe hiểu tiếng nước Hạ, quay đầu phiên dịch cho Tam Đại Tu La Vương. Huyết Tu La Tòng đó nhếch miệng cười lạnh, nói cho con lợn da vàng này, chỉ cần ông ta có thể đánh bại tôi sẽ đồng ý bỏ qua cho bọn họ. Bruce lại phiên dịch nguyên lời này lại. Ha ha ha, đại hộ pháp cất tiếng cười to, lão quỷ, nơi này quá chật, chúng ta ra ngoài đại chiến 300 hiệp dám không? Bruce tiếp tục phiên dịch. Huyết Tu La hào phòng làm tư thế mời, lợn da vàng, lát nữa mong ông còn có thể lớn lối như thế. Mọi người nhìn chằm chằm, Nam Cung Thạc đi theo Huyết Tu La vào lâu đài cổ. Bên ngoài binh sĩ súng ống đầy đủ bao vây bốn phía đến mức không kẽ hở. Nam Cung Thạc vừa đi vừa quan sát đợi lát nữa chạy trốn. Trong lâu đài cổ, Bruce hài hước nhìn Lang Vương, quân đế đâu? Ông mù à, Lang Vương hừ một tiếng nói, nếu quân đế ở đây, sao có thể để các ông làm càn? Bruce nghĩ cũng đúng. Lấy tính cách phách lối của quân đế, nếu như ở đây đã sớm xuất hiện và xông lên. Lang Vương, chỉ cần ông nói tung tích của quân đế ra, nể mặt nước Pháp, nói không chừng tôi có thể từ bi tha cho ông một mạng. Bruce vinh váo tự đắc ra lệnh, Lang Vương thản nhiên nói, bây giờ tôi không liên lạc được với quân đế. Nghe vậy, Bruce đen mặt, xem ra ông không định phối hợp, thật sự cho rằng tôi không dám làm thịt ông. Ông đây không nói láo, bây giờ thật sự không liên lạc được với quân đế. Lang Vương ra vẻ bình tĩnh chỉ về phía cậu Phú Quý và vật Tương Vong, hai ên này rất quan trọng với quân đế, ông trước tiên đừng giết bọn họ, có thể dùng họ để ép quân đế xuất hiện. Bruce nửa tin nửa ngờ hỏi, ông không gạt tôi. Tôi lừa ông có ích lợi gì? Lang Vương hỏi ngược lại. Nghe vậy, Bruce từ chối cho ý kiến gật đầu, cho ông cũng không có lá gan lừa bản tướng quân. Dứt lời vung tay lên, khống chế tất cả mọi người trong lâu đài cổ lại, trước khi quân đế chưa xuất hiện thì không thả tên nào đi. Tướng quân, chúng tôi vô tội, thả chúng tôi đi đi. Tướng quân, chuyện này không liên quan chúng tôi. Một đám phụ nữ oanh yến lần lượt mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Bruce vốn không để ý, ông ta quay người dẫn Ác Tu La và Dạ Tu La đi ra ngoài lâu đài cổ. Cùng lúc đó, đại hộ pháp đã đánh với Huyết Tu La hơn 10 chiêu, hai người cũng không dùng hết sức, đều đang thử thăm dò độ nông sâu của đối phương. Âm ầm, Huyết Tu La đấm mạnh một phát, Nam Cung Thạc đánh ra một trường. Hai nắm đấm va nhau, hai bên lùi lại phía sau 6-7 bước. Lợn da vàng, xem ra tôi khinh thường ông rồi. Huyết Tu La nheo mắt lại. Nam Cung Thạc nghe không hiểu tiếng chửi của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Bruce và Dạ Tu La cùng Ác Tu La cùng đi ra. Ông ta có thể cảm nhận được hai người này cùng đối thủ trước mặt mạnh như nhau. Nếu ba người cùng bắt tay, đến lúc đó ông ta muốn thoát thân cũng khó. Kết quả là, lão quỷ, ông nhìn cho kỹ, ra đây sắp xài chiêu mạnh nhất. Nam Cung Thạc cất bước tiến lên, bày ra động tác ra chiêu. Bruce lập tức phiên dịch lời này lại. Dạ Tu La mở miệng nhắc nhở, chiêu mạnh nhất của lợn da vàng này chắc chắn là bản lĩnh cuối cùng,
lão tam ông không thể khinh thường. Hiểu rồi, Huyết Tu La nín thở tập trung. Hay, đại hộ pháp quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, một cơn gió lớn bỗng dấy lên. Chỉ dựa vào phần khí thế này Huyết Tu La lập tức chắc chắn chiêu này của đối phương rất mạnh, thế nên gã ta không dám giữ lại tí gì, chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Một khắc sau, nhận lấy Như Lai thần trưởng của lão phu đây, vừa nói xong, chỉ thấy Nam Cung Thạc dẫm chân một cái, cả người bay lên trời. Huyết Tu La như gặp đại địch, chuẩn bị dùng hết sức lực toàn thân đón đỡ một trưởng này của đối phương. Nhưng một khắc sau người ở đây đều trợn tròn mắt. Bù, chỉ thấy sau khi Nam Cung Thạc bay lên trời thì bỗng nhiên đổi hướng, mượn nhờ một cái cây mà leo ra ngoài tường. Xảy ra chuyện gì, sao tên kia chạy rồi? Một lát sau, Bruce phản ứng lại đầu tiên, chúng ta trúng kế rồi, tên kia muốn trốn. Faco lúc này Huyết Tu La mới nhận ra mình bị đùa giỡn, lập tức mượn lực nhảy qua tường, nhưng lúc này nào còn có thể nhìn thấy cái bóng của đại hộ pháp nữa. Cùng lúc đó, đại hộ pháp đã bay lượn được vài dặm cản lại một chiếc xe thể thao chạy. Ngang qua trên đường, Nam Cung Thạc ôm quyền nói, cô gái, giờ đây đang bị người ta đuổi giết, muốn đi nhờ xe của cô. Angela cầm tay lái, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Tôi nhớ hình như ông là người của quân đế, ai to gan dám truy sát ông như vậy. Trước đó Angela đã điều tra rõ về những người bên cạnh Lý Trạch Vũ, cho. Nên cô ấy nhìn một cái là nhận ra Nam Cung Thạc ngay. Theo cô biết, ông lão trước mặt mình chính là một cao thủ, tại sao lại thảm hại đến mức bị người ta đuổi giết chứ? Cô gái, cô không hiểu tôi nói gì à? Nam Cung Thạc căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh. Trong tình thế cấp bách, ông ta không thèm để ý người khác có đồng ý không mà chỉ mở cửa xe ngồi vào, đồng thời không ngừng ra dấu, lái xe, mau lái xe. Brum brum. Angela đạp mạnh chân ga. Khói bay mù mịt. Đại hộ pháp còn chưa kịp thắt dây an toàn nên suýt nữa đập đầu vào kính chắn gió, cũng may là ông ta kịp ngồi ngay ngắn lại trong gang tấc. Là ai đuổi giết ông thế? Angela nói tiếng nước Hạ rất trôi chảy. Nam Cung Thạc ngớ người, ông ta hỏi, thì ra là cô nghe hiểu được sao? Là ai đuổi giết lão không quan trọng, cô chỉ cần chở lão rời khỏi nơi này là được. Quân đế không biết ông bị đuổi giết sao? Angela lại hỏi. Nam Cung Thạc lại giật mình, ông ta có vẻ rất kinh ngạc, cô cũng biết Lý Thiếu. Dĩ nhiên, Angela cũng không giấu giếm, cô ấy nói đúng sự thật, tôi là người yêu của quân đế. Thật sao, vậy thì tốt quá, Nam Cung Thạc bỗng thấy mừng rỡ, ông ta nói, cô gái, vậy cô nhanh nhanh dẫn tôi đi tìm Lý Thiếu đi, bọn phú quý và tương vong vẫn còn bị mấy tên người nước ngoài bắt giữ. Angela lại cau mày, cô ấy vẫn thấy khó hiểu, là ai mà dám can đảm đuổi giết mọi người. Không biết, nghe phú quý nói hình như là tướng quân nước Mỹ gì đó. Nam Cung Thạc cắn răng nói, hừ, mấy tên nước ngoài đó không có tinh thần thượng võ, lấy nhiều địch ít, nếu không làm sao lão có thể để cho bọn phú quý rơi vào tay chúng được. Tướng Bruce. Angela lập tức nghĩ tới nhân vật này. Thế nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là đoán được, dám ra tay với quân đế vào giờ phút quan trọng này thì e rằng chỉ có quân đội nước Mỹ thôi. Nam Cung Thạc tỏ vẻ vui mừng, cô gái, vậy chắc cô biết Lý Thiếu ở đâu đúng không? Mau mau dẫn tôi đi tìm hắn với. Angela vui vẻ đồng ý, cô ấy lấy điện thoại ra bấm số Lý Trạch Vũ. Tút tút tút, có người nhấc máy ngay lúc đó. Angela, bây giờ tôi đang có việc bận. Lý Trạch Vũ còn muốn tiếp tục qua loa lấy lệ nhưng Angela đã ngắt lời, cô ấy nói thẳng, có người đang đuổi giết bạn của anh, còn nữa. Có mấy người đã rơi vào tay tướng Bruce. Cùng lúc đó, trên tầng thượng một căn biệt thự tư nhân, Lý Trạch Vũ vừa đánh xong một trận đại chiến. Ngã thẳng xuống giường, hắn híp mắt, cô nói gì? Này, Lý Thiếu, là tôi, có giọng Nam Cung Thạc truyền tới. Ngay sau đó, ông ta lời ít ý nhiều. Nhanh chóng kể hết những chuyện mình gặp phải. Lý Trạch Vũ nghe xong, trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí lạnh như băng, khiến thân thể mềm mại đang mệt mỏi ngủ say của Diệp Khuynh Thành run lên. Cô đột nhiên tỉnh giấc. Sao vậy? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành lộ vẻ nghi ngờ. Để điện thoại di động xuống, Lý Trạch Vũ khẽ mỉm cười, nói, không sao, giờ cô dậy đi cùng tôi đến một nơi an toàn đã. Một nơi an toàn? Diệp Khuynh Thành không hiểu đầu đuôi gì. Nhưng cô vẫn nghe lời hắn, nhanh chóng đi thay quần áo. Một lát sau, trong bóng đêm, chiếc Bugatti phóng về hướng trung tâm thành phố. Khoảng hơn 20 phút sau, xe đậu lại trước một biệt phủ sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố.
Trong lúc đó, Elip đã đích thân ra cửa chờ. Xoạch, Lý Trạch Vũ cùng Diệp Khuynh Thành lần lượt xuống xe. Elip nhìn chung quanh một chút, quan sát thấy không có người ngoài, ông ta mới bước nhanh tới, cậu điên rồi sao? Sao giờ này lại tới chỗ tôi? Nếu để người khác thấy ông ta gặp mặt Lý Trạch Vũ, sẽ rất dễ khiến họ hoài nghi rằng ông ta có cấu kết gì đó với quân đết. Làm ơn lịch sự chút cho ông mày. Hiện tại Lý Trạch Vũ đang thấy rất khó chịu, hắn liền lá mặt lá trái với ông ta, ai là chủ ai là chó, chẳng lẽ ông quên rồi à? Nghe câu này, Elip cũng tự biết đối phương nắm đăng chui nên chỉ có thể cố nén tức giận, đi vào rồi nói sau. Tôi không vào. Lý Trạch Vũ lắc đầu từ chối, sau đó hắn chỉ Diệp Khuynh Thành, cô ấy là người phụ nữ của tôi, cần ở lại nhà ông một thời gian. Người phụ nữ của quân đế. Elip đảo mắt, không khỏi suy nghĩ. Nếu như ông ta lợi dụng Diệp Khuynh Thành làm điểm yếu uy hiếp người khác, nói không chừng có thể ép quân đế giao đoạn video kia ran. Ông có thể thử dùng cô ấy uy hiếp tôi, chỉ có điều tôi không biết đến lúc đó tôi có giao được bản gốc cho ông hay không thôi, nhưng ông cũng có thể lựa. Chọn đánh cược một lần. Nói đến đây, Lý Trạch Vũ cười lạnh, thắng thì tất nhiên là tốt, thua thì thân bại danh liệt, ghê gớm đó. Trong phút chốc, phần suy tính cẩn thận trước kia của Elip đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như cô ấy thiếu một sợi tóc nào thì cả nhà ông đều phải chết. Để lại một câu nói, Lý Trạch Vũ xoay người lên xe, đạp chân ga nghênh ngang bỏ đi. Có vẻ hắn rất chắc chắn Elip không dám làm gì với Diệp Khuynh Thành. Sự thật đúng là như vậy. Do dự một hồi, Elip mới dặn ra được một nụ cười thân thiện, quý cô xinh đẹp, mời cô vào nhà với tôi, sau này quý cô có thể yên tâm ở lại nhà tôi. Cảm ơn ngài Elip, Diệp Khuynh Thành gặp chuyện cũng không sợ hãi. Cô đoán được Lý Trạch Vũ có việc gấp cần xử lý, nhưng hắn lại lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới đưa cô đến nhà vị chủ tịch đại hội đồng Elip này. Ở nước Mỹ, trừ nhà trắng ra thì nhà của chủ tịch đại hội đồng là một trong những nơi an toàn tuyệt đối nhất. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ vừa lái Bugatti đến chỗ hẹn với Angela, vừa cầm lấy điện thoại ra bấm số N. Lập tức ra tay. Đã dối. N chỉ đáp hai chữ rồi liền cúp điện thoại. Lý Trạch Vũ lại bấm số Bruce. Quân đế, đúng là bạn cậu không lừa gạt tôi, chỉ cần tôi không giết bọn họ thì cậu nhất định sẽ chủ động liên lạc với tôi, ha ha ha. Có thể thấy tâm trạng tên Bruce đang rất tốt. Lý Trạch Vũ cười lạnh, Bruce, tôi cho ông hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức thả bạn tôi ra, sau đó tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hai là ông chờ đầu mình văng ra khỏi cổ đi. Ha ha ha. Bruce cực kỳ khinh thường, ông ta cười nói, quân đế. Lúc này mà cậu lại uy hiếp tôi à, có phải là cậu sợ rồi không? Yên tâm đi, tôi sẽ không giết bạn cậu, ít nhất tạm thời là không. Tiếp theo tôi cũng sẽ cho cậu hai lựa chọn. Hắn ta thay đổi giọng điệu, thứ nhất, cậu phải lấy tiến sĩ trừ để đổi bạn mình về, thứ hai. Cậu cũng có thể thử xem mình có thể cứu người từ trong tay tôi hay không. Tôi chọn vế thứ nhất. Lý Trạch Vũ đáp lại không chút nghĩ ngợi. Hừ. Tất nhiên là Bruce không nghĩ tới việc Lý Trạch Vũ đưa ra lựa chọn này, dù gì một giây trước hắn cũng mới tuyên bố muốn giết ông ta mà. Trong vòng một ngày, tôi bảo đảm sẽ cho tiến sĩ trừ xuất hiện trước mặt ông. Lý Trạch Vũ nói chắc nịch. Bruce vui vẻ đồng ý, đừng nói một ngày, kể cả hai ngày cũng không có vấn đề gì. Tôi muốn nói chuyện điện thoại với bạn tôi. Lý Trạch Vũ yêu cầu. Không thành vấn đề. Bruce tự mình đưa điện thoại di động đến trước mặt mấy người cậu phú quý. Hơn nữa còn bật loa ngoài. Bọn em không thiếu thốn gì cả, thiếu gia cứ yên tâm. Không sai, kể cả khi bọn nước ngoài này đánh chết em và phú quý, bọn em cũng tuyệt không bán đứng thiếu gia đâu. Thiếu gia, em và Tương Vong luôn luôn trung thành với anh. Chỉ có điều bọn em sợ mình không còn cách nào để tiếp tục đi theo bên anh, sau này anh nhất định phải nhớ ăn cơm, tối ngủ nhớ đắp chăn. Thiếu gia, anh phải bảo trọng. Thiếu gia, kiếp sau bọn em vẫn muốn theo anh. Cậu phú quý và vật Tương Vong đều chảy đầy nước mắt nước mũi, tôi một câu cậu một câu. Lang Vương đứng bên cạnh nghe mà ngơ ra. Ông ta hiểu rất rõ cách sống của Lý Trạch Vũ, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn họ, nhưng sao hai thằng nhóc này cứ như sinh ly tử biệt đến nơi vậy? Hay đứa câm miệng cho ông ngay. Lý Trạch Vũ tức giận mắng, không có sự cho phép của tôi, trên đời này ai có gan làm tổn thương các cậu. Oà, em cũng biết thiếu gia sẽ không mặc kệ em. Thiếu gia yên tâm, sau khi anh cứu bọn em ra ngoài. Anh chỉ cần ra lệnh một tiếng,
dù có phải lên núi đao xuống chảo dầu thì em với Phú Quý cũng sẽ không ngại ngần gì. Cậu Phú Quý cùng Vật Tương Vong đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bọn họ biết mình đã rơi vào tay tướng quân năm sao, họ đã không còn dám ôm hy vọng rằng Lý Trạch Vũ sẽ cứu mình. Nhưng bây giờ nghe Lý Trạch Vũ nói chuyện tràn đầy tự tin, bọn họ lại có chút yên lòng. Quân đế! Bruce lấy lại điện thoại di động, ông ta cười nhạt, mới vừa là do cậu tự nói, trong vòng một ngày tôi phải được gặp tiến sĩ Trử. Nếu như cậu không làm được thì đừng trách tôi không khách sáo với hai người bạn của cậu nhé. Yên tâm đi, tướng Bruce. Lý Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ sau, có vẻ như đang biểu hiện sự tức giận với tướng Bruce. Đến khi hắn cúp điện thoại thì xe cũng vừa vặn đi tới điểm hẹn với Angela. Hắn mới vừa xuống xe, Nam Cung Thạc đã bước nhanh tới. Lý Thiếu, nhóm của Phú Quý. Ông không cần nhiều lời, tôi đã biết hết rồi. Lý Trạch Vũ khoát tay cắt lời ông ta. Nam Cung Thạc lo lắng hắn trách cứ mình không có nghĩa khí, vì vậy ông ta lại nhấn mạnh, tôi tuyệt đối không phải loại tham sống sợ chết, là do nhóm Phú Quý đề nghị tôi chạy trốn trước, ra ngoài được thì nhanh chóng báo tin cho ngài. Tôi tin tưởng ông. Lý Trạch Vũ trả lời một câu qua loa lấy lệ. Đại hộ pháp cũng biết rõ tính tình hắn, nói hắn, hoàn toàn hiên ngang lẫm liệt cũng không quá đáng chút nào. Nam Cung Thạc bĩu môi, nhưng cũng biết mình không thể ra vẻ trước mặt Lý Trạch Vũ nên ông ta không nói gì nữa. Lý Trạch Vũ nhìn về phía Angela, không có chuyện gì thì cô đi về trước đi. Tại sao? Angela liếc hắn, có niềm vui mới nên quên tình cũ rồi à? Chà! Cái gì mà có mới nới cũ, tôi không biết cô đang nói gì. Lý Đại Đương ra có chút chột dạ, hắn nói sang chuyện khác, tiếp đến tôi sẽ đi xử lý Bruce, tốt nhất là cô không nên dây vào, nếu không đến lúc đó bị liên lụy gì thì tộc bất tử các cô đừng có trách tôi. Em phải giúp anh. Angela nói rất kiên định. Cô ấy từng nghe ông nội mình nói Tam Đại Thu La Vương mạnh vô cùng, ngay cả ông cũng kiêng kỵ ba phần. Nếu như Lý Trạch Vũ đi đối mặt với bọn họ một mình thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không cần, một mình tôi có thể làm được. Dừng một chút, Lý Trạch Vũ lại nói, nếu như muốn giúp tôi, thì em cứ đi nói ông nội để ý kỹ Brandy là được. Brandy, Angela cau mày nói, ông nội em đã cảnh cáo hắn ta không được đi trêu chọc anh. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, nhưng mà ông nội cô già rồi, nói vậy cũng không có tác dụng. Angela là một người thông minh, nghe mấy câu là đoán được. 10 phần thì đến TSM 9 phần Brandy không chịu nghe lời dặn của Gusen, vẫn muốn ra tay. Với Lý Trạch Vũ trong bóng tối. Cô ấy bảo đảm, em sẽ về tìm ông nội ngay lập tức, anh không cần phải lo lắng về Brandy nữa đâu. Tốt nhất là như vậy. Thật ra Lý Trạch Vũ không sợ tên thân vương Brandy chó má gì đó, hắn chỉ không muốn trở mặt với tộc bất tử, để Angela kẹp ở giữa gây khó xử thôi. Bi. Lý Trạch Vũ gật đầu ra hiệu với Nam Cung Thạc. Ông ta cũng hiểu ý mà lên xe trước. Chờ một chút. Angela ôm Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ không hề đẩy cô ấy ra. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới quyến luyến tách ra. Cẩn thận. Angela lo lắng nhắc nhở. Lý Trạch Vũ sờ đầu cô ấy, vẫn bình tĩnh nói, yên tâm, trên đời này không có ai giết được tôi. Giọng hắn không lớn, nhưng lại có vẻ hết sức ngang ngược. Cùng lúc đó, bên ngoài một club rất sang trọng ở thành phố New York. Có mười mấy người mang mặt nạ chậm rãi đến gần trong bóng đêm. En cầm đầu vung tay lên, đoàn người nhanh chóng lẻn vào club, động tác sạch sẽ lưu loát. Trong thoáng chốc, mười mấy người đã vào được bên trong từ nhiều hướng. Một tên đàn ông trung niên với mái tóc nâu xoăn đang triền miên cùng hai cô gái ăn mặc diêm dúa. Đột nhiên thấy mấy bóng đen xông vào bên trong căn phòng, hắn ta liền bị dọa sợ tái mặt. À, ngài William, sao ngài dừng lại thế? Ngài William, em còn phải. Hai cô gái diêm dúa kia vẫn chưa nhận ra sự bất thường. William xuất thân từ quân đội, vậy nên phản ứng đầu tiên của hắn ta là cầm lấy khẩu súng lục đặt ở tủ đầu giường. Bụp! Một khẩu súng lục gắn ống hãm thanh được bóp cò, đạn bay chính xác vào lòng bàn tay William. Á! William đau đến mức quát to một tiếng, đang chuẩn bị hét kêu vệ sĩ bên ngoài vào thì kẻ trồ. Một họng súng lục đã chĩa vào đầu hắn ta. Hai cô gái điếm bị sợ tái mét mặt, cô nào cũng thét chói tai. Xoẹt xoẹt. Một tên đàn ông mang mặt nạ cầm dao, lần lượt chém ngất hai cô gái. William nhíu mày hỏi, bọn mày là ai vậy? Bớt nói nhảm, mặc quần áo vào rồi đi cùng bọn tôi. Một người đàn ông ra lệnh. William cố giữ bình tĩnh,
cha tao chính là tướng Bruce, tụi bây có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Đàn. William vừa mới nói xong, tên đàn ông lúc nấy lại nổ súng bản vào cánh tay hắn ta lần nữa. Một người đàn ông khác không nhịn được nói, mẹ nó dài dòng quá, giờ mà còn ồn ào nữa là ông đây cho một phát súng tiễn đi luôn đó. Mẹ kiếp, mặc dù William tức giận điên cuồng, nhưng hắn ta thật sự cảm nhận được sát khí của hai người trước mặt mình nên cũng tạm thời không dám vênh váo nữa. Một lát sau, dưới sự khống chế của hai người đàn ông, William rời khỏi phòng. Trên đường đi, có ít nhất 20 mấy người nằm trên mặt đất. William vô cùng sợ hãi. Phải biết 20 mấy người này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp mà cha hắn ta mời về, tất cả đều đặc công tinh anh giải ngũ. Đối phương có thể giải quyết nhiều người như vậy nhưng vẫn lặng yên không tiếng động, đủ để nhìn ra đây không phải là một tổ chức tầm thường. Một lát sau, William bị đưa ra khỏi club, cuối cùng lên một chiếc xe hơi rất sang trọng. En đang ngồi trong xe chờ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho số đầu tiên, bắt được người rồi ạ. Mang tới đây, giọng nói rét lạnh của Lý Trạch Vũ vang lên. Không ca. Thấy En cúp điện thoại, William vội vàng hỏi, rốt cuộc mấy người là ai thế? En chỉ cười lạnh rồi thản nhiên nói, không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, ông vẫn có thể thấy được ánh mặt trời ngày mai. Nhưng cô còn chưa nói các cô là ai mà. William nhìn chằm chằm En. En bắt chéo hai chân, nhìn hắn ta với vẻ trào phúng, chúng tôi là ai cũng đâu quan trọng. Quan trọng là ông không cần kỳ vọng vào chuyện có người cứu được mình, bao gồm cả cha của ông. William không dám tin rằng ở nước Mỹ lại có người dám giở trò với hắn ta. Hơn nữa mấy người này còn dám kiêu căng phách lối như thế. Cha hắn ta là ai chứ? Cha hắn ta là một trong số rất ít những tướng quân 5 sao ở nước Mỹ hiện giờ. Địa vị còn cao hơn so với đại đa số nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà cho đến khi hắn ta thấy Lý Trạch Vũ, sự ngạo mạn khi trước lập tức biến mất không còn tăm hơi. William nuốt nước miếng, không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Bởi vì hắn ta biết rõ, cha đột nhiên tăng cường bảo vệ an toàn cho cả nhà là để đề phòng tên điên này đụng đến bọn họ. Giờ đây hắn ta đã hiểu mình không thể nào dùng thân phận của cha để uy hiếp đối phương được nữa. Dù sao thì, đến cả chủ tịch đại hội đồng Elip mà người ta cũng dám uy hiếp, vậy thì tướng quân 5 sao đã là gì? Lý Trạch Vũ ngậm thuốc lá, lạnh lùng mở miệng, tiếp theo tôi hỏi ông đáp sai một chữ tôi sẽ bẻ một cái răng của ông. Thấy hắn nói chuyện thẳng thừng. Không có một khe hở nào để đàm phán, William càng nơm nớp lo sợ. Mấy năm nay, cha ông đã lén lút làm bao nhiêu chuyện mờ ám rồi. Hải! Hả cái rắm! Lý Trạch Vũ cho ngay một cái bạt tai. Chát! Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh, William rụng luôn một chiếc răng cửa. Nói! Lý Trạch Vũ lại quát lên. William che miệng, con người đột nhiên co rút, không có, cả đời cha tôi vô cùng thanh liêm, chưa từng làm bất cứ chuyện gì xấu. Thật ra không phải là hắn ta đến chết còn mạnh miệng, muốn làm bia đỡ đạn cho cha mình. Mà là do sau khi nhậm chức, Bruce luôn cẩn thận trong mỗi bước chân. Mặc dù ông ta có làm một vài chuyện mờ ám nhưng luôn xử lý vô cùng kịp thời, sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm, huống hồ gì một người phàm tục. Lý Trạch Vũ cười lạnh, nói, kể cả khi Bruce có làm việc cẩn thận hơn thì cũng sẽ có thời điểm vụng về, mà ông là con trai ông ta, tôi tin ông sẽ biết. Quân đế, tôi thật sự không biết, tôi có thể thề với ngài. William đưa ba ngón tay. Lý Trạch Vũ lắc đầu nói, tôi nói là ông có biết. Tôi thật sự không biết. Á! William còn chưa dứt lời, Lý Trạch Vũ đã giáng thêm một bạt tai. Hu hiu! Năm cái răng rớt ra từ miệng William, như vậy có thể thấy được Lý Trạch Vũ đã khống chế được sức mạnh đến mức bậc thầy. Quân đế, tôi thật sự không biết. Á! William nói chuyện cũng thều thào, thế nhưng Lý đại đương gia vô cùng giữ chữ tín, hắn tại tát thêm một cái. Lần này là 7 chiếc răng, William miệng mồm đầy máu, lảo đảo té ngã xuống đất. Lý Trạch Vũ nhìn hắn ta từ trên cao, vẫn vô cùng bình tĩnh, xương cốt ông cũng cứng đấy nhỉ. William che miệng, liều mạng lắc đầu nhưng không dám nói một chữ nào. Hắn ta sợ một nửa răng còn sót lại trong miệng sẽ bị nhổ sạch. Nếu như ông không nói. Vậy ông cũng đã hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ lập tức giết chết ông, không tin thì ông cứ thử xem. Lý Trạch Vũ ra vẻ như mình không còn kiên nhẫn. William vẫn còn đang lắc đầu, mặc dù rất kinh hoàng, nhưng hắn ta vẫn chắc chắn Lý Trạch Vũ không dám tùy tiện giết mình. Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ của hắn ta.
Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn nói, bây giờ chặt đứt chân tay tên này trước, sau đó mang đi làm thức ăn đêm cho cọp. Ngay lập tức, một thành viên của quân U Minh dựng William dậy. Đừng mà, tôi nói. Thấy được thủ đoạn điên cuồng của Lý Trạch Vũ, William hoàn toàn hoảng sợ. Ông nói vậy từ đầu thì tốt biết bao. Lý Trạch Vũ vỗ vai hắn ta, nghiêm mặt nói, tôi ghét nhất là phải đánh người giết người đó, nếu như ban đầu ông chịu hợp tác thế này thì đâu có mất toi nửa hàm răng. Nghe hắn nói như vậy William trợn trắng mắt. Không thích đánh người giết người, nhưng thủ đoạn của ngài còn đáng sợ hơn cả việc giết Quách tôi đi đó. Cha tôi có thể lên làm tướng vẻ vang như thế là bởi vì tình nhân của ông ấy, bà chính là phu nhân của tướng quân năm sau tiền nhiệm, tướng Arthur. William nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Cách thành phố New York hơn 100 cây số có một quân khu nhỏ. Lang Vương và mấy chục người dưới quyền, cùng với cẩu phú quý, vật tương vong đều bị Bruce phái người dẫn đến nơi này. Họ còn cho là còn phải đợi thêm một ngày mới có thể thấy quân đế dẫn tiến sĩ trừ đến, nhưng ngay khi Bruce chuẩn bị về nhà, ông ta lại nhận được tin tức từ quân đế. Nửa giờ sau, hắn sẽ đến cùng tiến sĩ trừ. Tin này khiến Bruce cực kỳ kích động. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không đúng. Không phải tiến sĩ trừ đã được đưa về nước Hạ sao? Làm sao có thể bay sang đây nhanh như vậy? Phải biết nước Hạ và nước Mỹ cách nhau hơn 10.000 cây số, một chuyến bay bình thường ít nhất cũng phải mất mười mấy tiếng. Quân đế có âm mưu quỷ kế gì đây? Bruce nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn cảm thấy không sao, dẫu sao xung quanh đây cũng có hơn 1.000 binh lính, hơn nữa còn có Tam Đại Tu La Vương trấn thủ. Kể cả khi quân đế có thực lực mạnh mẽ thì cùng lắm là sống sót rời đi, đừng mơ đến chuyện cứu người. Nửa giờ sau, binh lính tới thông báo, tướng quân, bên ngoài có một thanh niên da vàng muốn gặp ngài. Chỉ có một mình hắn. Bruce nhíu mày. Người lính gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có một mình hắn. Hừ. Bruce hừ lạnh, thầm nghĩ quả nhiên tên quân đế này lừa bịp ông ta. Dẫn hắn vào. Dạ. Người lính lui ra ngoài. Một lát sau, dưới sự hộ tống của mấy người lính súng đạn sẵn sàng, Lý Trạch Vũ một thân một mình nghênh ngang đi vào doanh trại. Quân đế Bruce cau mày, không phải cậu nói sẽ dẫn tiến sĩ trừ đến gặp tôi sao? Trong khi ông ta nói chuyện, Lý Trạch Vũ làm như vô tình liếc mắt, đánh giá ba người đang ngồi đó. Chỉ nhìn khí thế cũng đủ để đoán được, đây chắc chắn là Tam Đại Tu La Vương. Quân đế, tôi đang nói chuyện với cậu không nghe thấy à? Bruce thấy đối phương coi thường mình, sắc mặt không khỏi châm xuống. Lúc này Lý Trạch Vũ mới hồi thần, hắn tuét miệng cười nói, đúng là tôi đã nói sẽ dẫn tiến sĩ trừ đến gặp ông. Vậy người đâu? Bruce chất vấn với giọng điệu ác ý. Lý Trạch Vũ móc điện thoại di động ra, sau đó mở video đầu tiên dài đến mấy chục giây. Tướng Bruce, tôi là Trừ Vệ Hoa, tiếc là phải dùng cách này để gặp mặt ông. Hôm nay tôi quay video này chỉ để nói cho ông biết. Bất kể thân xác tôi đang ở đâu, thì tôi vẫn vĩnh viễn không quên mình là một người nước Hạ. Cho dù tôi bị tước mất sự tự do, tôi cũng vĩnh viễn không làm những chuyện có hại cho nước Hạ. Nói nhiều như vậy, chắc ông đã hiểu ý của tôi rồi đúng không? Cho dù các ông có năng lực bắt tôi về, ta cũng sẽ không để cho thí nghiệm hạt nhân kiểu mới thành công. Trong đoạn video, Trừ Vệ Hoa đang mặc quân phục của nước Hạ, nói chuyện vang vang có lực. Bruce xem hết video. Khóe miệng ông ta không khỏi co giật mấy cái, quân đế, đây chính là dẫn người đến gặp tôi mà cậu nói. Không sai, tiến sĩ Trừ mới vừa xuất hiện mà đúng không? Nếu như ông không thấy rõ, tôi có thể cho ông xem lần nữa. Với vẻ mặt thành thật, dường như Lý Trạch Vũ đang nói cho Bruce mình không hề thiếu dữ liệu chút nào. Bruce biết mình bị trêu đùa, nụ cười nguy hiểm trên mặt biến mất ngay lập tức. Vị tướng quân năm sau này nổi giận rồi, dẫn bọn chúng tới. Bruce vừa ra lệnh, Lang Vương, cẩu phú quý cùng vật tương vong đã bị một đám binh lính trang bị đủ súng đạn dắt vào. Thiếu gia, thấy Lý Trạch Vũ, cẩu phú quý cùng vật tương vong kích động đến rơi nước mắt. Chỉ có Lang Vương khẽ gật đầu tỏ ý chào. Ba người nhìn có hơi nhếch nhác, hơn nữa trên người còn có vài chỗ bị thương, hiển nhiên là đã được chăm sóc một trận. Được lắm, Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên với Bruce, giọng rét lạnh. Những người quen thuộc với quân đế đều biết, đây là dấu hiệu hắn muốn giết người. Cách đó không xa, Dạ Tu La nhíu mày, nhẹ giọng dù gì, sát khí trên người cậu thanh niên này thật là mãnh liệt. Đúng vậy, tên mọi da vàng này chắc chắn từng giết không ít người.
Ác tu la phụ hỏa, sát khí này chỉ có ở người từng bò ra từ cõi chết. Huyết tu la khinh thường cười nói, giết người nhiều chỉ có thể chứng minh một người có lòng dạ ác độc, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh. Nhưng tốt nhất là đừng khinh địch. Dạ tu la là đại ca trong ba người, từ trước đến giờ ông ta đều làm việc tương đối cẩn thận. Trong vụ lần này, hai người em trai đều biết tính cách anh mình, mặc dù ngoài mặt gật đầu, nhưng trên thực tế thì lại không để ở trong lòng. Dẫu sao hiện giờ tên mọi da vàng đứng trước mặt họ chỉ mới tầm tuổi này, mạnh hơn nữa thì cũng tới cỡ nào. Bruce lạnh lùng nhìn Lý Trạch Vũ, không hề sợ hãi, quân đế, mặc dù cậu chém giết lung tung, nhưng cậu có biết bên ngoài có bao nhiêu binh lính không? Có biết ba vị sau lưng tôi là người phương nào không? Nói đến đây, ông ta hừ lạnh rồi chế giễu, có thể nói, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì cậu có mọc cánh cũng khó trốn, ai cho cậu dũng khí đùa giỡn trước mặt tôi thế? Ông nói tiếp đi, tôi nghe. Lý Trạch Vũ nói chuyện lịch sự. Bruce rất không thích có người đứng trước mặt mình làm ra vẻ kiêu ngạo. Ông ta liền chỉ quốc kỳ được treo trên bức tường, bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống trước mặt lá cờ này, nếu không tôi sẽ giết chết bạn cậu sớm hơn dự tính đó. Thiếu gia, anh đừng quỳ. Nhất định không thể quỳ. Cậu phú quý cùng vật tương vong vội vàng khuyên hắn. Nếu quỳ xuống dưới lá quốc kỳ nước Mỹ, vậy thì không khác nào đang tuyên thệ mình thần phục, không khác gì phản quốc. Một khi chuyện này bị truyền đi, không nói ai khác, có lẽ chính ông cụ nhà họ Lý cũng sẽ tức chết. Thiếu gia, cho dù chết cũng không thể quỳ. Vật tương vong còn muốn tiếp tục khuyên. Lý Trạch Vũ khoát tay, sau đó hắn khinh thường nhìn Bruce, có phải ông cảm thấy mình ăn chắc rồi hay không? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Bruce không hề sợ hãi, ông ta hỏi ngược lại. Lý Trạch Vũ đưa ngón tay cái lên. Bruce khế gật đầu, có vẻ như được nước làm tới, nhưng chỉ một giây sau sắc mặt ông ta liền trầm xuống. Chỉ thấy ngón tay cái của Lý Trạch Vũ chậm rãi đảo chiều, bây giờ thì lập tức quỳ xuống cho ông. Cậu nói gì? Cậu bảo tôi quỳ xuống. Ha ha ha, Bruce tức giận đến mức bật cười. Ông ta thật sự không biết tại sao hắn lại dám đưa ra yêu cầu tức cười như thế này. Đinh đỉnh đinh. Ngay lúc này, chuông điện thoại trong túi Bruce vang lên, có người gửi cho ông ta một video. Đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng ông ta vẫn mở video ra xem. Cha, cứu con. Trong hình là William miệng đầy máu, vô cùng thê thảm. Con mẹ nó. Mặt mày Bruce tái xanh, quân đế, mày dám giỡn mặt với tao. Cút mẹ ông đi. Lý Trạch Vũ mắng ông ta, là ai không màng quy tắc trước. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà chỉ trích ông đây hả? Hôm nay coi như ông đây đã thấy được bọn bây không biết xấu hổ đến cỡ nào. Nghe hắn câu trước ông đây, câu sau cũng ông đây, sắc mặt Bruce từ xanh chuyển sang đen. Lập tức quỳ xuống, nếu không tôi sẽ làm thịt con trai ông ngay. Lý Trạch Vũ nói thêm với vẻ mặt thành thật, hơn nữa con trai ông cũng chỉ là mở đầu thôi, sau này sẽ đến vợ ông, con gái ông, cháu gái ông. Cho đến khi giết chết cả nhà ông rồi mới ngưng. Nói thật, Bruce hơi sợ. Bởi vì ông ta tin kẻ điên trước mặt mình chỉ cần nói là làm được. Tôi bảo ông quỳ xuống. Lý Trạch Vũ quát lên. Bruce vẫn không quỳ xuống, ông ta gần giọng, giống như đang hạ quyết tâm. Vậy, quân đế, mày thử ra tay đi, kể cả mày có giết sạch người nhà tao cũng không quan trọng, bởi vì tao sẽ làm cho mày phải chôn theo bọn họ. Ông chắc chưa? Lý Trạch Vũ nheo mắt. Bruce điên cuồng hét ầm lên, đúng, tao vô cùng chắc chắn. Tao là tướng quân năm sao, không thằng nào có thể trèo lên đầu tao được. Phải không? Lý Trạch Vũ cười nhạt, nếu tôi muốn giết Julia của ông thì sao nhỉ? Nghe được cái tên Julia, con người Bruce bất chợt co lại. Để bảo vệ tính mạng, Julia đã tiết lộ cho tôi một vài bí mật, trùng hợp là những bí mật này lại có liên quan đến ông hay sao ấy. Từng câu nói của Lý Trạch Vũ đều khiến trán Bruce rỉ ra đầy mồ hôi lạnh. Đánh rắn phải đánh dập đầu, giờ phút này, dường như ông ta đã bị người ta nắm thóp, chỉ cần bóp một cái là có thể làm ông ta rơi xuống vực sâu vạn trượng. Quân, đết! Bruce cảm thấy miệng đang lưỡi khô, ông ta nuốt nước miếng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đã. Cuối cùng, vị tướng quân năm sao này cũng bắt đầu nhượng bộ. Hành động này khiến cho Tam Đại Tu La Vương ngồi cách đó không xa nhíu mày. Tướng Bruce, tại sao ông lại có thể thỏa hiệp với cái tên mọi da vàng đó chứ? Ác Tu La bất mãn trách móc. Huyết Tu La cũng khuyên nhủ, cho dù hắn nắm được thóp của ông, nhưng chỉ cần chúng ta làm thịt hắn thì còn có cái gì uy hiếp được ông nữa.
Bruce quay đầu nhìn ba người họ, muốn nói lại thôi. Dạ Tu La chủ động đứng dậy đi tới, Ác Tu La cùng Huyết Tu La cũng theo sát phía sau. Ba người tụ lại một chỗ, tỏa ra một áp lực kinh khủng, đến cả Lang Vương cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trong phút chốc, Bruce chợt hiểu ra. Mặc dù quân đế đang nắm đằng chui, nhưng chỉ cần ông ta khống chế được đối phương, như vậy là có thể đảo ngược vị thế khi thương lượng rồi. Vừa thay đổi suy nghĩ, Bruce liền cầu xin Tam Đại Tu La Vương, ba vị, làm phiền mọi người bắt tên này lại giúp tôi, nhưng nhất định phải để hắn sống. Không thành vấn đề. Ác Tu La xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn thử, để cho tôi lên trước đi. Vừa nói xong, thân thể gầy trơ cả xương của ông ta bỗng lao đến trước mặt Lý Trạch Vũ với tốc độ kinh người. Tên mọi da vàng, tao đã ngứa mắt mày từ lâu rồi. Vậy thì chết ngay đi là được. Ánh mắt Lý Trạch Vũ chợt tỏa ra sát khí, hắn ung dung đánh ra một quyền thật mạnh. Hửm. Ác Tu La không ngờ rằng Lý Trạch Vũ có thể phản ứng và ra chiêu với tốc độ nhanh như vậy, cứ như hắn đã biết trước ông ta sẽ ra tay. Dưới tình thế cấp bách, Ác Tu La phải đưa cánh tay ra đỡ. Sức mạnh của cú đấm khiến hai cánh tay ông ta tê dại, phải lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cảnh tượng này khiến Dạ Tu La cùng Huyết Tu La mở rộng tâm mắt. Dẫu sao bọn họ cũng biết rõ thực lực của Ác Tu La, không ngờ khi đối đầu với Lý Trạch Vũ lại thua thiệt nhiều đến thế. Chà chà! Lý Trạch Vũ xé áo khoác, lạnh lùng liếc nhìn Tam Đại Tu La Vương. Nếu ba lão bất tử các ông chán sống, vây thì cũng không cần sống nữa. Lý Trạch Vũ vừa nói xong, xoạch một tiếng, Ác Tu La đã dẫn đầu tấn công hắn. Tao cũng muốn xem thử tên mọi da vàng nhà ngươi có bản lĩnh gì. Cảm nhận được tiếng tấn công xé gió, Lý Trạch Vũ giơ tay lên đánh một chưởng, trên người hắn tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người. Đối mặt với một chưởng đẳng cấp của Ác Tu La, hắn không tránh không né, chỉ bụp một tiếng, đưa tay chống cự. Ánh mắt của hai người giao nhau. Ác Tu La chế giễu, đi chết đi, mày đáng chết lắm tên mọi da vàng. Lão bất tử, nhìn coi là ai chết. Thân thể Lý Trạch Vũ treo trên không trung, đạp liên tục 3-4 phát. Việc ai nhanh hơn, ai mạnh hơn đều được thể hiện rõ ràng vào thời điểm này. Những cú đánh của Ác Tu La còn chưa chạm được vào Lý Trạch Vũ, nhưng mặt ông ta thì đã đầy những dấu giày đen thui của hắn. Đáng ghét. Ác Tu La nổi nóng, nhưng lại không thể không thay đổi thế công. Tốc độ của Lý Trạch Vũ đã nhanh hơn ông ta rồi. Gần như chỉ trong thoáng chốc, một thanh kiếm lưỡi cong xuất hiện trên tay Lý Trạch Vũ. Ngay sau đó là một nhát chém nhanh như chớp. Cẩn thận! Không ổn! Huyết Tu La cùng Dạ Tu La đều kinh hãi. Nhưng bây giờ có muốn đến giúp ông ta cũng đã không kịp, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm trong tay Lý Trạch Vũ cắt đứt cổ họng Ác Tu La. Một giây sau, máu tươi văng khắp nơi. Ác Tu La che cổ lảo đảo lui về phía sau, hai mắt trợn to đầy khiếp sợ. Có lẽ, ông ta chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết ở chỗ này. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, ông ta khó khăn quay đầu nhìn hai người anh em, có vẻ như muốn bọn họ báo thù thay mình. Sức mạnh quá kinh khủng, Bruce nhìn mà trợn tròn mắt, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ác Tu La đã bị quân đế chém chết. Ông ta lại nghi ngờ mình có đang nằm mơ hay không, dù gì đây cũng là một Tu La Vương kia mà. Lang Vương cũng thấy chấn động, không tìm được từ ngữ gì để hình dung. Ông ta biết quân đế rất mạnh, cũng từng chứng kiến sức mạnh của quân đế. Nhưng ông ta không hề biết quân đế đạt được tới trình độ này. Hèn gì lúc đó U Linh Đại Đế còn định bắt tay với ông ta để đi đối phó quân đế. Ông ta cực kỳ vui mừng vì mình và quân đế là anh em chứ không phải kẻ thù, nếu không chắc ông ta đã nghe theo lời đề nghị của tên ngốc U Linh kia rồi. Như vậy thì bây giờ thế giới U Linh làm gì còn Lang Vương nữa? Tiểu Lang, không phải bị thực lực của thiếu gia nhà chúng tôi làm rung động rồi đấy chứ? Cẩu Phú Quý cười nhạt. Khả năng của tên nước ngoài vừa nãy cũng không tệ, thế nhưng vẫn có phần chênh lệch với sức của lão nam, thiếu gia nhà bọn tôi làm thịt ông ta dễ như cắt tiết gà vậy. Đây tuyệt đối không phải lời nói huênh hoang. Nam Cung Thạc có sức mạnh cảnh giới thiên nhân, không hề thua kém bất kỳ một Tu La Vương nào. Mà Lý Trạch Vũ cũng đánh nhau với Nam Cung Thạc đơn giản như giỡn chơi vậy. Ngay lúc đó, tao muốn giết mày. Huyết Tu La đã không còn kiên nhẫn. Ông ta giẫm một cái rồi vọt về phía Lý Trạch Vũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.